Lục Lâm Thiên mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên Việt, Lục Lâm Thiên khẳng định rằng mình đã bị xuyên Việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị dò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 1. Ta đang ở nơi nào thế này? Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê, Lục Lâm Thiên cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người hắn khiến hắn không nhịn được mà dùng mình một cái. Đầu Lục Lâm Thiên toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng mở choàng mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng hắn mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm. A, à, cơn đau điếng từ đại não truyền đến khiến hắn phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Lục Lâm Thiên cảm nhận được có một lực lượng kỳ lạ đánh vào đầu mình khiến hắn lập tức ngất đi một lần nữa. Khi trời gần sáng Lục Lâm Thiên mới từ từ tỉnh lại, nhưng khi nhận được tin tức mới từ đại não Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa lại ngất đi. Nhân phẩm của ta bạo phát sao, xuyên Việt rồi, đây là không phải là nằm mơ chứ. Lục Lâm Thiên mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, cùng với việc đã từng xem qua mấy tiểu thuyết xuyên Việt, Lục Lâm Thiên khẳng định rằng mình đã bị xuyên Việt rồi. Tình huống này tưởng chừng như không có thật, thậm chí trong trăm triệu hoàn cảnh cũng chưa chắc tìm được một, vậy mà lại xảy ra trên người hắn. Lục Lâm Thiên ngẫm lại, mình vừa mới tốt nghiệp đại học hạng 3, cũng tìm được công việc vặt vãnh ở trong một văn phòng nhỏ. Trong khi đang giúp cấp trên photo tài liệu thì không ngờ máy photocopy bị dò điện, hắn bị chết bất đắc kỳ tử mà xuyên qua. Kiếp trước không nói làm gì, tiền đồ xa vời, xuyên qua cũng tốt, nói không chừng xuyên qua đến một thế giới khác sẽ đạt được thành tựu lớn hơn. Dựa theo những hiểu biết của bản thân hắn trong tiểu thuyết, người xuyên qua, không một người nào đạt được thành tựu quá thấp. Nguyên một đám không phải thê thiếp thành đàn thì cũng là bá chủ của thế giới mới, kém cỏi nhất cũng làm phú nhị gia, hẳn là mình cũng không quá xui xẻo. Xác định mình bị xuyên qua, Lục Lâm Thiên không có bất kỳ cảm giác đau khổ hay tiếc nuối gì mà ngược lại hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Kiếp trước hắn không phải là người có chức có quyền, cũng không phải người giàu có, tiền đồ rất xa vời, tương lai mờ mịt. Nơi này là chỗ nào, tại sao ta lại xuyên đến chỗ quỷ quái này? Lục Lâm Thiên đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn. Sau một lát, Lục Lâm Thiên có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn. Mà thân thể hắn xuyên vào mặc dù ở thế giới này cũng là một thiếu gia nhưng lại hữu danh vô thực. Vị thiếu gia này cũng tên là Lục Lâm Thiên, năm nay vừa mới 16 tuổi, là một người con riêng, địa vị của hắn trong gia tộc ngay cả người hầu đều không bằng. Ngoài ra hắn còn có một mẫu thân, trước là người hầu trong gia tộc, sau khi sinh hạ vị thiếu gia này thì càng bị vợ cả ức hiếp, cùng trải qua ngày tháng so với nô tài còn không bằng. Hai mẫu thân con, ngày bình thường thì luôn bị người trong gia tộc ức hiếp, ngay cả nô bộc cũng không để họ vào mắt. Đặc biệt là mấy nha hoàn đi theo vợ cả, càng hay tìm cớ để làm nhục bọn họ. Ngay như ngày hôm qua, chỉ vì chống đối vài câu mà vị thiếu gia này đã bị bọn chúng đánh cho một trận, nhưng không ngờ tới bị đánh đến chết. Đoán chừng những người kia thấy người bị chết mà sợ hãi nên mới đem vị thiếu gia này vứt xuống vách núi, thi thể rơi vào đầm nước dưới vách núi, còn mình thì vì nhân phẩm bạo phát mà xuyên qua nhập vào thân thể của hắn. Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Lục Lâm Thiên có chút khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc nhân phẩm của mình tốt hay không tốt đây? Kiếp trước mình cũng chưa làm chuyện tốt gì, xem ra nhân phẩm cũng không thể tốt được a. Nhập gia thì tùy tục, Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào khác, may mắn lắm mới không chết, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, dù thế nào đi chăng nữa không chết chính là có phúc, gặp đại nạn mà không chết tất sau này sẽ có phúc. Nể mặt ta và ngươi cùng tên là Lục Lâm Thiên, ta lại dùng thân thể của ngươi,
mối thù của ngươi sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo, mẫu thân của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi chăm sóc. Lục Lâm Thiên thầm thì tự nói. Lục Lâm Thiên vừa nói xong, đầu óc dường như thông suốt, một cỗ chọc khí thoát ra từ đầu rồi tiêu tán không không gian. Xem ra oán khí của ngươi cũng sâu a, mối thù của ngươi, Lục Lâm Thiên ta chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ báo cho ngươi. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn lên trời cao nói lại một lần nữa. Nói xong, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ đến một vấn đề nan giải lúc này. Bây giờ hắn đang nằm trong đầm nước, dưới lưng giường như tựa vào một thân cây khô, nước trong đầm rất lạnh, xem ra bây giờ hẳn là mùa đông. Mà hắn ngâm trong nước đã lạnh đã rất lâu rồi thì phải, cả người đã sớm tê cóng, không còn bao nhiêu chi giác. Dẫy dụa cố bơi về hướng bên cạnh đầm nước, Lục Lâm Thiên không khỏi thầm rủa một tiếng, hai chân của hắn dường như bị chặt đứt, hai tay thì ngay từ đầu còn không cảm thấy gì nhưng vừa cố di chuyển một chút thì phát hiện ra hai tay cũng bị gãy xương. Lúc này, hắn căn bản không thể dùng sức, đừng nói bơi đến bên cạnh đầm nước, ngay cả di chuyển nửa phân cũng khó có khả năng. Ông trời a, người đừng chơi ta như vậy mà. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nhìn trời mắng, bây giờ mình hoàn toàn không nhúc nhích được, không phải nằm chờ bị động lạnh đến chết sao. Vèo. Một hồi âm thanh truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, giống như là có con vật gì đó di chuyển trong nước với tốc độ vô cùng nhanh. Không phải là yêu thú chứ. Trong đầu Lục Lâm Thiên hiện lên một từ đáng sợ, theo như tin tức trong đầu lưu lại, Lục Lâm Thiên biết được thế giới này khác với thế giới trước kia của mình. Đây là thế giới lấy vũ vi tôn, toàn bộ thế giới bao la vô cùng, trong đó có yêu thú, linh thú, vũ giả và linh sư tồn tại. Vũ giả và linh sư trong thế giới này có địa vị vô cùng cao, đặc biệt là linh sư, địa vị của họ có thể nói là tối thượng. Mà thân thể của vị thiếu gia hắn xuyên qua này, không có cách nào trở thành vũ giả cũng vô pháp trở thành linh sư, chính vì vậy địa vị trong gia tộc mới thấp kém không bằng cả nô bộc. Ngay tại lúc Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ xem có phải yêu thú đang tiến về phía mình hay không thì từ trên không một chuỗi âm thanh rít gào truyền đến. Ngay lập tức trước mắt hắn như bị mây đen bao phủ. Một con chim khổng lồ dài hơn trăm thước xuất hiện trên không trung. Cách chim mở rộng, bay lượn ngay khoảng không trên đầu Lục Lâm Thiên. Con chim này có điểm giống chim ưng nhưng phủ bên ngoài bộ lông màu xanh, dưới bụng có lông tơ màu trắng. Hai chân có móng vuốt sắc nhọn uốn cong, thoạt nhìn như lưỡi dao sắc bén, hai mắt cự ưng chăm chú nhìn xuống phía hắn. Yêu thú, chẳng lẽ ta vừa mới xuyên qua đã phải trở thành món ăn trong bụng yêu thú sao? Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, ở kiếp trước lấy đâu ra một con chim ưng lớn như vậy? Lập tức, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ mà nở nụ cười khổ, bây giờ mình không thể di chuyển, yêu thú mà muốn ăn thịt mình thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vèo vèo. Lục Lâm Thiên cảm giác được phía sau mình tựa hồ đang có con vật gì đó bay đến, hai cánh nó vuốt trên mặt nước là mặt nước cuộn sóng, mà hắn cũng bị sóng cuộn ra phía ngoài. Rát rát. Trên không trung, cự ưng kêu lên một tiếng, hung quang trong mắt vừa lộ, hai cánh chấn động, mang theo gió lốc lao thẳng xuống dưới, móng vuốt co lại, như xuyên qua không gian lao xuống tựa tia chớp. Mạng ta xong đời rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Vừa mới xuyên qua cuối cùng lại trở thành món ăn trong bụng của yêu thú, vận số của ta cũng quá kém đi. Vèo. Ngay lúc Lục Lâm Thiên tuyệt vọng, trước mắt hắn đột ngột xuất hiện một mảnh tối đen, một cái bóng to lớn từ phía sau đầu hắn nhảy lên. Tốc độ quá nhanh, Lục Lâm Thiên vội ngước mắt nhìn lên cũng chỉ có thể trông thấy là một con yêu thú phi hành lớn hơn trăm thước có điểm giống con rơi, toàn thân màu trắng tinh, dưới bụng yêu thú có một lỗ hổng to, máu tươi từ đó không ngừng chảy ra. Hẳn là con yêu thú này đang bị thương. Phanh, phanh. Chỉ trong tích tắc, hai con yêu thú đã đỡ Upsilon.ng độ nhau trên không, những tiếng rít gào xuyên qua không gian vang vọng xung quanh Lục Lâm Thiên. Hắn nằm trong đầm nước, mặt nước không ngừng dao động nhưng bản thân hắn thì lại không thể nhúc nhích. Sau khi va chạm mấy lần, Lục Lâm Thiên thấy, yêu thú cự ưng thu lại móng vuốt, hai cánh chấn động, mang theo gió lốc hung hăng chụp xuống yêu thú rơi. Chi chi, con rơi khổng lồ rít lên, ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc, trong miệng yêu thú đã tràn ra một đoàn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng phun ra, giữa không trung một cỗ hàn khí bắt đầu khuếch tán. Trong tích tắc, hàn khí quét qua khiến cả đầm nước bị đóng băng. Trên không, cự ưng cũng bị đông lạnh trở thành khối băng, thân hình khổng lồ lập tức rơi thẳng xuống đầm nước. Cự ưng đã rơi xuống trên mặt băng.
mặt băng bị phá vỡ, xuất hiện vô số khe nứt. Cùng lúc này con yêu thú rơi dường như cũng trở nên suy yếu, nó hạ xuống mặt băng, từ từ tiến tới gần cự ưng yêu. Rắc! Lục Lâm Thiên vừa nhìn lại đã thấy yêu thú rơi há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh bén nhọn cắn xuống, một ngụm đem ra cùng lông trên bụng cự ưng xé ra, một viên ngọc to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, bên trên còn dính máu lăn xuống mặt băng. Yêu đan, yêu thú ít nhất phải đạt tứ giai mới có yêu đan. Lục Lâm Thiên từ trí nhớ trong đầu biết được, loại yêu đan này, yêu thú ít nhất phải đạt đến tứ giai mới có, những yêu thú tam giai trở xuống sẽ không có yêu đan. Yêu đan hình như là rất giá trị. Rát rát. Khi cự ưng bị yêu thú rơi xé mở bụng lộ ra yêu đan. Trong nháy mắt, quanh thân cự ưng phát ra một ngọn lửa, ngay lập tức làm băng tan, cái mỏ sắc bén mổ thẳng vào vết thương trên bụng của yêu thú rơi. Ngay sau đó bụng của yêu thú rơi không ngừng chảy máu, một viên ngọc lớn chừng nắm tay trẻ con dính đầy tơ máu tràn ngập tia sáng nhu hòa bị đánh rơi trên mặt băng. Đây cũng là yêu đan sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Yêu thú tứ giai trở lên rất khó bắt gặp, không ngờ dưới vách núi lại này một lát mà thấy những hai con. Ô ô, yêu thú rơi bị đau, nó kêu lên thảm thiết rồi dùng cái răng nanh cắn mạnh vào cổ của cự ưng, trực tiếp cắn đứt cổ cự ưng, tia máu không ngừng phun ra, lần này con cự ưng hoàn toàn chết hẳn. Bây giờ, mặt băng bắt đầu thay đổi lần thứ hai, Lục Lâm Thiên lạnh run cả người, môi trắng bệch không có chút huyết sắc, mặt tái xanh, thân thể hầu như cứng đơ. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ đại chiến như một ảo giác khi xem phim 3D, thật là làm cho người ta kinh hoàng. Chi chi. Trên mặt nước, yêu thú rơi ngậm viên yêu đan của cự ưng trong miệng của mình, hai cánh xẹt qua trên mặt nước lạnh. Ngay sau đó, nó chậm rãi hướng tới gần Lục Lâm Thiên. Phiền toái rồi đây. Lục Lâm Thiên nhìn con yêu thú rơi đang hướng tới gần mình, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, hai mắt yêu thú kia đang nhìn hắn chằm chằm. Chi chi. Yêu thú rơi bay đến bên người Lục Lâm Thiên, cổ họng của con rơi phát ra một tiếng vang, với thân thể khổng lồ, một con mắt của nó còn lớn hơn cả người Lục Lâm Thiên. Trong mắt của nó không hề có ác ý, ngược lại ánh mắt rất chân thành nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tưởng rằng mình chết chắc rồi, hắn nhìn vào thân hình to lớn của yêu thú, dường như yêu thú này không có ác ý với mình. Ngươi có chuyện gì muốn ta giúp sao? Lục Lâm Thiên thử nói một câu để thăm dò. Nghe nói yêu thú cao giai đều là linh vật của thiên địa, nhất định sẽ có linh trí. Chi chi. Nghe được Lục Lâm Thiên nói, con yêu thú rơi phát ra một âm thanh vui sướng, khẽ gật đầu, hình như đang đáp lại Lục Lâm Thiên. Con rơi này quả thật hiểu được lời của mình, Lục Lâm Thiên sửng sốt một chút. Nếu như là trước đây, nhất định Lục Lâm Thiên sẽ bị dọa cho giật hết cả mình, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không có gì là quá kinh ngạc. Bản thân hắn có thể chuyển kiếp thì còn có cái gì không thể tiếp nhận đây. Ta nói yêu thú huynh này, ngươi nhìn ta đi, tự thân ta còn khó bảo toàn, làm sao có thể giúp huynh. Lục Lâm Thiên nhìn yêu thú rơi cười khổ một cái rồi nói. Chi chi. Tựa như nghe hiểu Lục Lâm Thiên nói, con rơi yêu thú cúi đầu chăm chú đánh giá hắn, sau đó phát ra một âm thanh trầm thấp, nhảy mạnh lên lấy hai móng vuốt ấn vào bụng Lục Lâm Thiên không tự chủ được há hốc miệng ra. Ột ột. Hai tiếng, Lục Lâm Thiên hoàn không kịp phản ứng, trong miệng đã có hai viên yêu đan, ngay sau đó hai dòng chất lỏng nóng và lạnh trong xuất hiện trong cổ họng hắn. Một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể hắn, trong khoảnh khắc trong cơ thể Lục Lâm Thiên giống như lò thiêu. Chất lỏng còn lại thì lạnh lẽo như băng, ngay lập tức làm thân hình hắn kết thành một khối băng. Chi chi. Lần thứ hai, yêu thú rơi kêu lên, đôi mắt nó nhìn uể oải đi không ít, sau đó cánh bên phải rung lên. Từ cánh dưới cánh chim có một con rắn nhỏ màu vàng dài tầm 10 tấc bị rũ ra. Chi chi. Yêu thú rơi kêu lên chi chi lần nữa, con rắn màu vàng dường như hiểu ý nó. Ngay sau đó con rắn bò lên trên người Lục Lâm Thiên, từ trên cổ chui vào quần áo của hắn. Nhìn thấy con rắn màu vàng nhỏ bò vào quần áo Lục Lâm Thiên, con yêu thú rơi nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu. Lúc này Lục Lâm Thiên không thể nói chuyện. Trong cơ thể hắn có hai dòng năng lượng đang không ngừng lan tỏa. Hai năng lượng nóng lạnh cùng tiến tới, quả thực giống như hai thế giới băng hỏa khác nhau, Lục Lâm Thiên muốn kêu thảm thiết nhưng không thể phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, Lục Lâm Thiên cũng không cách nào kiên trì được nữa, hắn ngất đi ngay trên mặt nước nên không thể biết được thân thể mình đang biến hóa thế nào. Giống như đầm nước này,
bên trái bờ hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên phải bờ băng đá chưa tan, trên mặt Lục Lâm Thiên, một bên tái nhợt, một bên đỏ bừng. Còn chưa chết sao? Lục Lâm Thiên tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhận ra mình đang nằm trên bờ, thân thể dựa vào một cây cây khô phía sau. Ô, cử động được rồi. Lục Lâm Thiên hơi giật giật chân tay, phát hiện hai chân bị mất cảm giác, đôi tay bị gãy này đã được khôi phục, hoàn hảo vô khuyết. Đã chết rồi sao, yêu thú huynh, đa tạ ngươi. Lục Lâm Thiên thấy bên cạnh mình, con yêu thú rơi toàn thân trắng tinh đang nổi trên mặt nước, giống như là một chiếc thuyền lớn. Thấy thân thể khôi phục, Lục Lâm Thiên đoán rằng việc này có liên quan đến việc con yêu thú rơi cho hắn ăn yêu đan. Yêu đan vô cùng quý giá, tất nhiên có thể có tác dụng thần kỳ. Lục Lâm Thiên bò lên bờ, đối diện với hồ nước lạnh, nhìn thi thể con rơi yêu thú nói rằng. Thân thể ngươi to lớn như vậy, ta cũng không thể nào mai táng cho ngươi, hồ nước lạnh này coi như mộ địa rồi. Sau đó, hắn đánh giá bốn phía, bây giờ phải tìm cách rời khỏi vách núi này. Lục gia, ở Trấn Thanh Vân được coi như là một đại gia tộc, nhắc tới Lục gia, người Trấn Thanh Vân ai ai cũng biết. Lão gia chủ của Lục gia đã đạt tới cảnh giới vũ tướng, ở trong toàn bộ Trấn Thanh Vân cũng là nhân vật số một số hai. Mà Lục gia không chỉ là thế gia vũ đạo mà đồng thời cũng kinh doanh không ít cửa hàng ở Trấn Thanh Vân, nghe nói cơ ngơi bên ngoài trấn cũng không ít. Màn đêm buông xuống, hàn khí trên bầu trời bắt đầu lan tỏa làm bông tuyết tung bay, một thiếu niên từ trong màn đêm đi ra, dáng người đơn bạc, quần áo vừa cũ vừa rách nát, thân hình cô độc đón từng cơn gió lạnh phiêu đãng trong không gian, càng hiện lên sự nghèo túng. Thiếu niên đi về hướng Trấn Thanh Vân, trước một khu nhà lớn, vừa đi trước vừa lẩm bẩm nói. Đây là Lục gia sao? Vị thiếu niên này không thể là ai khác, đó chính là Lục Lâm Thiên. Theo vách núi bò lên Lục Lâm Thiên mất thời gian hết 3 ngày, khi leo lên vách núi, Lục Lâm Thiên phát hiện bản thân mình dường như có một sức mạnh rất lớn, cuồn cuộn không hết, bằng không hắn cũng không bò lên được vách núi đó. Lục gia được bao quanh bởi tường cao, đình viện nối tiếp nhau không ngớt, dựa theo trí nhớ của Lục Lâm Thiên, phong cách kiến trúc của Lục gia có điểm giống Lâm Viên Tô Châu ở kiếp trước. Cốc cốc, Lục Lâm Thiên gõ vào cửa lớn của Lục gia, bây giờ bụng hắn đã kêu lên ủng ục vì đói. Cọt kẹt, cửa lớn Lục gia mở ra, hai người hầu đầu đội mũ mềm, mặc y phục xám đi ra, vừa thấy Lục Lâm Thiên, trong mắt hai tên người hầu này lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người phải đi cửa sau, phu nhân đã thông báo, người không thể đi cửa trước. Hai người hầu kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên trong chốc lát nhưng ngay sau đó cũng không để Lục Lâm Thiên vào trong mắt, đem cửa lớn khép lại. Hai tên cẩu nô tài, còn tưởng ta là Lục Lâm Thiên trước kia sao? Về sau sẽ khiến các người biết thế nào là khinh thị ta. Lục Lâm Thiên nhổ ra một ngụm nước bọt trước cửa lớn Lục gia, sau đó hướng cửa sau đi đến. Dựa theo trí nhớ trong đầu, Lục Lâm Thiên biết được vị Lục thiếu gia này từ trước đến nay chưa từng được bước qua cửa lớn Lục gia. Mặc dù là thiếu gia Lục gia, nhưng mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn, địa vị thấp kém, sau khi hạ sinh hắn càng bị vợ cả đối xử tàn tệ, phụ thân hắn cũng không dám có ý kiến gì. Mẫu thân hắn vì thế mà phải nhẫn nhục chịu đựng. Thiếu du thiếu gia, rốt cuộc người đã trở về, người đã mất tích 5 ngày rồi, nhị phu nhân nhớ người muốn chết, người nhanh trở về đi. Cửa sau vừa mở ra, một lão nhân nhìn thấy Lục Lâm Thiên, vội vàng ân cần nói, trong mắt mang theo vài phần thương cảm. Ta biết rồi, Nam Thúc. Theo trong trí nhớ, Lục Lâm Thiên nhận ra lão bộc này tên là Nam Thúc, ngoài mẫu thân ra, ông cũng là người đối tốt với hắn. Khi hắn còn bé vẫn luôn để ý chăm sóc hắn. Ồ, chẳng lẽ ta nhìn sai rồi? Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong đôi xám cho của lão bộc chợt lóe lên tinh quang nhưng ngay sau đó khôi phục lại ánh mắt tối tăm, mờ mịt, rồi từ từ đóng lại cửa sau. Lục Lâm Thiên đi qua mấy hành lang dài, đến một đình viện thấp bé, đây là chỗ ở của người hầu trong Lục gia. Lục gia chính là gia tộc lớn trong trấn, riêng người hầu cũng có 200-300 người, mà tộc nhân của Lục gia trực hệ cùng chi thứ cộng lại cũng gần 700 người, một gia tộc gần 700 người tất nhiên không nhỏ. Một nơi có những đình viện cũ nát ở phía trước, Lục Lâm Thiên đi vào trong viện, đứng trước một đình viện có chút cũ nát, do dự một trong chốc lát, sau đó Lục Lâm Thiên đẩy cửa phòng ra. Thiếu du, con đã đi đâu vậy, mẫu thân lo cho con muốn chết. Trong phòng có một vị phụ nhân, mặc y phục màu xanh nhạt, khoảng chừng 36-37 tuổi, gương mặt thanh tú. Hai hàng lông mày thon dài, khuôn mặt hơi tròn,
cũng có thể coi là một mỹ nhân, trong mắt vẫn còn lưu lại tơ huyết, dường như vừa mới khóc. Phụ nhân này vừa thấy Lục Lâm Thiên thì vội vàng tiến đến, nhìn Lục Lâm Thiên một thân tả tơi, rách nát thì hốc mắt lại ngấn nước. Mẫu thân, con không sao. Nhìn phu nhân hiền lành trước mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, con của nàng, đã chết, nhưng mình không thể đem sự thật nói ra, về sau, mình sẽ là con của người. Thiếu Du, nhanh nói cho mẫu thân biết, mấy ngày nay con đi đâu, vì sao đi mà không nói tiếng nào. Nhìn Lục Lâm Thiên còn nguyên vẹn trở về mẫu thân của hắn mới thở dài một hơi, lôi kéo hai tay của hắn hỏi. Con có chút việc phải làm, xin lỗi vì đã làm người lo lắng. Lục Lâm Thiên đáp lời, tất nhiên hắn không thể nói rằng con của người đã bị đánh chết ném xuống vách núi. Con đói chưa, mẫu thân đi lấy đồ ăn ngon lại cho con. Mỹ phụ nhân hiền lành vội vàng lấy ra mấy cái bánh bao và một món ăn mặn. Lục Lâm Thiên nhìn xem, vừa nhìn cũng có thể nhận ra món ăn này khá ngon nhưng đây chỉ là canh thừa mà thôi. Đồ ăn này rất sạch sẽ, Nam Thúc phải trộm từ phòng bếp đó, nhanh ăn đi, đây chính là món con thích ăn nhất. Mỹ phụ nhân nhìn Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt dịu dàng, ngữ điệu toát ra sự áy náy, thấp giọng nói. Cũng tại mẫu thân vô dụng, khiến cho con vừa ra đời đã chịu khổ, sớm biết như vậy, lúc trước mẫu thân không nên sinh ra con. Mẫu thân, đây không phải lỗi của người, sau này con sẽ không để người chịu khổ nữa. Nhìn ánh mắt của Mỹ phụ nhân, mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn không được mà phủ lên một lớp sương mù. Kiếp trước hắn lớn lên ở cô nhi viện. Từ nhỏ đã không có tình thương của mẫu thân, có lẽ xuyên qua cũng là do ông trời muốn đền bù cho hắn, để hắn cảm nhận được tình thương của mẫu thân. Giờ khắc này, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm thề, đây chính là mẫu thân ruột của mình, nhất định không để cho mẫu thân chịu khổ thêm nữa. Con ngoan, nhanh ăn đi, ăn xong rồi, cởi quy upsilon ập y áo ra, mẫu thân giúp con giặt sạch. Nhìn Lục Lâm Thiên, Mỹ phụ nhân hạnh phúc cười nói. Lục Lâm Thiên quả thật có chút đói bụng nên vội vàng ăn như hổ đói. Năm cái bánh bao thoáng cái đã vào trong bụng sau đó hắn lập tức quay lại gian phòng của mình. Đã xuyên qua rồi, bây giờ phải tính toán tương lai của chính mình. Trong phòng, Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn gian phòng cũ nát rồi thì thầm. Kiếp trước không có tiền đồ, bây giờ được xuyên qua, bắt đầu một cuộc sống mới, hắn làm sao có thể cam chịu trở thành người tầm thường. Đây là cái mạng thứ hai mình may mắn mới có được, nếu không thể đạt được thành tựu gì thì thật xin lỗi lão thiên gia. Kiếp trước vô năng không thể làm chủ cuộc sống, kiếp này, ngủ, phải say trên gối mỹ nhân, tỉnh, phải nắm quyền thiên hạ, đây mới là thứ hắn muốn. Nghĩ đến đây, huyết dịch trong lòng Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu sôi trào lên. Xem ra, tuy ngươi trôi qua 16 năm tầm thường, nhưng trong huyết quản vẫn luôn có một phần không cam lòng. Yên tâm đi. Về sau ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Tuổi trẻ. Ngồi ở trước gương đồng trong gian phòng cũ nát, Lục Lâm Thiên nhìn hình dạng của mình bây giờ, từ một người 23 gần 24 tuổi được quay lại hình dáng lúc mới 16 tuổi, xem ra hắn đã kiếm được khoản lời không nhỏ. Mặc dù ngươi khá tầm thường, cũng không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn bất phàm, nhưng cũng xem như là có hương vị. Lục Lâm Thiên nhìn bộ dáng bây giờ của mình hơi mỉm cười. Dáng người cao gầy, làn da màu lúa mạch, ngũ quan đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt kia, đôi đồng tử sáng như sao. Không tồi, cũng khá ưa nhìn. Lục Lâm Thiên tự kỷ cười cười, môi mỏng khẽ nhếch, kéo lên nụ cười lười biếng, trong sự vui vẻ còn chôn giấu một phần dã tâm. Bây giờ, nên tìm hiểu rõ thế giới này. Lục Lâm Thiên nằm trên giường, trong đầu cẩn thận tìm kiếm thông tin về thế giới này. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với kiếp trước. Có tên là Đại lục Linh Vũ, là một đại lục vô cùng rộng lớn. Tại đây lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, có Vũ giả cùng Linh giả tồn tại. Vũ giả có lực lượng lớn vô cùng, nghe nói khi đạt đến cảnh giới nhất định rời núi lấp biển, phá toái hư không, có thể di sơn đảo hải, đi trong hư không. Vũ sư chia các cấp bậc theo thứ tự là Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ xuất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế. Còn về Linh giả, nghe nói đó là những người vô cùng thần bí, họ có sức mạnh vô cùng to lớn, có khả năng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Khi linh giả đạt đến cảnh giới nhất định, có thể hô mưa gọi gió. Linh giả cũng phân thành linh đồ, linh sĩ, linh sư, linh phách, linh tướng, linh xuất, linh vương, linh tôn, linh đế. Trên đại lục Linh Vũ,
đạt đến vũ xuất cùng linh xuất đã là cường giả trong cường giả, họ đều là những người cao cao tại thượng. Lão gia chủ Lục gia, cũng chính là ông nội mà hắn chưa từng gặp mặt, nghe nói chính là vũ giả cảnh giới vũ tướng. Trên đại lục này, ngoại trừ vũ giả cùng linh giả, còn có yêu thú và linh thú. Yêu thú và linh thú cực kỳ lợi hại, con người cũng không dám trêu chọc chúng, chỉ những vũ giả hoặc linh giả có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới dám đi đối phó yêu thú và linh thú. Chính vì vậy, địa vị của vũ giả, linh giả trên đại lục rất cao. Xem ra, chỉ khi trở thành linh giả hoặc vũ giả thì tương lai mới có hy vọng, nhưng mà, vì sao thân thể này không thể trở thành vũ giả, linh giả đây? Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, từ trong trí nhớ biết được, thân thể này của mình, lúc nhỏ có trắc nghiệm qua, dường như là kinh mạch không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lại không thể trở thành vũ giả hoặc linh giả. Nếu như có thể trở thành vũ giả hoặc linh giả, địa vị mình và mẫu thân sẽ không phải là không bằng người hầu như thế này. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành linh giả hoặc vũ giả, đây là lối đi duy nhất. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, trên thế giới này, nếu muốn có được những thứ mình muốn thì chỉ có thể đi theo hai con đường này. Ồ, suýt nữa đã quên ngươi, tiểu gia hỏa này. Lục Lâm Thiên cởi quy upsilon ập y áo rách nát trên người ra, đang định đưa cho mẫu thân thì phát hiện con rắn màu vàng nhạt quấn trên cánh tay của mình. Xì xì, con rắn nhỏ màu vàng nhạt dài 10 phân, mắt nhỏ mở to chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, cái lưỡi trẻ đôi không ngừng co duỗi. Sau đó cũng không để ý tới Lục Lâm Thiên, nó tiếp tục quấn quanh cánh tay hắn, dường như đã ngủ. Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát con rắn nhỏ màu vàng nhạt, trên thân nó bao phủ một lớp lân phiến chi chít sáng bóng, nhìn kỹ phía dưới, tiểu kim xà cũng không giống với một số loài rắn khác, có vẻ nó không phải là một con rắn bình thường. Yêu thú huynh đệ, huynh đã cứu ta, hẳn là vì muốn để cho ta giúp huynh chăm sóc con tiểu kim xà này phải không? Ta nợ huynh một ân huệ, con tiểu kim xà này, ta sẽ thay huynh chăm sóc thật tốt. Lục Lâm Thiên nói, nếu dưới vách núi không có con yêu thú rơi cho mình hai viên yêu đan, chắc hẳn mình đã chết cóng ở trong đầm nước rồi. Sau khi đưa quần áo cho mẫu thân, Lục Lâm Thiên quay lại phòng của mình, thân là Lục thiếu gia, Lục Lâm Thiên chỉ có duy nhất một đặc quyền. Đó chính là được cùng mẫu thân ở trong một căn phòng riêng biệt, không phải ở chung với những người hầu khác. Một đêm ngủ thật say để bù lại mấy ngày không được ngủ, Lục Lâm Thiên ngủ rất ngon, trong mộng còn mơ về mấy mỹ nữ, thiếu chút nữa máu mũi đã chảy ra rồi. Thiên thiếu gia, tỉnh dậy đi, Thiên thiếu gia. Lục Lâm Thiên đang ngủ ngon đây, thì có một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Lục Tiểu Bạch, ta đang có nằm mơ đấy. Lục Lâm Thiên nghe thanh âm cũng biết đó là Lục Tiểu Bạch, trong số những người hầu của Lục gia, cũng chỉ có Lục Tiểu Bạch có quan hệ tốt với hắn nhất. Mở hai mắt ra, Lục Lâm Thiên thấy một thiếu niên 16-17 tuổi xuất hiện ở trước mắt mình. Thiếu niên này mặc trang phục người hầu, kỳ thật trang phục của mình cũng không khác hắn là bao, thiếu niên này mắt sáng mày rỡ mơ dùng lời ca ngợi để hình dung hắn chính là trông rất thông minh sáng sủa. Thiên thiếu gia, mấy ngày này người đã đi đâu? Người không sao chớ? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt cẩn thận quan sát Lục Lâm Thiên, nhỏ giọng mà nói. Ta nghe nói là mấy người Triệu quản gia đem người đánh cho một trận, sau đó không thấy tăm hơi người đâu, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, bọn hắn đã làm gì thiếu gia thế? Lục Lâm Thiên hiểu ra, lập tức nói. Ta không sao, chuyện này, về sau ta sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Thiên thiếu gia, người phát sốt hay sao? Người không có chuyện gì là tốt rồi. Lại còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ, người muốn chết à? Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên trợn mắt nói. Thiếu gia, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới ở kiếp trước, đột nhiên hướng Lục Tiểu Bạch nói. Dừng lại, về sau đừng gọi ta là thiếu gia. Không gọi là thiếu gia, ta đây gọi ngươi là gì? Cả Lục gia, thì chỉ có ta cùng Nam Thúc gọi ngươi là thiếu gia, ngươi còn không hài lòng. Nhanh dậy ăn sáng đi, ta có mang đồ ăn sáng đến đây. Lục Tiểu Bạch trừng mắt liếc Lục Lâm Thiên, sau đó móc ra một miếng bánh đưa cho Lục Lâm Thiên. Không nên gọi ta là thiếu gia, người có thể gọi ta công tử. Lục Lâm Thiên nói, nhìn Lục Tiểu Bạch, trong lòng cũng là có chút cảm động, xem ra trước kia Lục Lâm Thiên còn có một huynh đệ như vậy, có thể coi là rất tốt. Công tử, ăn mau đi, chúng ta còn phải đi khuân đồ, bằng không, Triệu quản gia nhất định lại tìm chúng ta gây phiền toái. Lục Tiểu Bạch hướng tới Lục Lâm Thiên nói. Chuyển vật gì? Lục Lâm Thiên hỏi.
Lục Tiểu Bạch nhìn Lục Lâm Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi cho rằng ngươi là thiếu gia thật sự à, không cần làm việc sao, hôm nay hiệu buôn đã đem đến không ít hàng, chúng ta phải đi mang tới nhà kho. Ta vốn cũng không phải là thiếu gia. Lục Lâm Thiên nói, xem ra làm thiếu gia như thế này, thật đúng là mệnh khổ a. Công tử, chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Bạch hướng đến Lục Lâm Thiên nói. Ra khỏi đình viện, hai người đi đến cửa sau Lục gia, hàng hóa hiệu buôn đều để ở cửa sau. Vừa rồi không thấy mẫu thân trong đình viện, Lục Lâm Thiên cũng biết thời gian này mẫu thân hẳn là đến phòng giặt quần áo phía sau viện. Sau khi sinh ra mình, theo lý mà nói mẫu thân cũng là nhị phu nhân của Lục gia. Nhưng bà lại không có bất kỳ danh phận gì, còn phải tiếp tục làm việc như một nha hoàn, hơn nữa bởi vì thường xuyên bị ức hiếp nên cuộc sống càng khổ cực. Lục Lâm Thiên biết rõ tạm thời mình cũng không có biện pháp thay đổi điều gì, chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải mau chóng thay đổi, phải tìm cách trở thành vũ giả hoặc linh giả mới được. Dựa theo quy định của Lục gia, là một người hầu, nếu có thể chính là trở thành vũ đồ thì địa vị mới được nâng lên, về phần linh giả, quên đi. Linh giả vô cùng ít, cả Lục gia tối đa cũng chỉ có 2-3 linh giả, mỗi người đều là bảo bối của cả gia tộc. Đi nhanh lên nào, Triệu quản gia đã tới rồi đó. Đi qua vài hành lang, Lục Tiểu Bạch đột nhiên hướng Lục Lâm Thiên nói, ở bên cạnh cửa sau Lục gia có 3 thân ảnh, 2 thân ảnh là người hầu, còn lại mặc trang phục tổng quản. Lục Lâm Thiên nhìn 3 người kia, nhớ rõ đây chính là 3 người đánh chết Lục Lâm Thiên lúc trước, sau đó lặng lẽ ném xuống vách núi. Nhắc tới 3 người hay ức hiếp mình, nếu là thật đánh chết mình, thì họ cũng không dám để cho ai biết, dù sao trên người mình cũng mang dòng máu của Lục gia. Trong 3 người này, 2 người là người hầu cao cấp của Lục gia, bình thường cũng chỉ hầu hạ đại phu nhân. Về phần tổng quản, 35 tuổi, 3 người này đều là người hầu đi theo từ nhà mẫu thân đẻ của đại phu nhân. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú nhìn 3 người này, sát khí tràn ngập trong lòng. 3 người này mình không thể không diệt. Để lại tuyệt đối là một đại họa hại, bình thường chúng cũng hay gây khó dễ cho mẫu thân mình. Chỉ là trong 3 người này, 2 người là người hầu cao cấp, cũng là vũ giả vũ đồ, Triệu tổng quản lại là vũ sĩ, 10 đại hán bình thường cũng không phải đối thủ Triệu tổng quản, muốn loại bỏ 3 người này, chỉ sợ là rất khó khăn. Lục Tiểu Bạch kéo Lục Lâm Thiên vội vàng ra ngoài, cửa sau cách đó không xa, cũng là chỗ chất đầy 1.000 túi hàng hóa, thoạt nhìn mỗi túi đều không nhẹ. Ở phía trước, Triệu tổng quản cùng 2 tên người hầu cao cấp nhìn Lục Lâm Thiên, cả 3 đều hết sức ngạc nhiên, 3 người nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt. Triệu tổng quản, tiểu tử này làm sao mà, hắn rõ ràng bị chúng ta. Trong 3 người, tên người hầu bên trái hướng tới Triệu tổng quản nói. Không có gì ngạc nhiên, có thể là chúng ta luống cuống tay chân nhìn lầm rồi, tiểu tử này mạng lớn, ném xuống vách núi cũng không chết. Không chết cũng tốt. Có vẻ như lão gia đang điều tra nên tạm thời đừng đỡ upsilon.ng đến tiểu tử này, để cho hắn thoải mái thêm mấy ngày nữa. Triệu tổng quản nhỏ giọng nói. Ồ, tại sao hôm nay Triệu tổng quản không gây phiền toái cho chúng ta nhỉ? Vừa nâng một túi hàng hóa, Lục Tiểu Bạch vừa hướng Lục Lâm Thiên nói, tựa như có một số điều nghi ngờ, vì bình thường Triệu tổng quản luôn bằng mọi cách phải gây sự với mình. Bây giờ... Bên cạnh đống hàng hóa có khoảng 10 người hầu đang cùng nhau khuân vác. Những người hầu này nhìn thoáng qua Lục Lâm Thiên cũng không có chú ý nhiều, quả thực là coi Lục Lâm Thiên như không tồn tại. Cũng chẳng ai muốn để ý tới Lục Lâm Thiên, mà nếu để ý tới Lục Lâm Thiên thì chắc sẽ bị Triệu tổng quản để ý. Đó là chúng ta vận khí tốt. Lục Lâm Thiên nói, thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng 3 người này thấy mình chết đi sống lại nên sợ chết khiếp. Nâng một bao hàng lên. Lục Lâm Thiên cảm giác được dường như bên trong túi hàng này là muối, hắn quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Bạch chỉ khiêng một bao mà eo cũng không thể duỗi thẳng. Thiếu gia, à không, công tử, sao ngươi đột nhiên khỏe như vậy? Bao muối này phải 120 cân a, trước kia người cũng không thể khiêng nổi. Nhìn Lục Lâm Thiên nhẹ nhõm khiêng một bao muối, Lục Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Thật sao, tại sao ta không cảm thấy nặng như vậy? Bản thân Lục Lâm Thiên cũng nghi ngờ. Hắn cũng nhớ rõ trước đây mình không thể khiêng nổi vật quá nặng, nhưng bây giờ túi muối như thế này mình có thể khiêng trên vai mà cảm giác như có 30, 40 cân, cũng không tốn bao nhiêu sức. Sức lực của ngươi quả thật là tăng lên rất nhiều. Lục Tiểu Bạch nói với Lục Thiểu Du, ngay sau đó 2 người theo những người khác khiêng muối về nhà kho. Nhà kho cách đây khá xa,
vừa tiến tới Lục Lâm Thiên vừa đánh giá Lục gia, hôm qua về mình còn chưa kịp cẩn thận quan sát. Lục gia quả thật là gia tộc không nhỏ, đình viện nối tiếp nhau, ngọc lưu ly chiếu sáng, khu vực mình ở vẫn chỉ là hậu viện mà thôi, tộc nhân trực hệ của Lục gia đều ở khu vực tiền viện, hướng về nơi đó nhìn, từ xa đã thấy sự xa hoa vô cùng. Cửa hậu viện, lão Bộc Nam Thúc vẫn im lặng ngồi một bên, ánh mắt như vô tình cố ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên đang khiêng muối, trên gương mặt không hề biểu lộ gì nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó nhận ra, trong mắt Nam Thúc thỉnh thoảng lại có tia sáng lóe lên. Lão Bộc Nam Thúc này ở Lục gia đã mấy chục năm rồi, địa vị trong Lục gia cũng không thấp, có thể xem như một người hầu cao cấp. Tên thật của lão không ai biết, mọi người đều gọi lão là Nam Thúc, ngay cả Triệu quản gia cũng phải nể mặt lão vài phần, bình thường Nam Thúc chịu trách nhiệm trông coi cửa sau và chăm sóc hoa cỏ trong hậu viện. Hơn 1000 túi muối, mấy chục người hầu, mỗi người phải khiêng hơn 20 lần mới đem tất cả đến nhà kho. Đến tận buổi trưa, khi khiêng đến bao muối cuối cùng hầu hết tất cả mọi người đều mệt đến sắp không thở được, chỉ còn Lục Lâm Thiên tinh thần vẫn tốt, hắn cảm giác như mình càng vận động, sức mạnh trong cơ thể dường như càng tăng lên. Khục! Lục Lâm Thiên khiêng túi muối cuối cùng tiến qua cửa sau, Nam Thúc chậm rãi đứng lên, đột nhiên va vào người Lục Lâm Thiên, như thể chẳng may bị hắn đỡ upsilon.ng phải, ngay sau đó lập tức ho khan. Nam Thúc, người không sao chứ? Lục Lâm Thiên vội vàng đỡ tay Nam Thúc. Thiên thiếu gia, ta không sao. Nam Thúc bám vào tay Lục Lâm Thiên, khi đã đứng vững mới nói. Vậy ta đi trước, Nam Thúc, người đi đứng cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói, hắn cảm thấy hai tay Nam Thúc truyền đến cảm giác ấm áp, khi bàn tay này chạm vào, cả người hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý đến chuyện này, tiếp tục đi đến nhà kho. Lục Tiểu Bạch nói qua buổi trưa sẽ không phải làm chuyện gì nữa. Ồ, kỳ quái, tại sao lại có thể như vậy? Ám tật kia bị phá giải rồi hay đó là âm dương thân thể? Nhìn chăm chú vào bóng lưng Lục Lâm Thiên, Nam Thúc thì thào nói. Không phải ngươi không thể trở thành vũ giả sao, ngươi muốn vũ kỹ làm gì? Ăn cơm chưa xong, trong phòng Lục Lâm Thiên, Lục Tiểu Bạch khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta muốn nhìn một chút để xem có cách nào học được không? Lục Lâm Thiên nói. Ta chỉ là một người hầu, làm gì có khả năng lấy được vũ kỹ, nhưng ta có một bản vũ kỹ ngoại môn do người cùng phòng để lại, mấy ngày nay hắn về thăm nhà rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Lấy ra cho ta xem. Lục Lâm Thiên vội nói, vũ kỹ ngoại môn cũng là vũ kỹ, nhìn xem một chút cũng tốt. Vậy được, lát nữa ta đưa cho ngươi. Lục Tiểu Bạch gật đầu. Buổi chiều, Lục Lâm Thiên không có chuyện gì làm, tất cả mọi người trong Lục gia đều coi hắn như không tồn tại. Hôm nay Lục Lâm Thiên đi dạo trong hậu viện, tất nhiên chỉ trong hậu viện mà thôi, khu vực ở tiền viện của tộc nhân trực hệ, Lục Lâm Thiên dù có thân phận thiếu gia Lục gia cũng không có tư cách đi vào nơi đó. Khi trời đã chạng vạng, Lục Tiểu Bạch đem đến một quyển sách nhỏ, đó chính là vũ kỹ ngoại môn mà hắn đã nói lúc trưa, sau đó, mẫu thân của Lục Lâm Thiên cũng trở về. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẫu thân, Lục Lâm Thiên không khỏi đau lòng, xem ra hôm nay người đã phải rất vất vả, mình phải nhanh chóng thay đổi mọi thứ mới được. Mẫu tử hai người nói chuyện trong chốc lát, Lục Lâm Thiên liền trở về phòng của mình, mở ra vũ kỹ mà Lục Tiểu Bạch đưa cho mình bắt đầu đọc qua. Đọc qua một lượt, Lục Lâm Thiên không khỏi thất vọng, bản vũ kỹ này chẳng khác gì bản Như Lai Thần Trưởng bán 2 đồng 1 cuốn ở kiếp trước, căn bản không thể là tuyệt thế thần công gì. Bên trên chỉ có vài chiêu thức đơn giản, xem cũng vô dụng. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở thành vũ giả? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, bản thân mình muốn thay đổi vận mệnh, đầu tiên phải trở thành vũ giả mới được. Đúng lúc này, một giọng nói giống như tiếng muỗi kêu vang bên tai Lục Lâm Thiên. Thế nào, người sắp chết đến nơi mà còn muốn trở thành vũ giả sao? Ai, là ai? Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc tìm kiếm quanh căn phòng. Nhưng trong phòng chỉ có một mình hắn. Nếu không muốn chết hãy đi đến kho củi, chớ làm kinh động đến người khác. Giọng nói lại tiếp tục vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, ngay sau đó đã biến mất không nghe thấy nữa. Lục Lâm Thiên có cảm giác giọng nói rất quen thuộc, do dự một chút, hắn quyết định đi đến kho chứa củi một chuyến, việc liên quan đến sinh tử của mình, mặc kệ là thật hay giả hắn cũng phải đi xem. Người thần bí này có thể thần không biết quỷ không hay nói chuyện bên tai mình thì nhất định là người có bản lĩnh rất lớn. Thừa dịp ban đêm, Lục Lâm Thiên nhanh chân lẹ bước tiến đến kho củi.
kho củi cách chỗ ở của hắn cũng không xa, đêm hôm khuya khoắt cũng không có ai qua lại. Khi Lục Lâm Thiên đến kho củi, cẩn thận tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra không có ai ở bên ngoài. Nhìn ngó cái gì, còn không mau tiến vào đi. Giọng nói kia lại vang bên tai Lục Lâm Thiên lần nữa. Rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là quỷ? Lục Lâm Thiên cả gan tiến vào cửa kho chứa củi, trong đêm tối lờ mờ không ngờ lại nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Nam Thúc, sao lại là Thúc? Lúc này, Lục Lâm Thiên đánh giá Nam Thúc, bộ dạng của ông lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng tuổi già sức yếu ban ngày, hai mắt hữu thần, cả người như phát ra một khí thế vô hình, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Rất kỳ lạ sao, nếu không phải là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, tâm địa cũng thiện lương, ta cũng không thèm tới cứu ngươi. Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, cứu ta cái gì, sao ta lại có cảm giác ngươi khác với lúc trước? Lục Lâm Thiên không nhịn được hỏi. Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Lão Bộc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên khó hiểu nhìn Nam Thúc, ngay sau đó liền giật mình một cái. Không thể nào, còn rất tốt à, Nam Thúc, ngươi đừng nói giỡn nữa. Nam Thúc cười khẽ một tiếng nói. Ta nói giỡn, 5, 4, 3, 2, 1. Theo chữ một rơi xuống. Khi Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc thì hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát, mạnh mẽ xông ra như muốn phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. A! À, Lục Lâm Thiên muốn kêu lên thảm thiết nhưng thanh âm không thể nào phát ra được, chỉ thấy hai mắt hoa lên, Nam Thúc đã tiến đến bên người hắn, sau đó một tay đặt vào ngực, một tay đặt vào bụng của hắn, nhất thời hai cỗ khí kia liền biến mất, tất cả trở lại yên tĩnh. Ta không lừa ngươi chứ? Nam Thúc nói. Nam Thúc! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi phải cứu con a. Đã đến nước này, trong lòng Lục Lâm Thiên đã nhận định, Nam Thúc nhất định là cường giả trong truyền thuyết, chỉ là cố ý ẩn thân ở Lục gia mà thôi, xem ra hai cỗ khí nóng lạnh trong cơ thể mình nhất định là do hai viên yêu đan kia dẫn phát. Đi theo ta. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi lập tức đi vào một góc tường trong kho chứa củi, không biết tay ông động vào chỗ nào, ngay sau đó trên tường xuất hiện một mật thất dưới lòng đất. Nam Thúc cũng không để ý tới biểu lộ kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, tự mình tiến vào mật thất kia, Lục Lâm Thiên mang theo sự kinh ngạc cũng tiến vào trong mật thất. Suy, một tiếng động rất nhẹ vang lên, của mật thất đã bị đóng. Trong mật thất, hình ảnh lọt vào mắt Lục Lâm Thiên ngoại trừ một chiếc giường đá ra cũng không còn cái gì khác. Nam Thúc, ở đây. Thấy mật thất, trong lòng Lục Lâm Thiên ngạc nhiên không ngừng, theo trí nhớ của hắn thì bên trong phòng chứa củi này không có gì đặc biệt. Ta là người trông coi ở đây nên mở ra một gian mật thất để chuẩn bị cho việc khẩn cấp. Ngươi nói thật cho ta biết, mấy ngày này đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong cơ thể ngươi phát ra hai loại năng lượng lạnh nóng? Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, thần sắc có chút không bình thường, nhưng trong mắt thể hiện sự ân cần nhiều hơn. Hừm, đến lúc này, Lục Lâm Thiên cũng chẳng dám che giấu. Sau đó, hắn ngay lập tức đem chuyện vách núi kể từ đầu tới đuôi. Và tất nhiên hắn không kể về việc xuyên không, đó là kỳ tích của đời hắn, mà có nói cũng chẳng ai tin được. Cự ưng màu xanh, biết phun lửa, con rơi màu trắng phun hàn khí, chẳng lẽ là... Sau khi nghe xong Lục Lâm Thiên tự thuật, thần sắc Nam Thúc trở nên nghi hoặc, sau đó hướng Lục Lâm Thiên nói. Theo lời ngươi thì con rắn nhỏ đó, nhanh đem cho ta xem. Chính nó. Lục Lâm Thiên nhấc ống tay áo phải. Lộ ra một cái đầu ngẩng lên của con rắn nhỏ màu vàng nhạt, hướng về người Lão Bộc Nam Thúc nói. Chẳng lẽ là... Nhìn thấy con rắn màu vàng nhạt, Nam Thúc ngạc nhiên hẳn lên, và nói. Thật là không thể tin nổi. Người Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, trong thần sắc mang theo ngạc nhiên, nói. Từ khi ngươi được sinh ra, nhìn ngươi lớn lên ở Lục gia. Cuộc sống của ngươi bị khinh bỉ, nhưng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Chuyện tốt này cũng là do ngươi may mắn mới gặp được. Nam Thúc, ngươi nói rõ ràng một chút, con nghe không hiểu. Lục Lâm Thiên nói, chẳng qua là ban đầu Lục Lâm Thiên quả thực bị khinh bỉ rất nhiều, có khi còn bị khi nhục hơn cả mấy tên gia nô. Ngươi đương nhiên là không hiểu rồi. Nam Thúc nói, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống hay muốn chết, ngươi muốn một ngày đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Nói xong, trong mắt Nam Thúc lóe lên tia sáng lấp lánh. Tiểu tử quả thực không muốn chết, cầu xin Nam Thúc giúp đỡ. Trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên quỳ gối trước người Lão Bộc.
nếu muốn thay đổi tình cảnh trước mắt thì phải dựa vào Nam Thúc rồi. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, nếu lão giúp mình sẽ thay đổi được tình cảnh hiện tại. Ngươi cũng thông minh, chẳng qua là trong lòng ta muốn giúp ngươi cũng do có một ý tưởng, không biết rốt cuộc cuối cùng là giúp ngươi hay là hại ngươi. Nam Thúc do dự mà nói. Nam Thúc muốn giúp con, tất nhiên là không hại con. Lục Lâm Thiên nói. Đứng lên đi, ta nhìn ngươi lớn lên, biết rõ ngươi tâm trí lương thiện, đối với mẫu thân ngươi rất hiếu thuận. Nếu không, ta đã không giúp ngươi, cũng không ở trước mặt ngươi bạo lộ thân phận. Nhớ kỹ, chuyện của ta, ngươi không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Nam Thúc nói, đỡ Lục Lâm Thiên dậy, tiếp tục nói. Ngươi từ nhỏ kinh mạch đã bế tắc không thể luyện vũ thuật, cũng vô pháp trở thành linh giả. Theo như ta thấy đó là do ngươi bị hãm hại, nhưng không nghĩ tới ngươi lần này đại nạn không chết, có được hai viên linh đan, thật đúng là may mắn, cũng bởi vì ngươi chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp nào nên hai viên hỏa hệ và thủy hệ linh đan mới có thể hòa hợp, trở thành âm dương chi thể. Âm dương chi thể, Nam Thúc, ngươi vừa mới nói con suýt chết, còn nói con ăn vào không phải là yêu đan mà là linh đan. Lục Lâm Thiên hỏi, ngươi cho rằng cự ưng cùng con rơi khổng lồ đó là yêu thú hay sao? Đây chính là linh thú, cự ưng hẳn là tứ giai linh thú hỏa linh phi ưng, còn con rơi đó chính là ngũ giai linh thú hàn xương bạch bức. Linh đan là bảo vật bị ngươi trực tiếp ăn vào, nói là phí phạm của trời cũng không đúng, xem như là ngươi gặp vận may lớn đi, chẳng qua về sau đối với ngươi sẽ có không ít chỗ tốt. Chỉ vì ngươi là người bình thường. Nuốt một lúc hai viên linh đan của hỏa linh phi ưng và hàn xương bạch bức thì sớm muộn gì cũng bạo thể mà chết, vừa nãy nếu không có ta thay ngươi áp chế, bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ có thể cùng ta nói chuyện ở chỗ này. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, vậy làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên hỏi, hắn còn chưa muốn chết. Muốn sống hay muốn chết, ngươi muốn có một ngày nào đó có thể đứng ngạo nghễ trên đời không? Người lão bộc hỏi lại lần nữa. Muốn. Dĩ nhiên muốn, đại trượng phu sống trên đời, tất nhiên là muốn, cho dù là không thể lưu danh thiên cổ thì cũng không để tiếng xấu muôn đời. Lục Lâm Thiên kiên định mà nói. Nhìn ngươi cũng có vẻ chí khí. Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi lớn lên, lại có âm dương chi thể, ta sẽ giúp ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, tựa như có chút kinh ngạc, vì Lục Lâm Thiên lúc bé so với hiện tại có chút không giống. Đệ tử ra mắt sư phụ. Lục Lâm Thiên đột nhiên quỳ gối trên mặt đất. Dừng lại, ta không có nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là thuận tay giúp ngươi một chút mà thôi. Nam Thúc nhẹ nhàng nói. Kể cả Nam Thúc không thu nhận con, nhưng lễ này vẫn phải có. Lục Lâm Thiên sững sờ, sau đó là dập đầu ba cái liên tiếp. Được rồi, tiểu tử ngươi bình thường thoạt nhìn thành thật, hôm nay làm thế nào lại trở nên tinh danh như vậy, sợ ta đổi ý, không dạy ngươi có phải không? Nam Thúc hơi chút mỉm cười, trong mắt lộ ra vài phần khen ngợi. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Ngồi xuống. Nam Thúc bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống, trong tay đồng thời đưa cho Lục Lâm Thiên một khối màu trắng trong suốt, nói. Nhớ kỹ, chuyện ta có thể đến giúp ngươi cũng không nhiều, hãy chăm chỉ, bằng không bao nhiêu công sức sẽ đổ hết xuống sông xuống bể, con đường về sau, hãy tự mình quyết định. Nam Thúc, đây là cái gì? Nắm trong tay. Lục Lâm Thiên hỏi, đây là âm dương linh vũ quyết, năm đó ta vô tình lấy được, chỉ có âm dương chi thể mới có thể tu luyện, kỳ diệu vô cùng, ta cũng bởi vì cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết, nên tất cả công sức đã rơi xuống sông xuống bể. Cũng may mệnh ngươi lớn, bởi vì chưa từng tu luyện qua công pháp nào, cộng thêm trong cơ thể ngươi âm dương hòa hợp, cho nên hai khỏa linh đan kia chẳng những không làm ngươi ngay lập tức bạo thể mà chết, mà còn giúp ngươi tạo ra kỳ tích, giúp ngươi có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết. Nam Thúc nói, trong thần sắc lộ ra vẻ hụt hẫng, nếu như hắn cũng có âm dương chi thể thì hắn cũng không rơi vào tình trạng này. Nam Thúc, vậy ngươi có biết là do ai bố trí thủ đoạn khiến con không thể tu luyện không? Lục Lâm Thiên hỏi, đúng là có người đang đối phó sau lưng mình ngay từ khi còn nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không đoán ra? Nam Thúc hỏi ngược lại. Nam Thúc, chẳng lẽ là bà ta? Lục Lâm Thiên dần hiểu ra, sự tình này chỉ sợ là đại phu nhân làm. Thật là một người độc ác, trong mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện hàn ý, nhất định về sau mình không thể cho nữ nhân này sống yên ổn. Phải chú ý cẩn thận, người hiểu như thế là tốt rồi, hiện tại không có thực lực đối phó nàng ta đâu, tốt nhất là không nên lộn xộn. Chuyện của ngươi, cha của ngươi mặc dù không biết,
thế nhưng ngươi tưởng gia gia của ngươi cũng không biết sao. Nhưng ông ta cũng chỉ để ý một chút thôi, chỉ cần ngươi còn một cái mạng là được nên mới để mặc cho nàng ta tác oai tác quái. Người lão bộc cảm giác được hàn ý trên thân Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Dùng máu của ngươi nhỏ lên phía trên ngọc giản ta đưa cho ngươi, trước tiên phải tu luyện luyện âm dương linh vũ quyết đã, chờ đợi ngươi luyện xong, thì lục gia nhỏ bé này chẳng là gì với ngươi. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cuộc đời của ngươi sau này, chính là nằm trong tay ngươi rồi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, tĩnh tâm, nghe lời của Nam Thúc có thể biết được âm dương linh vũ tuyệt có chỗ bất phàm. Lục Lâm Thiên lập tức cắn ngón trỏ, một giọt máu tươi rơi xuống trên ngọc giản màu trắng. Suy, ngay lập tức, phía trên ngọc giản xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt chui vào mi tâm của Lục Lâm Thiên, hóa thành một luồng tin tức khổng lồ lưu lại trong óc hắn. Nhanh, dùng tâm ghi lại khẩu quyết, sau đó dựa theo pháp quyết trước hết luyện hóa hai cỗ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể ngươi, nếu không phiền toái sau này sẽ lớn hơn. Nam Thúc nói bên cạnh Lục Lâm Thiên. Một âm một dương tạo nên đại đạo, thiếu âm thiếu dương đạo khuyết thiếu, thuần dương là thanh long, thuần âm là bạch hổ, tinh chưa đủ giúp người bổ vị, hình chưa đủ giúp người bổ khí. Tinh từ bên trong, khí sinh từ phía ngoài. Bổ âm tất dụng dương, bổ dương tất dụng âm, âm dương huyền khiếu, huyễn tẫn đan điền. Thu khí về, chiếu theo thiên địa, chân đạp thiên không, tâm tựa năm tháng, như cỗ đại phong, thăng hợp khai mở, ra huyền nhập tẫn, thâm căn cố đế. Vì thiên làm mưa mà phát sinh cơ. Một dương mới sinh ra chính khí, dùng hô hấp tụ ở đan điền, bổ sung ngũ tạng, tán ở bách hội, khí chạm ba cửa ải, vận hành một chu thiên. Âm dương bổ chi giả bất tranh, bất chấp, tam giả hữu ngộ, duy kiến vu không, phảng phất trong chốn u minh chợt có một tia dương khí sinh ra, dụng tâm thanh tĩnh, thí bỉ trung thiên bảo nguyệt đồng, quét sạch u mê, một vòng sáng lấp đầy hư không. Từng đạo khẩu quyết không liền mạch xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên, dưới sự chỉ dẫn của Nam Thúc, một suy ra ba, nhanh chóng tự mình vận chuyển lại pháp quyết. Dựa theo khẩu quyết vận chuyển, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được hai cổ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể mình như đang sống dậy, chậm rãi di động. Hai cỗ năng lượng này trong người hắn có chút không khống chế được, va chạm ở khắp nơi. Dựa theo chỉ dẫn của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên lập tức dùng âm dương linh vũ quyết dẫn dắt hai cỗ năng lượng này tiến vào kinh mạch của bản thân. Dòng nhiệt nóng theo kinh mạch tiến vào trong đan điền khí hải, dòng khí lạnh thì hóa thành một cỗ khí ôn hòa tiến vào trong đầu hắn, khiến đại não thư thái dị thường. Thời gian dần trôi qua, hai cỗ năng lượng trong cơ thể Lục Lâm Thiên bắt đầu giảm đi, mỗi cỗ năng lượng theo một phương, chảy vào đan điền cùng khí hải trong đầu. Hai cỗ năng lượng tiến vào trong kinh mạch cũng khiến kinh mạch hắn bành trướng. Lục Lâm Thiên cảm giác được kinh mạch toàn thân của mình mở rộng thêm không ít, cũng vô cùng đau đớn, nhưng chỉ chốc lát sau một cảm giác thư thái không nói nên lời lan tỏa khắp toàn thân. Tốt rồi, đêm nay dừng ở đây thôi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Lâm Thiên nghe được âm thanh của Nam Thúc liền ngừng vận chuyển khẩu quyết. Hô! Lục Lâm Thiên ngừng vận hành khẩu quyết, một ngụm chọc khí từ đan điền và khí hải theo ra ngoài, giống như khí thoát ra từ nhà cầu. Lập tức khiến cả mật thất tràn ngập mùi hôi thối, điều này khiến bản thân hắn cũng phải kinh ngạc. Lúc này, Lục Lâm Thiên cảm nhận trong cơ thể mình, hai cỗ năng lượng kia hắn mới luyện hóa được chưa đến 1/10. Mà dòng khí đang lưu chuyển trong đan điền cùng khí hải của mình chỉ có thể dùng hai chữ tinh thuần để hình dung. Trong đầu, Lục Lâm Thiên có cảm nhận rõ ràng hơn một chút, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, dường như tất cả giác quan của hắn đều trở nên tinh tường. Coi như không tệ. Trời sắp sáng rồi, ngươi về trước đi. Nhớ kỹ, không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết, tối mai tiếp tục đến đây, cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi. Nam Thúc nói với Thiếu Du. Vâng, Nam Thúc. Lục Lâm Thiên đáp, sau đó lập tức ra khỏi mật thất, đoán chừng lúc này đang canh năm. Thừa dịp trời chưa sáng hẳn, Lục Lâm Thiên vụ IGTA trở về phòng của mình. Một đêm không ngủ nhưng Lục Lâm Thiên cảm thấy tinh thần mình vô cùng tốt. Bây giờ mình đã tu luyện âm dương linh vũ quyết, chẳng mấy chốc có thể trở thành vũ giả a. Trong bóng đêm, Nam Thúc khôi phục bộ dáng tuổi già sức yếu, nhìn chăm chú về hướng Lục Lâm Thiên rời đi, lẩm bẩm nói. Âm dương thân thể a, thiên phú quả thật không tệ, so với nhiệt đồ kia còn mạnh hơn, làm ta lại không nhịn được mà chỉ dạy cho hắn, chỉ hy vọng hắn không trở thành nhiệt đồ thứ hai. Còn có linh hoàng thú nữa, tiểu tử này tưởng như mệnh khổ nhưng không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Thì thào nói xong bóng Nam Thúc chậm rãi biến mất trong bóng đêm.
Mấy ngày kế tiếp, ban ngày, Lục Lâm Thiên làm công việc thường ngày của mình, giống như người hầu, việc gì cũng phải làm, buổi tối lại đến mật thất của Nam Thúc dựa theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa hai cỗ năng lượng trong người. Trong mấy ngày này, nhờ Nam Thúc giảng dạy hắn đã hiểu thêm về vũ giả cùng linh giả. Linh giả giống vũ giả cùng có 9 cảnh giới. Vũ giả phân thành, vũ đồ, vũ sĩ, vũ sư, vũ phách, vũ tướng, vũ xuất, vũ vương, vũ tôn, vũ đế. Trước vũ đồ còn có cảnh giới vũ khí, chỉ khi đạt tới vũ khí cửu trọng đỉnh phong mới có thể đột phá lên vũ đồ, đạt đến vũ đồ mới có thể coi là vũ giả. Linh giả cũng giống như vậy, trước linh đồ có linh khí cửu trọng, đột phá linh khí cửu trọng mới có thể trở thành linh đồ, chính thức trở thành linh giả. Mỗi ngày luyện hóa năng lượng trong cơ thể, ban ngày khi làm việc, khí lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên cuồn cuộn không hết, điều này khiến cho Lục Tiểu Bạch kinh ngạc không thôi. Suốt ngày nghĩ xem Lục Lâm Thiên có phải ăn được thần dược gì hay không. Lục Lâm Thiên nhận được lợi ích từ việc tu luyện pháp quyết âm dương linh vũ, chỉ trong 4 ngày luyện hóa, làm theo lời Nam Thúc hắn đã đạt đến cảnh giới bát trọng vũ khí, sau đêm nay có thể đột phá vũ đồ. Đột phá vũ đồ thì có thể trở thành vũ giả chính thức rồi. Buổi tối ngày thứ 5, trời vừa tối Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị đến mật thất. Sau hôm nay mình có thể trở thành vũ đồ rồi. Như vậy sẽ hoàn thành được mục tiêu thứ nhất của bản thân. Ngươi tới thật sớm. Lục Lâm Thiên đến sớm, Nam Thúc còn đến sớm hơn. Ông nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng âm thầm khiếp sợ, người có âm dương thân thể quả nhiên có thiên phú kinh người. Nam Thúc, chúng ta có thể bắt đầu luôn chứ? Lục Lâm Thiên hỏi Nam Thúc, hắn đã nóng lòng muốn đột phá đến vũ đồ để trở thành vũ giả rồi. Nhìn ngươi nóng vội chưa kìa, bắt đầu đi. Nam Thúc mỉm cười. Chỉ có trong mật thất này ông mới thu lại bộ dáng suy yếu gần đất xa trời lúc ban ngày. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên giường đá, hai tay LIG vào nhau, tạo thành một thủ ấn trước người, tĩnh tâm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa hai cỗ năng lượng nóng lạnh trong cơ thể. Sau một lát, hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm nghiền, hô hấp trở nên vững vàng. Quanh thân Lục Lâm Thiên, từ lỗ chân lông trên người hắn chậm rãi tản ra sương mù trắng, cảm giác lúc nóng lúc lạnh thật huyền diệu. Nhìn tất cả diễn biến, Nam Thúc lộ ra nụ cười thỏa mãn, theo thời gian trôi qua, sương mù quanh thân Lục Lâm Thiên ngày càng dày đặc. Vũ khí cửu trọng, âm dương thân thể quả là danh bất hư truyền. Nam Thúc kinh ngạc nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng là 4 canh giờ sau, sương mù quanh thân Lục Lâm Thiên nồng đậm đến mức che kín cả cơ thể. Sương mù bám vào cơ thể hắn, làm da hắn sáng bóng như bạch ngọc. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này, hắn cảm nhận được đan điền nhỏ của mình như một khối cầu được thổi đầy khí mà bành trướng ra, đồng thời một dòng khí ôn hòa không ngừng chảy trong đầu. Sắp đột phá, tiếp tục. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trải qua mấy ngày được Nam Thúc giảng giải, Lục Lâm Thiên đã hiểu thêm rất nhiều về quá trình tu luyện. Tình huống lúc này đúng là sắp đột phá rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng thầm, tiếp tục ngưng khí, giữ vững trạng thái tu luyện tốt nhất, điều hòa hai năng lượng nóng lạnh trong người. Trong cơ thể, khí ở đan điền cùng năng lượng trong đại não đang tiếp tục được giữ vững và gia tăng. Sau đó tiếp tục chuyển hóa thành năng lượng, theo các đường kinh mạch thẩm thấu vào da thịt giúp hắn rèn luyện cốt cách của cơ thể. Điều này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Thời gian trôi qua, Lục Lâm Thiên cảm thấy trong cơ thể của mình bắt đầu có sự biến hóa. Chuẩn bị đột phá rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, sau 5 ngày tu luyện, hắn đã muốn đột phá. Trong lòng Lục Lâm Thiên có tư tưởng, mình phải trở thành một vũ giả, thì mới có thể giải quyết được hết được tất cả mọi chuyện. Giả sử như bây giờ mình có đủ thực lực, thì không ai có thể làm khó mình cùng với mẫu thân của mình. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, thực lực đều quan trọng, chỉ là kiếp trước với kiếp này, quan niệm thực lực không giống nhau mà thôi. Ở kiếp trước quyền lực, tiền tài được coi là thực lực. Còn ở kiếp này, vũ giả, linh giả, là thực lực tuyệt đối. Đối với việc 5 ngày có thể đột phá vũ đồ, Lục Lâm Thiên tựa như có cảm giác mình luyện rất nhanh, trong khi đó thì người bình thường mất 5 năm, cũng khó có thể trở thành chính thức vũ đồ. Nếu bây giờ biết Lục Lâm Thiên sắp bước vào cảnh giới vũ đồ, nhất định là sẽ khiến nhiều người tức giận. Cho dù tại người lão bộc Nam Thúc nói Lục Lâm Thiên luyện tập tiến bộ nhanh như vậy vì trong cơ thể hai khỏa yêu đan, thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy cũng là tuyệt đối kinh người rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện hai cỗ khí tức huyền ảo đồng thời tuôn ra đột ngột, một dòng ở đan điền, một dòng ở giữa chân mày,
mà xung quanh người Lục Lâm Thiên còn xuất hiện thêm một quầng sáng màu vàng nhẹ nữa, hai dòng khí chuyển động ẩn hiện quanh thân thể như là thái cực âm dương. Bây giờ Lục Lâm Thiên tựa như đắm chìm tại vào một trạng thái huyền diệu. Vù vù, hai dòng khí dừng lại, sau đó tiêu tán thu hồi vào trong cơ thể, đồng thời, quanh thân Lục Lâm Thiên xuất hiện một cỗ khí thế, toàn bộ cơ thể của hắn có vẻ mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, khí ở đan điền đột nhiên tăng thêm, sau đó tựa như là có sức lực đè ép đan điền rất lớn, đồng thời trong đầu tại tựa như là có một năng lượng nào đó đang bay ra. Sau đó Lục Lâm Thiên cảm thấy mình thật yên tĩnh, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Đột phá rồi, không thể tưởng tượng nổi. Lão Bộc Nam Thúc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ 5 ngày mà hắn lại đạt đến trình độ này, quả là kỳ tích cực kỳ lớn. Lục Lâm Thiên nương theo đan điền dồn khí thật sâu, sau đó thở ra một ngụm chọc khí, nhìn chăm chú người Lão Bộc Nam Thúc, nói. Nam Thúc, con đã đột phá rồi. Đột phá thì cao hứng cái gì, con đường ngươi về sau còn dài mà. Lão Bộc Nam Thúc ngừng cười, nói. Nam Thúc, bây giờ con hẳn xem như là vũ giả chính thức rồi hay sao? Lục Lâm Thiên lè lưỡi, sau đó hỏi, chẳng lẽ Thúc nghĩ mình đột phá không đủ nhanh? Xem như là thế đi, coi như là linh giả nữa. Người Lão Bộc Nam Thúc nói. Linh giả, không phải nói muốn trở thành linh giả rất khó sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, chính mình vừa là vũ giả lại vừa là linh giả, theo như hắn biết thì ở thế giới này, dường như không có một người. Hừ, tất nhiên khó, so với trong tưởng tượng của ngươi, còn khó hơn rất nhiều, trước kia ngươi được ta sẽ âm thầm thay ngươi kiểm tra thể chất, tư chất cũng xem như trung đẳng, muốn tu luyện vũ giả, cũng không đến nỗi khó, chẳng qua tu luyện linh giả, là mơ mộng hão huyền. Người Lão Bộc Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó tiếp tục nói. Có thể vận khí ngươi tốt, hỏa linh phi ưng kia cùng Hàn Xương Bạch Bức là linh thú, mục đích chính là hỏa hệ linh thú cùng Hàn Xương Bạch Bức tương khắc. Âm dương hòa hợp, hơn nữa ngươi cũng có chút tài năng vừa đủ giúp ngươi khai phá âm dương chi thể. Và hỏa linh phi ưng kia cùng Hàn Xương Bạch Bức đều là linh thú, tứ giai linh thú và ngũ giai linh thú. Linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, giúp ngươi có năng lực, tăng thêm âm dương chi thể, phối hợp âm dương linh vũ quyết một cách huyền diệu, đồng thời biến ngươi trở thành linh giả và vũ giả, nếu như hai năng lượng hơn kém nhau, ngươi cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra, đại nạn không chết thật đúng là hậu phúc. Được rồi, nếu ngươi là đã trở thành vũ giả và linh giả, âm dương linh vũ quyết cũng coi như qua bước đầu tiên, ta cũng nên nói cho ngươi biết chỗ tốt cùng chỗ xấu của âm dương linh vũ quyết. Người Lão Bộc Nam Thúc nói với Lục Lâm Thiên. Âm dương linh vũ quyết chẳng lẽ còn có điểm xấu? Lục Lâm Thiên nói. Có lợi thì cũng có hại, âm dương linh vũ quyết. Chính là ta trong lúc vô ý lấy được một bộ công pháp này, và bộ công pháp này có 3 chỗ tốt lớn nhất. Lão Bộc Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chỗ tốt thứ nhất, âm dương linh vũ quyết chính là một bộ công pháp linh vũ song tu, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi có thể vừa là linh giả lại vừa là vũ giả. Tương lai, thực lực của ngươi so với người cùng cấp sẽ mạnh hơn, có thể nói trong cùng một cấp độ ngươi chính là tồn tại vô địch. Âm dương linh vũ quyết ngoài ra còn có 2 chỗ rất bất lợi. Lão Bộc Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Lâm Thiên sững sờ, hỏi. Không phải Thúc nói có 3 chỗ tốt sao, còn gì nữa không? Ngươi nói hay là ta nói? Người Lão Bộc trừng mắt, tiếp tục nói. Âm dương linh vũ quyết cũng có điểm bất lợi lớn nhất là tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, so với công pháp khác, thì chậm hơn gấp trên 10 lần. Nói cách khác, nếu bình thường tu luyện như lời nói thì mất khoảng 100 năm, ngươi có thể đột phá đến tình trạng vũ sư. Cũng là kỳ tích. Cái gì, còn 100 năm mới có thể tu luyện tới vũ sư? Trong đầu Lục Lâm Thiên vừa có vẻ kiêu căng, đột nhiên đã bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên lạnh ngắt. Gấp cái gì, không phải là ngươi còn có 2 người chỗ tốt? Người Lão Bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói. Âm dương linh vũ quyết còn có 2 cái lợi ích, ngươi cũng đã qua một cái trong số đó là linh đan giúp ngươi đột phá thành công. Người Lão Bộc nghiêm trọng mà nói. Âm dương linh vũ quyết có thể trực tiếp thôn phệ linh đan, yêu đan để tăng cấp tu vi của ngươi. Rồi bất chợt giọng nói Lão Bộc trầm hơn. Thậm chí, âm dương linh vũ quyết còn có thể trực tiếp thôn phệ linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá.
có thể trực tiếp thôn phệ linh khí của linh giả và chân khí của vũ giả để đột phá. Lục Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc, âm dương linh vũ quyết này quả thật là bí y thái a hát, giống như võ công hấp tinh đại pháp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Ngạc nhiên trôi qua, Lục Lâm Thiên nặng nề hỏi. Nam Thúc, chẳng lẽ âm dương linh vũ quyết là tà công? Cái gì là tà công, chỉ có người phân chia chính tà, chẳng có công pháp nào phân chia chính tà cả. Linh giả, vũ giả có thể giết yêu thú, linh thú đoạt được yêu đan linh đan luyện chế thành đan dược để nâng cao thực lực, như thế gọi là chính sao. Tính ra âm dương linh vũ cao cấp mà thôi, trực tiếp đem linh đan cùng yêu đan hấp thụ năng lượng, căn bản là không cần luyện chế, vẫn có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ trên người linh giả cùng vũ giả. Người lão bộc Nam Thúc nói. Đúng vậy, công pháp có thể giết người, căn bản là không thể phân chia chính tà, lòng người là chính, công pháp là chính, nếu là người mang tà tâm, bất kỳ công pháp rơi vào trong tay người đó, thì sẽ là tà công. Lục Lâm Thiên nói. Ân. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc khẽ gật đầu, nhưng lập tức tiếp lời. Nhưng người phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể dùng âm dương quyết thôn vệ trước mặt người khác. Tại sao? Chẳng lẽ xử lý một tên đại ác ma cũng không được? Lục Lâm Thiên khó hiểu. Vậy ngươi thử xem, trừ phi ngươi không sợ vũ giả cùng linh giả khắp thiên hạ đuổi giết ngươi. Nam Thúc liếc cặp mắt trắng dã nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu những vũ giả, linh giả khác, chẳng phân biệt là chính hay tà biết được trên đời này tồn tại loại công pháp bí y thái này nhất định sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy, đồng thời cũng tiến hành đồ sát vì nó. Sự tồn tại của pháp quyết này không thể nghi ngờ sẽ biến mình thành sự uy hiếp đối với tất cả linh giả cùng vũ giả trong thiên hạ. Điểm lợi còn lại thì sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Điểm lợi này. Nam Thúc trầm ngâm một chút sau đó mới nói. Một người có âm dương thân thể khi tu luyện âm dương linh vũ quyết có thể trở thành vũ giả toàn hệ. Vũ giả toàn hệ. Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Việc này về sau sẽ từ từ nói. Trong thời gian ngắn ngươi cũng không cách nào sử dụng nhiều như vậy. Tuy vũ giả toàn hệ không mạnh mẽ bằng linh vũ song tu nhưng tuyệt đối không kém quá xa, sau này ngươi sẽ biết rõ được lợi ích từ nó. Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt đến mức cả ta cũng muốn ghen tị a. Nam Thúc nói. Nam Thúc, vậy chỗ hại còn lại thì sao? Vừa rồi Nam Thúc có nói âm dương linh vũ quyết có hai điểm yếu hại, một là tốc độ tu luyện vô cùng chậm, còn điểm yếu hại thứ hai. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị xong tinh thần tiếp nhận. Còn một điểm yếu hại chính là, khi muốn đột phá thì cả linh vũ phải cùng đột phá mới được. Âm dương linh vũ quyết, linh vũ hỗ trợ nhau mới có thể đột phá, bằng không ngươi đừng mơ đột phá được. Nam Thúc nói. Hà khắc như vậy sao? Lục Lâm Thiên buồn bực. Vậy còn phải tu luyện thế nào đây? Muốn tăng thực lực, dựa vào tình huống trước mắt của ngươi cũng chỉ có thể kiếm yêu đan và linh đan để thôn phệ. Nam Thúc tủm tỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên. Nan Thúc, Thúc nói giỡn sao? Yêu đan, linh đan phải yêu thú cùng linh thú tứ giai mới có, mấy thứ này cho dù toàn bộ lục gia chỉ sợ không mua nổi mấy viên. Thúc bảo con làm sao tìm được mà thôn phệ đây? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Nam Thúc. Yêu đan, linh đan, đùa sao? Bây giờ thân phận của mình là một thiếu gia vô dụng, hữu danh vô thực, làm gì có tiền mà đi mua yêu đan cùng linh đan về để thôn phệ? Tự ngươi nghĩ cách đi, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, chẳng lẽ ta còn phải giúp ngươi nghĩ cách sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn lại Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, hay Thúc cho con mượn kim tệ trước đi. Do dự một chút, Lục Lâm Thiên cười xấu xa nói với Nam Thúc. Nam Thúc tuyệt không phải người bình thường, trên người hẳn là có thứ giá trị. Ngươi cảm thấy một lão già như ta có thể cho ngươi mượn kim tệ sao? Nam Thúc nói, thần sắc kiên quyết nhìn Lục Lâm Thiên. Muốn kim tệ sao, tuyệt đối không có. Nam Thúc, con cũng đã dập đầu trước Thúc rồi, chẳng lẽ Thúc thật sự bỏ mặc con sao? Lục Lâm Thiên tiếp tục nài nỉ, bây giờ mình chỉ còn cách bám giết lấy Nam Thúc thôi. Ngươi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên sau đó nói. Ta không thể giúp ngươi nhưng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi. Có biện pháp là tốt rồi. Lục Lâm Thiên lập tức cười cười, chỉ cần có biện pháp đã là tốt rồi. Hắn vất vả lắm mới có thể trở thành linh vũ song tu, tiền đồ sau này tất vô hạn, nếu thực lực tiến bộ như rùa thì tiền đồ gì cũng không đáng nói. Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi không chỉ là vũ giả mà còn là một linh giả. Ở thế giới này linh giả có rất nhiều cách để kiếm kim tệ,
ví như luyện đan, bồi dưỡng linh dược, còn nữa, nếu một linh giả luyện ra binh khí thì giá bán cũng cao hơn rất nhiều so với bình thường. Nam Thúc cười nói, con là linh giả, nhưng, không biết những thứ này. Lục Lâm Thiên buồn bực nói, tuy bây giờ hắn là linh giả nhưng chỉ nửa vời, những thứ như luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh dược hắn đều không biết. Tiểu tử, người không biết nhưng ta đâu có nói ta không biết. Nam Thúc tức giận trợn mắt nói. Nam Thúc, ý Thúc là Thúc sẽ thay con luyện đan dược cùng binh khí để đi bán. Lục Lâm Thiên lập tức vui mừng nói, lời nói còn chưa dứt đã bị gõ một cái vào đầu. Hắn ôm đầu, ánh mắt mang theo một tia oan ức nhìn Nam Thúc. Sao Thúc lại đánh con? Người nghĩ hay lắm, một lão già khóm như ta mà phải thay ngươi luyện đan dược và binh khí sao? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta có thể dạy ngươi, nhớ năm đó, bao nhiêu linh vương, linh tôn cầu xin khóc lóc với ta còn mặc kệ, bây giờ tiện nghi cho ngươi rồi. Cũng được. Khóe miệng Lục Lâm Thiên dương lên lộ ra nụ cười nhẹ mang theo vài phần tà khí. Còn có, tuy ngươi đã trở thành vũ giả nhưng không có bất kỳ vũ kỹ nào, như vậy nhiều nhất cũng chỉ trở thành một đầu trâu điên mà thôi. Nói xem, ngươi muốn học vũ kỹ như thế nào? Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, không phải ngươi nói vũ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng tinh thần, sáu loại đó sao, Thúc có thiên cấp vũ kỹ hay không? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, vũ kỹ tất nhiên là dùng loại có đẳng cấp càng cao càng tốt. Thiên cấp vũ kỹ đến ta còn muốn có đây. Ngươi cho rằng thiên cấp vũ kỹ là củ cải trắng mọc đầy đường sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, suýt nữa thì tức hộc máu. Lục Lâm Thiên trợn mắt, lại nói. Vậy địa cấp đi, địa cấp cũng có thể thông qua rồi. Địa cấp, dùng thực lực bây giờ của ngươi có thể học được sao? Nam Thúc lại lắc đầu. Được rồi, vậy huyền cấp, nếu còn không có nữa thì Nam Thúc cũng không cần lấy ra nữa. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đúng là tên tham lam, như vậy đi, ở đây có một quyển vũ kỹ rất thâm ảo, ngươi có muốn học hay không? Nam Thúc cười nói. Thâm ảo, đây nhất định là đồ tốt, con muốn học. Lục Lâm Thiên cười nói. Nam Thúc, vũ kỹ này cấp bậc gì? Không có cấp bậc. Nam Thúc nói. Không có cấp bậc là cấp bậc gì? Một lần nữa Lục Lâm Thiên như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, Nam Thúc thật biết đùa người a. Ta cũng không biết nó có cấp bậc gì, ngay cả ta cũng không hiểu được nó, hy vọng ngươi có thể lý giải a. Mặt khác, dựa theo thực lực hiện tại của ngươi, ta cho ngươi hai bộ vũ kỹ, một bộ là vũ kỹ thiên về tấn công, một bộ là vũ kỹ phòng ngự. Bộ vũ kỹ công kích có cấp bậc không cao, chỉ là vũ kỹ tinh cấp mà thôi nhưng lại rất thích hợp với ngươi, cấp bậc cao hơn ngươi cũng không có cách nào luyện được. Về phần vũ kỹ phòng ngự. Chính vào vũ kỹ mà lúc trước có người muốn nhờ ta làm việc nên đưa ra làm thù lao, bên trong cũng có chút huyền ảo, vừa khéo cho tiểu tử ngươi, đúng là vận khí tốt, có một đầu linh hoàng thú trên người. Nam Thúc nói. Nam Thúc, người đang nói con rắn nhỏ kia, nó là linh hoàng thú gì? Lục Lâm Thiên không khỏi nghi ngờ. Con rắn nhỏ, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nó chính là một con rắn nhỏ mà ngay cả Vũ Tôn cùng Linh Tôn nếu biết được lại lịch của nó cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nhưng cũng may, ở lục gia này, người có thể nhận ra linh hoàng thú không có mấy người. Nam Thúc nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Ông ở lục gia đã mấy chục năm rồi, vẫn luôn mai danh ẩn tích, bây giờ lại cùng một tiểu tử bàn về năng lực và tu vi, thật là có tư vị khác lạ. Lợi hại như vậy sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Một con rắn nhỏ dài 10 tấc cũng có địa vị lớn như vậy. Hắn quả thật không ngờ đến. Tĩnh tâm, đừng nhúc nhích. Đúng lúc này Nam Thúc chợt nói, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên tay ông, cuối cùng hai ngón tay ông khép lại điểm vào mi tâm của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được, trong đầu mình dường như có cái gì đó bị rút ra, ngay sau đó một đạo khí thể phát ra hào quang rơi xuống tay Nam Thúc, đồng thời, trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống tay Nam Thúc. Lên. Lục Lâm Thiên chỉ thấy miệng Nam Thúc lẩm bẩm, hai tay biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, ngay sau đó con rắn nhỏ vẫn ở trên tay phải hắn liền xuất hiện trên tay Nam Thúc. Xì xì. Hai mắt của tiểu kim xà xuất hiện ác ý, cái lưỡi nhỏ không ngừng co duỗi như muốn nhào đến người Nam Thúc, quanh thân con rắn đúng là kỳ dị bao phủ bởi một màu vảy màu vàng nhạt lấp lánh. Thật đúng là hung dữ. Lão bộc Nam Thúc cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên. Mi tâm của tiểu xà dương như có một giọt máu đỏ xuất hiện ở trong tay lão bộc Nam Thúc.
Lục Lâm Thiên ngạc nhiên thấy trong tay lão Bộc Nam Thúc đột nhiên biến hóa, đồng thời cả trong phòng xuất hiện một loại ánh sáng huyền ảo. Xì xì. Lục Lâm Thiên thấy, mi tâm mình xuất hiện một đường ánh sáng cùng máu tiểu kim xà nhập lại với nhau, sau đó lại là hóa thành hai đường ánh sáng, một đường từ mi tâm của Nam Thúc, đường kia là từ tiểu kim xà. Ồ. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, mình và tiểu kim xà hình như là có một loại liên kết vô hình, giống như là anh em song sinh, như là chung một dòng máu, trong lúc này cảm giác đó huyền diệu khó giải thích, cũng khó mà hình dung. Nam Thúc, đó là gì vậy, thật huyền ảo. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi. Cái này còn kỳ diệu hơn nữa, về sau ngươi cố học hỏi thêm một chút. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, đắc ý mà nói. Được rồi. Người cùng nó đã cùng nhau thề ước, đây là một loại bình đẳng khế ước giữa linh sư cùng linh thú, người cùng nó cũng chỉ có thể kết thành bình đẳng khế ước, nếu không, nếu là có một ngày, tộc linh thú phát hiện ngươi nô dịch thành viên của chúng, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết vô cùng khó xem. Nói xong, lão Bộc Nam Thúc tiếp tục lấy thêm của tiểu kim xà một giọt máu, sau đó cầm tiểu kim xà trong tay đưa cho Lục Lâm Thiên. Tiểu kim xà bây giờ đúng là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Chiếu cố tốt nó, về sau nó có thể giúp ngươi không ít, ngươi nuôi nó bằng thịt sống, nếu là có khả năng, tốt nhất là ăn thịt yêu thú hoặc là linh thú, thế mới có thể lớn nhanh. Người lão Bộc Nam Thúc nói, thịt yêu thú và linh thú. Lục Lâm Thiên thầm than, đây đúng là một cách đốt tiền mà. Đây là vũ khí phòng ngự, gọi là thanh linh khải giáp, ta dùng máu của linh hoàng thú để làm dẫn cho ngươi, tác dụng thanh linh khải giáp thì về sau ngươi sẽ biết. Lão Bộc Nam Thúc hướng tới Lục Lâm Thiên nói, sau đó trong tay có một khối ngọc giản, Nam Thúc cầm trong tay một ít máu linh hoàng thú đánh vào bên trong, giao cho Lục Lâm Thiên. Còn có vũ khí tinh cấp, gọi là khai sơn trưởng, uy lực xem như không tệ. Trước khi ngươi tu luyện, dùng phòng thân cũng tốt, còn có vũ khí này, ta cũng không biết đẳng cấp gì, dù sao ngươi vận khí không tệ, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ ra. Người lão Bộc Nam Thúc tiếp tục giao cho Lục Lâm Thiên hai cái ngọc giản. Nam Thúc, vậy khi nào con có thể luyện chế đan dược cùng binh khí? Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản hỏi, tu luyện âm dương linh vũ quyết, đây đúng là công pháp đốt tiền mà, mình là một thiếu gia mệnh khổ, cũng không có bất kỳ nguồn kinh tế nào. Ngươi thật đúng là tham lam, trời đã sáng rồi, để buổi tiếp theo đi, nhớ kỹ, không được công khai thân phận linh giả, vũ giả của ngươi, lục gia hẳn cũng không có người có thể nhìn ra sự biến hóa của ngươi. Hai khỏa linh đan trong cơ thể ngươi hẳn vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, cũng đủ ngươi tu luyện tới cảnh giới cửu trọng linh đồ, về phần có thể đột phá đến cấp linh sĩ hay không, thì tùy vào vận khí. Còn vũ đạo chân khí của ngươi phải hấp thụ hoàn toàn yêu đan, nếu không, linh khí ngươi của sẽ mạnh mẽ hơn, chân khí sẽ theo không kịp, cũng khó có thể đột phá. Người lão Bộc Nam Thúc mỉm cười nói. Hai. Lục Lâm Thiên thở dài, xem ra, về sau mình phải kiếm tiền nhiều mới được. Nếu không, mình khó có thể tu luyện âm dương linh vũ quyết. Theo bóng đêm, Lục Lâm Thiên quay lại cửa đình viện, lúc này trời cũng sắp sáng, quay lại gian phòng, Lục Lâm Thiên hơi chút mỉm cười, bất kể như thế nào, bây giờ mình cũng là vũ giả, đồng thời còn vô cùng gần với linh giả, mặc dù âm dương linh vũ quyết là công pháp đốt tiền. Tiểu tử may mắn, linh vũ song tu, còn có linh hoàng thú, con đường về sau, phải dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Trong bóng đêm, người lão Bộc Nam Thúc thì thầm nói. Lâm Thiên, mấy ngày nay có gì mà ngươi vui vậy? Sáng sớm, Lục Lâm Thiên đã đến trong đình viện, mẫu thân của Lục Lâm Thiên La Lan Thị hỏi, mấy ngày này, nhìn thấy Lục Lâm Thiên mặt mày hồng hào, tâm tình tựa như là cũng vô cùng tốt, bà rất lâu không có nhìn thấy con mình như vậy. Mẫu thân, về sau con nhất định sẽ chăm lo cho mẫu thân. Lục Lâm Thiên nói, sáng sớm nhìn mẫu thân đi đến phòng giặt quần áo làm việc. Trong lòng chua xót không nói lên lời. Nam Thúc cũng đã nói, mình không được công khai thân phận, bây giờ mình như vũ giả, trong khi đó đại phu nhân lại hoàn toàn không muốn mình trở thành vũ giả nên đã bày ra hàng loạt thủ đoạn khiến mình suýt mất mạng. Cho nên, mình phải có năng lực tự bảo vệ mình, sau đó mới có thể công khai, nếu không thì mất mạng như chơi. Mà bây giờ, mình phải cố gắng tu luyện, cố gắng kiếm tiền. Còn có tâm như thế là đủ rồi, còn có thể bình an. Là mẫu thân mãn nguyện rồi. La Lan Thị nói xong, đi phòng giặt quần áo. Kiếm tiền, tu luyện, tiền bạc. Lục Lâm Thiên ngước lên trời lẩm bẩm nói. Công tử, người dậy sớm vậy.
Lục Tiểu Bạch vừa vào trong đình viện nói. Hôm nay có việc gì làm không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hôm nay chắc không có việc gì làm, nghe nói hôm nay có khách quý đến, những quản gia kia đã phải dậy sớm thu xếp phòng. Lục Tiểu Bạch nói. Khách nào mà quan trọng như vậy? Lục Lâm Thiên thuận miệng hỏi. Nghe nói là khách nhân từ Độc Cô gia tới, lão gia phải tự mình đi nghênh đón đây. Lục Tiểu Bạch nói. Độc Cô gia. Trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên biết lai lịch Độc Cô gia. Hình như Độc Cô gia rất có địa vị tại ở trấn Thanh Vân, còn lớn hơn cả Lục gia nhiều lần. Ta nghe người ở tiền viện nói Độc Cô gia có cho Độc Cô tiểu thư đến đây, Độc Cô tiểu thư vô cùng quyến rũ, người còn không mau mau đến xem. Lục Tiểu Bạch phụ IGTA nói. Bận tâm làm gì, nếu là hôm nay không có chuyện gì làm, ta đây đi ngủ. Lục Lâm Thiên nói, Độc Cô tiểu thư cái gì, cũng chẳng có quan hệ, càng tiện, hôm nay mình có thể tu luyện một chút vũ kỹ. Vậy được rồi, ta sẽ đi xem, khi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Lục Tiểu Bạch nói, sau đó đã rời khỏi đình viện. Quay lại gian phòng, đình viện bình thường cũng không có ai đến, Lục Lâm Thiên chuẩn bị tu luyện vũ kỹ, không có vũ kỹ, không phải là vũ giả, vì cũng chỉ biết dùng sức như một con trâu điên mà thôi. Lục Lâm Thiên lấy ra một ngọc giản, chính là vũ kỹ tinh cấp khai sơn trưởng, trong tay kết thủ ấn, sau đó rót một luồng khí nhẹ nhàng vào trong đó. Phía trên ngọc giản xuất hiện một đường ánh sáng chui vào mi tâm của Lục Lâm Thiên. Sau đó hóa thành một số hình ảnh trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chìm trong tu luyện, trong đầu nhớ kỹ khai sơn trưởng pháp quyết, hai tay xoay tròn trước người, trong tay xuất hiện luồng khí vô hình như ẩn như hiện, dường như Lục Lâm Thiên chưa khống chế thành thục nên mới lúc có lúc không. Không ổn, vũ kỹ thật là khó học. Lục Lâm Thiên ở trong phòng luyện tập, qua hai canh giờ mà vẫn chưa thành công. Khai sơn trưởng, vũ kỹ tinh cấp, mặc dù không phải là vũ kỹ cao cấp như địa cấp, huyền cấp, nhưng đối với người mới tiếp xúc với vũ kỹ như Lục Lâm Thiên thì cũng có chút thâm ảo. Lục Lâm Thiên ở trong phòng không ngừng tập luyện, quanh thân có một khối khí nhẹ nhàng bao phủ, trong tay thỉnh thoảng lại phát ra trưởng lực nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy. Được rồi, từ từ sẽ luyện được, quá nôn nóng sẽ không tốt. Lục Lâm Thiên thì thầm. Hay là luyện vũ kỹ phòng ngự kia trước? Ngay sau đó trên tay Lục Lâm Thiên xuất hiện thêm một ngọc giản nữa, đây chính là vũ kỹ thanh linh khải giáp, một vũ kỹ phòng ngự, cấp bậc của nó Nam Thúc không nói cho hắn biết. Trong tay kết một thủ ấn, một dòng khí nhỏ nhàn nhạt rót vào trong ngọc giản, ngay lập tức phía trên ngọc giản cũng xuất hiện một đạo quang mang rót vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên, dựa theo pháp quyết này Lục Lâm Thiên bắt đầu thúc dục mở ra vũ kỹ phòng ngự. Ngay sau đó, Lục Lâm Thiên cảm giác được chân khí trong đan điền của mình nhanh chóng bị vơi đi một nửa, đúng lúc này, quanh thân hắn đột nhiên được bao bọc bởi một lớp vảy rắn, giống như một chiếc áo giáp thần kỳ. Phía trên áo giáp có một tầng ánh sáng vàng nhạt, giống y hệt màu sắc trên người linh hoàng thú. Chăm chú nhìn những biến hóa này, Lục Lâm Thiên thầm đoán việc này hẳn là có liên quan đến linh hoàng thú. Chỉ là, áo giáp này tuy thần kỳ nhưng tiêu hao chân khí không nhỏ. Hơn nữa áo giáp ngưng tụ được trên cơ thể trông vô cùng mỏng manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến đi. Còn có tác dụng kỳ ảo như vậy, thật không tưởng. Từ những tin tức nhận được trong đầu, Lục Lâm Thiên biết được vũ kỹ phòng ngự thanh linh giáp này quả thật có chút bía y thái. Thanh linh giáp này có hai tầng, tầng thứ nhất là hình thành áo giáp quanh thân người sử dụng như thế này, tầng thứ hai chính là có thể ngưng tụ ra một áo giáp hình thú bên ngoài cơ thể. Mà tầng thứ hai này chính cấp hình thú, có thể ngưng tụ ra toàn bộ hình thú để phòng ngự, lực phòng ngự này tuyệt đối kinh người. Điều khiến Lục Lâm Thiên kinh ngạc đầu tiên chính là, chỉ cần có tinh huyết của linh thú thì thanh linh giáp có thể biến hóa thành hình dáng của linh thú đó. Khuyết điểm duy nhất của vũ kỹ này chính là sẽ phải tiêu hao một lượng lớn chân khí. Lực phòng ngự của linh thú so với võ giả lớn hơn rất nhiều. Thanh linh khải giáp có thể ngưng tụ ra hình thú phòng ngự thì lực phòng ngự tất nhiên sẽ tăng lên không ít. Vũ kỹ phòng ngự này quả thật kỳ diệu. Rốt cuộc Nam Thúc là ai, đồ vật ông ta lấy ra đều không phải vật thường a. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói, tuy cả âm dương linh vũ quyết cùng thanh linh khải giáp đều có điểm yếu nhưng không thể nghi ngờ cả hai đều là bảo vật. Thúc dục thanh linh khải giáp tầng 1 trên cơ thể mình, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được chân khí trong đan điền đang biến mất với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hắn vội vàng thu thanh linh giáp lại. Còn về tầng thứ hai, hắn thật sự không dám nghĩ đến,
với thực lực nhỏ yếu bây giờ của hắn có muốn cũng không thể nào sử dụng được. Vũ khí tấn công, phòng ngự đều đã có. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vận mệnh thật đúng là kỳ quái a, đột nhiên xuyên không đến thế giới này, mơ hồ muốn trở thành vũ giả, vậy mà bây giờ thành linh vũ song tu. Ra ngoài một chút, đêm nay còn phải theo Nam Thúc học luyện đan và luyện khí rồi. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên đã đi dạo gần hết hậu viện, trong lúc bất chi bất giác hắn lại hướng đến hoa viên nơi ngăn cách tiền viện và hậu viện. Do dự một chút hắn quyết định đi vào hoa viên xem một chút. Hoa viên này, theo trí nhớ của Lục Lâm Thiên thì không phải ai cũng có thể tiến vào. Ở Lục gia, chỉ có người hầu cao cấp mới có thể đi vào, nhưng hắn dù sao cũng có cái danh thiếu gia, hẳn là cũng có thể tiến vào rồi. Sau khi do dự, Lục Lâm Thiên đi vào trong hoa viên. Tuy bây giờ là mùa đông nhưng trên hai bên đường đá trong hoa viên có trồng một số thực vật phòng lạnh, cành lá sum suê tươi tốt, càng khiến người ta than thở chính là có những loại cây nở hoa giữa mùa đông giá buốt. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm khái không thôi, Lục gia quả nhiên là có tiền có của, chỉ một cái hoa viên thôi cũng đầu tư không ít tài lực a. Chậm rãi đi dạo trong hoa viên, hôm nay hoa viên yên tĩnh lạ thường, giống như tất cả người hầu đều biến mất. Lục Lâm Thiên suy đoán. Xem ra họ đều đi gặp vị tiểu thư kia của Độc Cô gia rồi. Đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng cười nói từ xa vọng tới, dường như có không ít người đang tiến đến đây. Người Lục gia, không gặp thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên rất nhanh suy đoán, những người đang đến đây rất có khả năng là người ở tiền viện Lục gia. Trong trí nhớ của hắn, trong tiền viện Lục gia có vài người luôn thích làm khó dễ Lục Lâm Thiên trước kia. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không muốn gặp họ, hắn quan sát xung quanh. Vừa hay bên người hắn có một cây đại thụ cao chừng 4, 5 thước, cành lá rậm rạp, hẳn là có thể ẩn nấp. Lục Lâm Thiên lập tức điều động chân khí, nhanh chóng trèo lên cây, lợi dụng lá cây che đi thân thể của mình. Xuyên qua khe hở lá cây, Lục Lâm Thiên nhìn thấy tử của lớn có hơn chục người đang chậm rãi tiến vào hoa viên. Chăm chú quan sát, Lục Lâm Thiên nhíu mày trong hơn chục người phía trước có 7 thiếu niên tầm 15, 16 tuổi là Lục Lâm Thiên có thể nhận ra. Người mặc cẩm phục hoa đào chính là đệ đệ cùng cha khác mẫu thân với Lục Lâm Thiên trước kia, nhỏ hơn hắn một tuổi, tên là Lục Thiếu Hổ, bình thường luôn không để Lục Lâm Thiên vào trong mắt. Người bên cạnh mặc cẩm phục màu xanh, mày rậm mắt sáng, khoảng chừng 20 tuổi kia chính nhi tử của nhị cô, tên là Chu Hải Minh, người nhà của nhị cô này quanh năm đều ở Lục gia. Những thiếu niên khác Lục Lâm Thiên cũng biết, đó là đệ tử của mấy chi thứ trong tộc. Lục gia là thế gia võ đạo. Những thiếu niên qua 8 tuổi sẽ được lựa chọn đem đến Lục gia dạy dỗ, những người được lựa chọn đều là những đệ tử có tư chất không tệ, chỉ là bản thân Lục Lâm Thiên từ nhỏ đã không có cơ hội này. Còn về những thiếu nữ trong đám người, Lục Lâm Thiên chăm chú quan sát cũng nhận ra vài người. Người bên trái, một thiếu nữ khoảng 19 tuổi, mái tóc đen dài óng ả xóa ở sau lưng, váy dài màu đỏ ôm sát lấy dáng người mỹ lệ, trên cổ tay trắng nõn mang theo vòng tay tinh xảo. Trang phục đơn giản nhưng lại vô tình lộ ra khí chất cao quý, khiến người ta nhìn vào có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Thiếu nữ này Lục Lâm Thiên có quen biết, nàng là dưỡng nữ của đại bá, tên là Lục Vô Song, rất được đại bá yêu thương, bình thường ở trong tiền viện cũng chỉ có Lục Vô Song đối xử tốt với Lục Lâm Thiên nhất, thỉnh thoảng lại mang một chút thức ăn đến cho hắn. Bên cạnh còn có một thiếu nữ khác, nàng tầm 17, 18 tuổi, mái tóc vàng xõa trên bờ vai. Trên đầu búi thành một búi tóc nho nhỏ. Nhan sắc mỹ lệ lại lộ ra sự cao quý, trên tóc cài châm ngọc màu vàng, xem ra cũng là người phú quý, trong đôi đồng tử màu vàng nhạt lộ ra một tia kiêu ngạo. Đây đúng là con gái nuôi của Lục lão gia chủ, tuy không phải người Lục gia nhưng cũng lấy họ là Lục, tên gọi Lục Mị. Lục Mị này bình thường cũng không coi Lục Lâm Thiên ra gì. Còn những thiếu nữ còn lại, Lục Lâm Thiên cũng nhận ra vài người, họ đều là tộc nhân trong chi thứ của Lục gia. Những người Lục gia xuất hiện ở đây, trừ Lục Vô Song khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy thiện cảm một chút thì những người khác hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tiến vào vị trí trung tâm, nơi mà người Lục gia túm tụm xung quanh, có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, cao quý. Thiếu nữ này toàn thân đều lộ ra quý khí, y phục trên người cũng vô cùng xa hoa làm tăng thêm sự mỹ lệ, khiến cho những thiếu niên Lục gia chỉ nhìn thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra. Bây giờ Lục Lâm Thiên đưa ánh mắt nhìn chăm chú người thiếu nữ đang ăn mặc như một nha hoàn. Thiếu nữ này tầm 17-18 tuổi, sắc mặt đang dần ửng hồng lên, giống như là hoa đào đang nở, lông mi thon dài hạ xuống,
chớp động lên một đôi mắt màu lam thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cái mũi nhỏ xinh xắn, mái tóc dài màu đen được búi lên ở sau gáy. Nàng hiện tại đang diện một chiếc váy dài đơn giản với một đoạn vải dài quấn quanh thân. Lục Lâm Thiên nhìn người này, mặt có chút tiếc nuối, thiếu nữ cũng phải ít nhất là một người đẹp khuynh nước khuynh thành, ở trên mặt người thiếu nữ bắt đầu xuất hiện những vết đỏ ngượng ngùng, thật là xinh đẹp làm sao. Lục Lâm Thiên vẫn không thể ngừng tiếp tục chăm chú nhìn cô gái cũng bởi vì cô gái này thực sự không có gì giống với những nha hoàn cả. Với lại ánh mắt của thiếu nữ này cũng chẳng hề giống, nói tóm lại, Lục Lâm Thiên cảm thấy thiếu nữ này tuyệt đối không thực sự là một nha hoàn. Độc Cô tiểu thư thấy hoa viên nhà chúng ta có đẹp không? Lục Thiếu Hổ mỉm cười, hướng về phía người thiếu nữ nói. Rất là đẹp, ồ, đây có phải cây hàn liễu, chỉ có ở cực Bắc Bình Nguyên. Ở nơi này của chúng ta rất hiếm thấy a hát. Người được gọi là Độc Cô tiểu thư nhẹ nhàng cười, chăm chú nhìn cây liễu phía trước và nói. Độc Cô tiểu thư thật tinh mắt. Lục Thiếu Hổ, Lục Lâm Thiên còn có Chu Hải Minh, đột nhiên nói. Nghe nói Độc Cô tiểu thư tài văn chương phi phàm, bây giờ thời tiết đã vào mùa đông lâu rồi, ta xin bêu xấu, thỉnh Độc Cô tiểu thư chỉ giáo. Chu Hải Minh mượn cơ hội nói, tựa như muốn thể hiện trước mặt giai nhân một chút. Chỉ giáo không dám nhận, vậy thì mời Chu thiếu gia. Độc Cô tiểu thư cười nói. Vậy thì bêu xấu rồi. Chu Hải Minh sửa sang lại cái tay áo, sau đó hít một hơi sâu, chăm chú nhìn hậu hoa viên, lập tức nói. Chấm, viên thành cảnh bị đặc tinh kỳ. Đông Lai Xuân Ý xứ y gờ khoáng di. Lục thụ hồng hoa hữu thử ngoại. Lâu thai cao khởi hữu khách lai. Ngâm xong, Chu Hải Minh đắc ý cười. Tựa như là việc hắn vừa mới làm khiến không ngừng hài lòng. Hích hích, Lục Lâm Thiên đang trốn ở trên cây thiếu chút nữa là đã cười lớn tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay, dạng người gì cũng có. Bây giờ, một nhóm thanh niên nữ tú đang ở trong hoa viên, Lục Vô Song đi đến với vẻ mặt như đang cố gắng nín cười. Không tệ không tệ, không ngờ Chu công tử đúng là tài thế hơn người. Độc Cô tiểu thư là hơi chút mỉm cười. Giống như là tán thưởng Chu Hải Minh, làm cho Chu Hải chợt đắc ý hẳn lên, bước đi cảm giác rất có thần khí. Sau đó mọi người tiếp tục đi lên phía trước, từ từ đi đến chỗ cách không xa Lục Lâm Thiên, tất cả mọi người tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng cười đùa một tiếng. Lục Lâm Thiên để ý người ăn mặc như nha hoàn, thấy có chút tâm sự giống nhau, vẫn là ăn nói có ý tứ, trong đôi mắt, cũng là lộ ra chút nét u sầu. Thâm Đông Kỳ Độ, Dung Hoa Tạ Hậu. Phong hoa lưu xa, thương lão niên hoa, phồn hoa loạn thế, tính thủy lưu thâm, thương xanh đạp ca, tam sinh viên khuyết. Bây giờ, người thiếu nữ kia nhẹ nhàng đi tới, chăm chú nhìn sắc cảnh mùa đông, tựa như có chút cảm xúc, nhẹ giọng ngâm tụng. Âm điệu giống như cỏ chi và cỏ lan, làm cho người ta như gặp gió xuân, những người đang cười đùa, bây giờ cũng đều là đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người nha hoàn ấy. Sau đó nha hoàn kia tiếp tục nhẹ giọng và nói. Hàn mặc lưu ly na nhất thế. Kích dương cương tràng hỏa lang yên. Bất nguyện thị na nhất thế cẩm sắt nữ tử. Loạn thế khuynh tháp. Lưu niên phiêu phi. Nghe nha hoàn này ngâm khẻ, Lục Lâm Thiên thấy ngôn hành cử chỉ của nha hoàn này khiến hắn hận mình đường đường là thân nam nhi sông pha nơi chiến trường lại không thể bằng một nữ nhi. Đối với việc nhìn tài hoa của nha hoàn, Lục Lâm Thiên không thể ngừng lau mắt mà nhìn. Nếu về sau mình có cơ hội, nhất định mình sẽ gạn đỡ Upsilon, xê khơi trong chiến trường hỏa lang yên, không tiếc công thành vạn cốt khô, đây mới hẳn là một người nam nhân. Nha hoàn kia tiếp tục ngâm. Độ khẩu cú điểm. Hoang lương cương tràng. Phú tiến phân phi. Cẩm chú la đoạn. Khuynh tình thiên hạ. Ngọc lộ quỳnh chi. Điệp luyến thiên nhai. Ninh thính phồn hoa khúc. Bất tố phồn hoa chủ. Tính hảo dung nhan tại lăng hoa kính như mộng huyễn phao ảnh bàn chuyển thuấn tức diệt. Tam thiên thanh ti nhược lũ. Vi thủy điểm mộng thành si. Vạn trượng phồn hoa hồng trần. Thủy vi hồng nhan trục lộc quần hùng. Lần nữa nghe nha hoàn này ngâm thơ, khát vọng của một nam nhân lại như bùng cháy hơn nữa. Nha hoàn kia lại tiếp tục ngâm. Nhất khúc không hầu. Triền nhiễu thế gian ai oán. Nhất bà tỷ bà. Nhân uân vạn thế tình hoài. Tà lãm tàn tiêu, si luyến thanh minh vũ, phồn hoa tấn thất, thủy năng hứa ngã nhất khúc thiên hoàng địa lão. Hiện tại, lông mày của nha hoàn này nhẹ nhàng nhíu lên một cái,
nói về người có thể làm lưu luyến người con gái, tựa như là không thể kết nối tới cảm xúc. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía trước phát ra. Không linh liễu vũ giả. Hàn triệt nhất thế luân hồi. Tâm linh cầm huyền bát loạn tam thiên hồng trần cồn cồn. Ký ức trước thương vãng tích tàn thương. Thân phụ bán sinh ai oán. Tấu hưởng bán sinh lan san. Một ít thế, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm, khói tín hiệu bốn phương báo hiệu, chư hầu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ. Lịch binh mạt ngựa, xanh kỳ quay cuồng, cát bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ, toàn thành khói lửa, huyết lệ rơi xuống, tàn tật cưỡi ngựa mặc giáp nứt, chân trời xa xăm, chỉ trông mong chuyển thế, cho ngươi đến tháng 2. Ta chỉ có thể sử dụng một giọt nước mắt thời gian cho ngươi múa can qua, bởi vì ta muốn dùng cả đời thì giờ cho ngươi đi tranh giành thiên hạ. Một ít thế ngoại, đào nguyên 3000, hoa dụng rực rỡ chân trời xa xăm. Gấm sắt không bờ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành khúc ý phong hoa tuyệt đại. Ta chỉ có thể sử dụng thời gian nửa nén hương cho ngươi khải đàn nửa khúc, bởi vì ta muốn dùng cả đời cảnh xuân tươi đẹp cùng ngươi đạp biến chân trời xa xăm. Một ít thế, trắng như tuyết tuyết trắng, huyễn thuật thanh thuần, anh hoa bốn mùa lộn xộn dương, hoa tế duy mỹ vũ mạch cát chảy, tàn tật thương mấy đời, vuốt khẽ hoa nhan tay di dư hương. Ta chỉ có thể sử dụng sao băng nhấp nháy thời gian cùng ngươi chung say trước hoa dưới ánh trăng, bởi vì ta muốn dùng năm xưa cho ngươi hóa phong tuyết. Một ít thế, nửa chén nhỏ thanh đèn, cổ Phật làm bạn, nguyệt tịch thành giác, phong bình lầu các, thì giờ một quyển nhẹ ca một khúc, thuốc hút ấm sơ trang, ba búi tóc đen nhược sợi, vì khanh nét thành si. Tích lũy cả đời mê, có phó thác cho người đó. Bao nhiêu anh hùng đẫm máu thí giết, bao nhiêu trung hồn giết cốt vùi chết tha hương. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, bao nhiêu tóc trắng đã tiễn đưa tóc đen. Chỉ nói là vừa vào giang hồ thúc thế hệ của ta, đổ nát thê lương, binh tập viết chữ hạ, toàn thành khói cát, chua xót ai chờ cuồng dại. Không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe. Lục Lâm Thiên kìm lòng không được, nghĩ đến kiếp trước mình phí phạm nửa thời gian của cuộc đời mà không hề có thành tựu gì. Mình đến nơi này từ thế giới khác. Không muốn trở thành vô dụng một lần nữa. Trong bất chi bất giác, người nha hoàn này vô cùng bất ngờ, há hốc mồm ra. Các hạ, thật có tài hoa, là người khát vọng, có thể xuống đây cho tiểu nữ tử gặp mặt được không? Nghe thế, đám nam nữ phía dưới, cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ngôn từ của Lục Lâm Thiên hay hơn người nha hoàn rất nhiều, và cũng thể thể hiện ra sự ngông nghênh nhu tình, vừa vào giang hồ đã để tiếng, đổ nát thê lương, bút vừa hạ xuống, toàn thành khói cát. Chua xót ai chờ cuồng dại. Không sợ hãi hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây ý không có người lắng nghe, đây quả thực là thiên cổ tuyệt cú. Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới cây đại thụ, không biết ai đang ở trên cây. Trong nhóm thiếu nữ, Lục Vô Song mang theo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cây đại thụ, theo nàng biết trong số những người trẻ tuổi của Lục gia cũng không có người tài giỏi như vậy. Thật không phải, kìm lòng không được đã cắt đứt nhã hứng của tiểu thư. Tại hạ xin chuộc tội. Ở trên cây, Lục Lâm Thiên không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trong một giây lơ đãng đã làm lộ hành tung, khiến bản thân rơi vào đường cùng. Lục Lâm Thiên đành vịn vào thân cây, run rẩy leo xuống dưới, nhìn qua có vẻ vô cùng khó khăn. Lục Lâm Thiên cũng rất muốn tiêu sái nhảy xuống nhưng bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận vũ giả, nên chỉ có thể giả vờ như vô cùng chật vật leo xuống. Những thiếu nam, thiếu nữ ở đây đều là người luyện võ. Theo như hiểu biết của Lục Lâm Thiên thì họ đều là những người có thiên phú tốt trong Lục gia. Tuy chỉ tầm 16, 17 tuổi nhưng trải qua sự bồi dưỡng từ nhỏ của Lục gia, hơn phân nửa trong số họ đều đã trở thành vũ sĩ. Đặc biệt là Lục Vô Song, tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng từ nhỏ đã được đại bá yêu thương, có thiên phú vô cùng tốt, năm nay mới 19 tuổi nhưng đã đạt tới cảnh giới vũ sư, chính là thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Lục gia. Trước mắt những người luyện võ, Lục Lâm Thiên biết, mình yên lặng che giấu thì không sao nhưng chỉ cần sử dụng chân khí thì chỉ sợ sẽ bị phát hiện ra thân phận võ giả ngay, đến lúc đó đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Lục Lâm Thiên, là ngươi à? Sao ngươi lại chạy đến đây, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Nhìn thấy người xuất hiện là Lục Lâm Thiên sắc mặt Lục Thiếu Hổ lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường cùng tức giận, vừa rồi Lục Lâm Thiên đã cướp đi không ít danh tiếng của hắn. Lâm Thiên. Tại sao đệ lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu lại thần sắc kinh ngạc,
tiến tới bên người Lục Lâm Thiên. Vô Song tỷ, đệ thấy trên cây có chim nên trèo lên xem, không ngờ tới mọi người cũng đến đây. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, trong số những người ở đây hắn cũng chỉ để ý lời nói của Lục Vô Song. Lục Lâm Thiên bất động thanh sắc đánh giá những người có mặt ở đây lúc này, sự xuất hiện của hắn dường như khiến những người trong Lục gia hoảng sợ. Vừa rồi trong ánh mắt Lục Mị còn có một tia say mê, sau khi nhìn thấy mình xuất hiện thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Đối với những biến hóa nhỏ này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý, bản thân hắn cũng không muốn liên quan nhiều đến Lục gia. Đến một ngày, khi bản thân có năng lực rồi, hắn sẽ mang mẫu thân rời khỏi đây, Lục gia ở trong lòng hắn không hề có bất cứ địa vị gì. Buồn cười, bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra chim chóc. Bình thường Chu Hải Minh cũng không ưa gì Lục Lâm Thiên, lúc này lại thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện cướp đi ánh hào quang của hắn, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Nếu không phải Độc Cô Tiểu Thư còn ở nơi này thì hắn đã đem Lục Lâm Thiên đánh cho một trận rồi. Trên cây vốn có chim nhưng bị, viên thành cảnh đặc bị đặc tinh kỳ. Đông Lai Xuân Ý Sứ Y G Khoái Di, của ngươi dọa chạy hết rồi. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Nghe thấy lời của Lục Lâm Thiên, trừ nha hoàn trên mặt có nhiều chấm đỏ kia ra thì tất cả mọi người đều nhỏ giọng cười, trong đó có cả Lục Vô Song, chỉ là nàng có chút nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, tựa như cảm giác được hôm nay Lục Lâm Thiên có điểm không giống với trước kia. Xin lỗi đã quấy rầy nhã hứng của tiểu thư, cáo từ. Lục Lâm Thiên mặc kệ Chu Hải Minh, xin lỗi nha hoàn kia lần nữa rồi phất ống tay áo cũ lên, nhếch khóe môi nghênh ngang rời đi, không biết nhếch miệng trào phúng hay là khinh thường Chu Hải Minh. Lúc này, nha hoàn kia đang chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt không hiểu vì đâu mà đột nhiên lộ ra sự hoảng hốt. Không biết người vừa rồi là ai? Nhìn hướng Lục Lâm Thiên biến mất, nha hoàn khẽ hỏi. Hắn a, là một người hầu mà thôi, cũng không thể tu luyện. Làm một thanh củi mục mà thôi. Lục Thiếu Hổ lập tức đáp lời. Thiếu Hổ, sao ngươi lại nói ca ca của mình như vậy? Dù sao Lâm Thiên cũng là ca ca của ngươi. Nghe được lời của Lục Thiếu Hổ, Lục Vô Song lập tức nhíu mày, sau đó mỉm cười hướng nha hoàn kia nói. Hắn là nhi tử của Tam Thúc, tên là Lục Lâm Thiên, vì một số nguyên nhân đặc biệt cho nên, thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo nào. Hừ, nghe Lục Vô Song mắng. Lục Thiếu Hổ cũng không dám nói thêm, hắn hử lạnh một tiếng. Lục Vô Song tuy không phải là huyết mạch của Lục gia nhưng địa vị của nàng trong Lục gia rất cao, ngay cả lão gia tử cũng vô cùng yêu thương nàng, hắn không dám mạo phạm nàng. Lục Lâm Thiên, nhìn chăm chú về hướng Lâm Thiên rời đi, nha hoàn nọ khẽ thì thầm lại tên của hắn. Lục Lâm Thiên từ hoa viên trở về hậu viện vừa vặn lại bắt gặp Lục Tiểu Bạch đang chạy đến, hắn kích động nói với Lục Lâm Thiên. Công tử! Ta đã nhìn thấy Độc Cô tiểu thư, quả thật là xinh đẹp, không hề kém Vô Song tiểu thư. Bình thường thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, Độc Cô tiểu thư kia mặc dù nhìn không tệ nhưng nếu so về khí chất thì Độc Cô tiểu thư không thể nào so với Lục Vô Song được. Chẳng lẽ người nhìn thấy rồi, ta cảm thấy quả thực là không tệ, hắc hắc. Lục Tiểu Bạch cười hắc hắc nói ra. Đáng tiếc là một thiên kim tiểu thư như vậy không để ta vào trong mắt, ngược lại. Ta cảm thấy tiểu thúy không tệ. Nhưng bây giờ ta chỉ là người hầu cấp thấp, nàng cũng không thèm để ý đến ta, nếu ngươi ngang bằng với Thiếu Hổ thiếu gia thì tốt rồi, ta đi theo ngươi, nhất định tiểu thúy sẽ đến tay ta. Nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch một cái, ngay sau đó tinh quang trong mắt lóe lên. Sau này ngươi đi theo công tử ta sẽ cho ngươi ăn no uống say, cho ngươi lấy một thiên kim đại tiểu thư, không. 7 người, một tuần, mỗi ngày thay một người sẽ không phải lặp lại. Công tử, một tuần là gì? Lục Tiểu Bạch nghi hoặc nói. Một tuần chính là 7 ngày. Lục Lâm Thiên gãi đầu, hình như thế giới này không có khái niệm một tuần. Người nói thật dễ nghe, nếu thật sự có một ngày như thế, người bắt ta làm gì ta cũng làm. Lục Tiểu Bạch khe khẽ thở dài, đến bản thân thiếu gia còn khó bảo toàn mà còn đi lo cho mình. Từ nhỏ mình đã bị bán vào Lục gia làm người hầu cấp thấp, đời này xem như không thể có tiền đồ gì nữa rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bạch, trong Lục gia hắn là một kẻ yếu, không có chút thế lực nào, Lục Tiểu Bạch lại là người thông minh, cơ trí, nếu mình cố gắng bồi dưỡng hắn thì không biết chừng sau này hắn có thể trở thành một phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Lục Tiểu Bạch lại là người trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội mình.
Lúc này tất nhiên Lục Tiểu Bạch không thể ngờ tới, không lâu sau đó vận mệnh của hắn cũng thay đổi. Nhiều năm về sau, toàn bộ đại lục Linh Vũ không ai không biết Lục Tiểu Bạch chính là một trong số những người quan trọng nhất bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tất cả sự việc xảy ra ở Hoa Viên chỉ như một khúc nhạc dạo, đêm xuống, Lục Lâm Thiên lại lặng lẽ đến mật thất trong kho chứa củi, Nam Thúc đã đến từ sớm. Thời gian tiếp theo, mỗi đêm Lục Lâm Thiên đều cùng Nam Thúc học luyện đan và luyện khí, còn về bồi dưỡng linh dược, tất cả những gì Lục Lâm Thiên được học chỉ thuần túy là tri thức mang tính chất lý luận, mà không được học tập thực tế. Điểm khác nhau giữa linh giả và vũ giả Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ. Vũ giả là luyện thể thuật, lực lượng trong cơ thể, từ gân cốt, cơ bắp đến lục phủ ngũ tạng, để hình thành chân khí chứa đựng ở đan điền, khi chân khí sung mãn thì có thể đột phá. Còn linh giả thì không chú trọng tu luyện thể thuật mà chủ tu linh lực. Dựa theo hiểu biết của Lục Lâm Thiên, linh lực này chính là linh hồn lực, hoặc có thể gọi là tinh thần lực, dựa vào linh lực mạnh mẽ để chiến đấu. Bởi vì điều kiện để trở thành linh giả vô cùng hà khắc, đầu tiên, một người muốn trở thành linh giả thì người đó có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường ít nhất 2 lần, chỉ điểm này thôi đã khiến người ta phải sợ hãi than thở, căn bản là không có khả năng đạt đến. Chính vì linh giả rất hiếm gặp, cộng thêm khả năng của linh giả nên địa vị của linh giả còn cao hơn cả vũ giả. Về phần thực lực thì có thể nói là ngang bằng, nhưng ai cũng có sở trường riêng, linh giả vũ giả đều cũng có những ưu điểm không kém. Còn về phần linh vũ song tu, mặc dù thậm chí là vô số người nghĩ đến, nhưng cũng chỉ có thể mong muốn mà thôi, linh vũ song tu tựa như bất khả thi. Bên trong vũ giả lại còn chia làm mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, ngũ đại hệ vũ giả, vũ kỹ cũng phân ra mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ vũ kỹ. Lục Lâm Thiên tại vì tìm hiểu cẩn thận nên cũng là biết được, mình tu luyện âm dương linh vũ quyết làm cho mình có thể trở thành toàn hệ vũ giả. Cái gì gọi là toàn hệ vũ giả, đó là có đủ mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, ngũ đại hệ toàn bộ tu. Biết được mọi sự, Lục Lâm Thiên ngạc nhiên không ngừng, hiểu rõ về vũ giả càng nhiều. Đồng thời cũng biết, đó chỉ có một hệ vũ giả đơn giản, có thể tu luyện song hệ thì cũng đã là thiên tài, còn về phần tu luyện tam hệ, chỉ có thiên tài trong thiên tài. Ở trên đại lục, linh vũ, song hệ vũ giả, Long Phượng Sừng Lân cũng có thể gặp được 1-2 người. Còn tam hệ vũ giả cơ bản là vẫn chưa có người nào nhìn thấy. Và mình là toàn hệ vũ giả, nghĩ vậy, Lục Lâm Thiên bật cười lên, Nam Thúc thật đúng là người tài ba, âm dương linh vũ quyết quả thực là nghịch thiên, trực tiếp nuốt chửng yêu đan, linh đan, và vũ giả, linh giả là có thể cho mình sử dụng và đột phá, còn có toàn hệ vũ giả, âm dương linh vũ quyết, mặc dù là đốt tiền một chút, nhưng chỗ tốt này so với điểm bất lợi thì thật là chẳng thấm vào đâu. Ở khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên cũng thường xuyên nghĩ cách tìm một vài con chuột hoặc là những loài động vật nhỏ để cho tiểu kim xà ăn, chỉ cần tiểu kim xà đói bụng thì sẽ thò ra khỏi ống tay áo của Lục Lâm Thiên, với lại thì cũng có một tia liên hệ khó giải thích nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên cũng không quên dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa năng lượng của 2 khỏa linh đan trong cơ thể. Vào đêm ngày thứ 8, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, quanh thân tràn ngập một mảnh sương mù nhàn nhạt, mơ hồ. Và có thêm vài tia ánh sáng nhấp nháy. Trong lúc vô hình, quanh thân Lục Lâm Thiên tự nhiên xuất hiện một dòng khí tràn ngập hơi thở. Người lão bộc Nam Thúc chăm chú nhìn đồng thời không ngừng gật đầu, mỉm cười. Hô! Cũng không biết rồi bao lâu, quanh thân Lục Lâm Thiên nhìn như bị bao phủ bởi sương mù từ lỗ chân lông và bị hút vào trong cơ thể, sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Nam Thúc! Vì sao luyện hóa toàn bộ 2 khỏa linh đan rồi mà con cảm thấy linh giả đã ở cấp độ linh đồ cửu trọng đỉnh phong, nhưng võ giả vẫn chỉ ở cấp độ là võ đồ nhất trọng? Lục Lâm Thiên mở 2 mắt ra, nhìn thẳng về phía Nam Thúc hỏi. Rất bình thường, bởi vì ngươi lấy được 2 khỏa linh đan, hơn nữa tại chân khí linh khí của ngươi lại được nâng cao giúp ngươi đột phá đến vũ đồ nhất trọng cũng là rất dễ dàng. Người lão bộc Nam Thúc nói. Con phải làm thế nào bây giờ? Lục Lâm Thiên nói, đây cũng là một điểm bất lợi của âm dương linh vũ quyết, bây giờ ngươi chỉ có thể tìm cách hấp thụ yêu đan chủ yếu giúp ngươi nâng cao chân khí, nếu ngươi muốn đột phá, vậy cũng chỉ có thể đợi cấp độ của vũ giả cũng đạt đến vũ độ cửu trọng đỉnh phong mới được, ta nói rồi, trừ khi là linh vũ cùng đột phá. Bây giờ cấp bậc vũ giả của ngươi còn chưa đuổi kịp linh giả, nếu như ngươi tiếp tục hấp thụ linh đan, đề cao linh khí thì rất có thể bạo thể mà chết, kinh mạch đảo loạn.
Nam Thúc nghiêm túc cảnh cáo Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lè lưỡi, xem ra, mình bây giờ chỉ có thể đủ đề cao cấp bậc vũ giả, yêu đan A, một khỏa yêu đan, cũng có thể là mắc đi, mình bây giờ, đánh chết cũng mua không nổi A. Sáng ngày mai, người mua đủ những thứ này, đêm mai, ta sẽ dạy cho người luyện chế đan dược, tiện giúp người đề cao một chút chân khí. Người lão bộc Nam Thúc giao cho Lục Lâm Thiên một trang giấy, trên đó viết hơn 10 loại dược liệu, xem ra cũng toàn là tên thuốc. Mua dược liệu. Lục Lâm Thiên xem đơn thuốc, sau đó hỏi. Nam Thúc, những thứ mất khoảng bao nhiêu tiền vậy? Đây đều là hàng bình thường để luyện chế nhất phẩm đan dược mà thôi, mất khoảng 20 kim tệ. Người lão bộc Nam Thúc nói. 20 khỏa kim tệ. Lục Lâm Thiên liền hít vào một hơi lạnh, đến đại lục Linh Vũ. Tiền tài đối với Lục Lâm Thiên đã là quá xa vời, 20 kim tệ là gì, một người hầu cấp thấp lục gia, một năm mới một nửa kim tệ mà thôi, người hầu cao cấp thì một năm tiền công cũng chỉ là một kim tệ. 20 kim tệ, chẳng khác gì là một năm tiền công của 40 người hầu cấp thấp. Đồng thời, người bình thường có 20 kim tệ thì cũng đủ để lấy 20 người vợ. Nam Thúc, 20 kim tệ này ngươi có thể cho con vay không? Mặt Lục Lâm Thiên lộ vẻ khó xử nói. 20 kim tệ, hiện tại thân hắn không có một đồng xu, nửa kim tệ đều không có. Không có tiền thì ta cũng mặc kệ ngươi đi ăn trộm cũng được, cướp cũng tốt, dù sao đêm mai ngươi mà không đem dược liệu về, từ sau, ta cũng vậy chẳng muốn dạy ngươi nữa. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Hôm nay đủ rồi, trở về đi. Thần sắc Lục Lâm Thiên ảm đạm, trên đường thì thầm than, khó trách người ta khi nói một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Bây giờ 20 kim tệ mình trộm cắp, ăn cướp cũng khó mà gom góp được. Quay lại gian phòng lúc sắc trời đã sáng, trong khoảng thời gian này Lục Lâm Thiên không ngủ, bởi vì linh đan luyện hóa trong cơ thể cũng giúp cho tinh thần no đủ. Tam Thẩm, người đang ở đâu? Bên ngoài đình viện, một giọng nói nũng nịu truyền đến. Là Vô Song à, sao mới sáng sớm con đã đến đây? Mau vào đây, bên ngoài lạnh lắm đấy. Trong phòng nhỏ, La Lan Thị nói vọng ra. Không lạnh đâu, con là người tu luyện, sẽ không bị lạnh đâu. Tam Thẩm, con mua cho người chiếc áo choàng này, mùa đông lạnh, người mau thử đi, xem có hợp không. Lục Vô Song từ bên ngoài nói. Đứa nhỏ này, con thật là lãng phí, thứ này rất đắt tiền, sao con lại đem nó cho ta. Lục Vô Song, sao cô ta lại tới đây. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Thiên đâu, còn định không rời khỏi giường sao. Lục Vô Song nói. Vô Song tỷ, sớm quá mà. Lục Lâm Thiên nói, đẩy cửa phòng ra, thấy hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ cẩm bào màu hồng, mái tóc được buộc gọn gàng, một ít tóc mai được vén sang bên tai, làm lộ ra vẻ ưu nhã và cao quý, làm cho người ta nhìn mà cũng muốn làm thân. Lâm Thiên, ta cũng mua cho đệ một bộ trường bào, đệ mau mặc vào thử đi, xem có vừa không. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song có vẻ rất quan tâm so với bình thường. Đa tạ Vô Song tỷ. Lục Lâm Thiên nhận bộ trường bào màu xanh, khẽ vuốt hắn cảm thấy rất là mềm mại, hẳn là lông của loài động vật nào đó, rất ấm áp, khẳng định có giá trị xa xỉ. Không cần cảm ơn, ta là tỷ của đệ, chăm sóc đệ là chuyện bình thường. Lục Vô Song nhẹ nhàng cười nói, lộ ra hai cái núm đồng tiền trên má. Nhìn nụ cười này của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, thật đúng là đẹp, không thể không nhìn thêm vài lần. Trước, rất vừa người. Sau khi Lục Lâm Thiên mặc trường bào vào, thì hắn cảm thấy rất vừa người, mặc rất thoải mái. Lục Lâm Thiên đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước hay kiếp này, Lục Vô Song chính là người duy nhất mua quần áo cho mình, mà còn là nữ nhân. Vừa người là được rồi, ta có mang theo bữa sáng đến, cùng nhau ăn điểm tâm nha. Lục Vô Song nhấc lên một cái giỏ, một mùi hương bay tới, bên trong tuyệt đối là món ngon. Vô Song. Ta đã ăn sáng rồi, hôm nay phòng giặt quần áo có tương đối nhiều việc, con cùng Lâm Thiên ăn đi, ta phải đi làm việc. La Lan Thị nói, Tam Thẩm, vất vả cho ngươi quá, ta sẽ nghĩ cách để cho lão ra. Lục Vô Song nói, mặt mày bên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đây là việc do Tam Thúc Đại Phu Nhân phân cho, tuy rằng địa vị của nàng tại Lục gia không thấp, nhưng là vì không thể thay đổi. Đứa nhỏ ngốc, ta như vậy tốt rồi, huống chi, ta vốn là một nha hoàn. Chỉ có thể làm nha hoàn thôi. La Lan Thị hơi chút mỉm cười, sau đó đã rời khỏi đình viện. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn,
trong lòng cuộc sống không khá giả, nói thầm. Mẫu thân, lại để mẫu thân phải chịu khổ thêm một thời gian nữa, sẽ rất nhanh thôi, con sẽ không để cho mẫu thân phải chịu khổ nữa. Lâm Thiên, chúng ta ăn điểm tâm thôi. Lục Vô Song nói một tiếng, sau đó mở giỏ thức ăn ra, rồi bày những món ăn được trang trí rất tinh xảo. Ân. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng sau đó ngồi xuống ghế, những điểm tâm này tuy đều là mỹ vị nhưng hắn ăn vào miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo, không có chút mùi vị nào, nghĩ đến mẫu thân vẫn còn chịu uất ức, 20 kim tệ còn không biết kiếm ở đâu, trong lòng phiền muộn không thôi. Lâm Thiên, để có tâm sự à? Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song hỏi. Không có gì, suy nghĩ lung tung mà thôi. Lục Lâm Thiên phục hồi tinh thần lại nói. Lâm Thiên, hôm qua ở Hoa Viên, đệ thấy tài hoa của Thúy Ngọc thế nào? Lục Vô Song nhẹ nhàng hỏi. Rất tài hoa, không hề giống một nha hoàn. Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng nhiều, lập tức đáp lời. Hóa ra nha hoàn kia tên là Thúy Ngọc, chỉ là Lục Lâm Thiên có cảm giác nha hoàn này không giống như nha hoàn bình thường. Xem ra đệ cũng nhìn ra, nhưng mà tài hoa của đệ dường như còn muốn hơn nàng, chỉ cần mấy câu, giang hồ thúc dục, tàn viên đoạn bích, binh đao khói lửa, chờ ai cuồng dại. Không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt không người lắng nghe, của đệ ngày hôm qua đã khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, nhẹ nhàng nói. Đệ chỉ nhất thời hứng lên, há miệng nói bừa mà thôi, cũng không coi là tài hoa gì được. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Lâm Thiên, đệ có suy nghĩ qua về tương lai của mình và tam thẩm không? Lục Vô Song khẽ nói. Tỷ cảm thấy đệ có thể có tương lai gì sao? Lục Lâm Thiên cười khẽ hỏi lại. Từ biểu hiện của đệ ngày hôm qua ta biết rõ đệ không cam lòng tiếp tục cuộc sống như vậy, chỉ là đệ không có cách nào trở thành vũ giả cùng linh giả. Lâm Thiên, nếu sau này có việc gì cần ta hỗ trợ cứ việc đến tìm ta. Lục Vô Song chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói. Vô Song tỷ, ta quả thật có một việc gấp không biết tỷ có thể giúp ta không? Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói, vẻ mặt mang theo vài phần khó xử. Nói đi, nếu có thể giúp ta nhất định không chối từ. Lục Vô Song nói, ta muốn mượn kim tệ, số lượng không ít, tầm 20 kim tệ. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng có chút xấu hổ, qua hai kiếp làm người đây chính là lần đầu tiên hắn tìm một nữ nhân để vay tiền a. Ở trong thâm tâm, Lục Lâm Thiên vẫn là người theo chủ nghĩa nam tử Hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, phải mở miệng vay tiền một nữ nhân quả là chuyện đáng hổ thẹn. 20 kim tệ, số tiền này không nhiều lắm nhưng cũng không ít, để có thể nói cho ta biết để cần số kim tệ này vì mục đích gì không? Lục Vô Song dò hỏi. Sau này đệ sẽ nói cho tỷ biết, tạm thời bây giờ vẫn không thể nói. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Ở đây có 50 kim tệ, ta tin tưởng đệ, nếu không đủ dùng cứ nói với ta. Lục Vô Song nói, đồng thời đưa cho Lục Lâm Thiên một túi tiền vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm mát, bên trong có 50 kim tệ. Cảm ơn Vô Song tỷ. Thấy kim tệ, Lục Lâm Thiên cũng không làm ra vẻ, lập tức nhận lấy, trong lòng âm thầm thề. Một nhân tình này sau này mình sẽ trả lại gấp vạn lần. Ta đi trước, có việc nhớ đến tìm ta. Lục Vô Song nói xong liền đứng dậy rời đi, vừa đi khỏi trong lòng nàng chợt hốt hoảng. Từ ngay hôm qua, nàng đã nhận ra Lục Lâm Thiên có điểm khác thường, vậy nên hôm nay mới cố ý đến đây. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi nàng cảm nhận được lục đệ mà nàng nhìn thấy từ bé đến lớn dường như đang thay đổi. Giác quan thứ 6 mách bảo nàng, đường đệ xưa nay trung thực. Luôn chịu uất ức trong lúc bất giác đã xảy ra sự thay đổi, dường như nhiều thêm vài phần khí chất. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, 50 kim tệ, phiền toái gì cũng có thể giải quyết. Lục Lâm Thiên nhìn 50 kim tệ trong tay lẩm bẩm nói. Công tử, đồ ngươi ăn thật phong phú a, mất công ta mang bữa sáng đến cho ngươi. Không biết Lục Tiểu Bạch đã xuất hiện trong đình viện từ khi nào, hắn nhìn thấy mỹ thực trên bàn thì nhanh chóng ném bữa sáng trên tay sang một bên. Xông vào ăn như hổ đói. Ăn nhanh đi, ăn xong thì cùng ta ra ngoài một chuyến. Lục Lâm Thiên nói. Đi đâu a? Ta là người hầu cấp thấp làm sao có thể tùy tiện ra ngoài được. Lục Tiểu Bạch nhồm nhòm nói. Sợ cái gì, đi lối cửa sau, sẽ không ai biết đâu. Lục Lâm Thiên nói. Được, ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Ngay sau đó hai người theo lối cửa sau của Lục gia ra ngoài. Nhìn thấy Nam Thúc ở cửa sau, Lục Lâm Thiên không khỏi đắc ý hừ khẽ một tiếng,
tựa như muốn nói bây giờ ta đi mua dược liệu. Đi trên đường lớn, dựa theo trí nhớ trong đầu, đối với Trấn Thanh Vân Lục Lâm Thiên cũng khá quen thuộc, Trấn Thanh Vân này cũng không nhỏ. Lục Lâm Thiên cùng Lục Tiểu Bạch thả chậm tốc độ đi trên đường như thể đang đi dạo. Nhìn hai bên đường, những đồ vật mới lạ hấp dẫn của dị thế khiến Lục Lâm Thiên không khỏi mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên hắn đi dạo phố từ khi đến Đại Lục Linh Vũ. Đi qua mấy con đường, Lục Lâm Thiên cũng không quên nhiệm vụ chính của mình, muốn mua những thứ Nam Thúc đã viết trên giấy thì phải đến cửa hàng chuyên dụng mới có, những dược liệu để luyện đan dược không phải cửa hàng bình thường có thể bán. Dựa theo hiểu biết của Lục Lâm Thiên, những cửa hàng có thể bán dược liệu trong Trấn Thanh Vân rất hiếm, hầu hết đều là cửa hàng của các gia tộc, mà Lục gia cũng là một trong số đó. Sau đi xuyên qua mấy con đường, tiến vào một ngõ nhỏ đi tiếp đến một lối ra khác, đây chính là nơi mà linh giả và vũ giả tụ tập. Nếu cẩn thận quan sát, chỉ cần ánh mắt thật tốt có thể nhìn thấy một vài linh giả trà trộn bên trong. Đây là một con đường rộng lớn, trên đường kẻ qua người lại hối hả, nhưng cũng náo nhiệt vô cùng, qua sát cửa hàng hai bên đường có thể dễ dàng nhận thấy đây đều là những cửa hàng bán dược liệu, binh khí và đan dược. Những cửa hàng trên con đường này xa hoa hơn rất nhiều so với cửa hàng ở con phố bên cạnh, ra vào con đường này chủ yếu là linh giả và vũ giả, người bình thường rất hiếm khi xuất hiện ở đây. Trong những cửa hàng này, chỉ cần tùy tiện lấy ra một loại dược liệu cũng có giá trị bằng lương thực một gia đình bình thường 5 miệng ăn dùng trong nửa năm. Trên đường, Lục Lâm Thiên đứng từ xa nhìn đã có thể thấy một cửa hàng bán dược liệu của Lục gia. Cửa hàng được bài trí vô cùng xa hoa, tại cửa ra vào còn có hai tộc nhân cấp bậc vũ đồ đứng canh gác. Cửa hàng này của Lục gia chắc chắn cũng có những dược liệu hắn cần nhưng Lục Lâm Thiên sẽ không vào đó, hắn chăm chú quan sát hai bên đường. Thiên Bảo Môn. Lục Lâm Thiên nhìn thấy tấm biển Thiên Bảo Môn, trong trí nhớ của hắn, đây dường như là hiệu buôn của Độc Cô gia, cũng là một trong số những hiệu buôn lớn nhất Trấn Thanh Vân. Không hề do dự, Lục Lâm Thiên trực tiếp đi vào Thiên Bảo Môn, hiệu buôn này lớn như vậy, những thứ mình cần mua chắc chắn sẽ có đủ. Công tử, người đang làm gì vậy? Chúng ta vào Thiên Bảo Môn làm gì? Lục Tiểu Bạch rụt rè đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Người tiến vào Thiên Bảo Môn không phải vũ giả thì cũng là linh giả, một người hầu cấp thấp như hắn còn chưa từng được đi vào nơi xa hoa như thế này. Vị thiếu gia này, ngài muốn mua thứ gì sao? Ngay lúc Lục Lâm Thiên đi qua cửa lớn Thiên Bảo Môn thì một giọng nói từ phía sau truyền đến. Nghe âm thanh Lục Lâm Thiên quay lại thì thấy hai đại hán ăn mặc giống nhau, mà người vừa nói dường như là đại hán bên trái. Hai đại hán này nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng tôn kính. Thật ra là do hôm nay ra ngoài Lục Lâm Thiên mặc vào bộ y phục mà Lục Vô Song cho hắn, hơn nữa còn có Lục Tiểu Bạch đi theo, vậy nên khi người ngoài nhìn vào thì vừa vặn thấy một chủ một tớ, Lục Lâm Thiên cũng vô tình trở thành thiếu gia. Ta muốn mua một số dược liệu luyện đan. Lục Lâm Thiên nói. Bên này, xin mời. Một đại hán lập tức cung kính dẫn Lục Lâm Thiên và Lục Tiểu Bạch đi về phía trước. Lục Tiểu Bạch ngơ ngác theo sau. Nhìn kiến trúc xa hoa trong Thiên Bảo Môn mà nói không ra lời. Lục Lâm Thiên bình tĩnh đánh giá Thiên Bảo Môn, diện tích của cửa hàng này đúng là không nhỏ, chỉ sợ phải lên đến hơn ngàn thước vuông, đồ vật trưng bày bên trong muôn màu muôn sắc, nhìn bên trên, Lục Lâm Thiên có thể nhận ra một số binh khí, áo giáp. Đều là đồ vật mà vũ giả, linh giả sở hữu. Hôm nay trong Thiên Bảo Môn cũng có khoảng chục vũ giả đang lựa chọn vật phẩm. Chính là chỗ này, vũ chấp sự. Vị thiếu gia này muốn chế đan dược liệu, người đón tiếp đi. Đi qua mấy quầy hàng thật dài, người dẫn đường để Lục Lâm Thiên với một lão già khoảng 50 tuổi, sau đó lui xuống. Vị thiếu gia này, cần mua dược liệu phải không? Vũ chấp sự là một lão già mặc trường bào, trong mắt lóe ra vài phần khôn khéo, chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lấy như trên đơn, đưa cho ta hai phần như nhau. Lục Lâm Thiên nói, vốn là muốn mua một phần. Nhưng là bây giờ có 50 kim tệ, thừa để mua hai phần, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có một số những thứ ý tưởng khác. Được, xin thiếu gia chờ chút, ta đi đưa cho dược sĩ. Vũ chấp sự nói, chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên cũng có chút hít ngạc nhiên, mua chế đan dược liệu, có lẽ thiếu niên này là linh giả, không khỏi làm hắn càng thêm khách khí. Được, Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, sau đó tựa vào quầy hàng, chú ý nhìn vào tấm cửa hiệu. Công tử. Người mua luyện chế đan dược liệu để làm gì, người lấy ở đâu ra kim tệ, nghe nói những dược liệu này cũng rất đắt tiền.
Lục Tiểu Bạch nhỏ giọng căng thẳng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi lo cái gì, ta có bắt ngươi phải trả kim tệ đâu. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn hơi trách về phía cửa, một hình dáng quen thuộc xuất hiện, không phải là ai khác, chính là Độc Cô Băng Lan tiểu thư đi cùng nha hoàn Thúy Ngọc. Xin chào tiểu thư. Hai thiếu nữ chậm rãi đi vào Thiên Bảo Môn, tất cả nhân viên đều xếp hàng tôn kính hành lễ, sau đó hai thiếu nữ đưa ánh mắt hướng về phía Lục Lâm Thiên. Gặp lại Độc Cô tiểu thư, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng là nhìn thoáng qua Độc Cô tiểu thư, dung mạo cũng không tệ, vẻ mặt cũng có nét thông minh. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu chào hỏi sau đó rời ánh mắt nhìn nơi khác, nhưng thực ra hắn lại đang chăm chú nhìn nha hoàn Thúy Ngọc. Hai nữ thần sắc tựa như cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó hai thiếu nữ cúi đầu nhẹ rồi nói. Lục thiếu gia, không nghĩ người cũng tới Thiên Bảo Môn. Một lát sau, Độc Cô Băng Lan tiến tới gần Lục Lâm Thiên, một luồng khí nhẹ nhàng như u hương chuyển đến, người của Thiên Bảo Môn nhìn Lục Lâm Thiên cùng Độc Cô tiểu thư cũng có vẻ quen biết, cũng có chút ngạc nhiên. Lúc này ở sau lưng Lục Lâm Thiên là Lục Tiểu Bạch, nhìn thấy Độc Cô tiểu thư đi vào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Nghe lời nói của Độc Cô tiểu thư, hắn thấy tiểu thư cũng quen biết với Lục Lâm Thiên, tại sao lại thế, nhưng hắn không biết có chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng, khó trách hôm qua gọi công tử đi xem Độc Cô tiểu thư, công tử không có hứng thú xem đây, hóa ra sớm đã quen bài hết nhau rồi. Gặp Độc Cô tiểu thư thật là trùng hợp, ta cũng đang mua một ít luyện chế đan dược liệu. Không nghĩ tới còn có thể gặp Độc Cô tiểu thư, thật là vinh hạnh. Lục Lâm Thiên nói. Thật kỳ quái, vì sao Lục thiếu gia không đến tiệm buôn của nhà mình để mua dược liệu? Độc Cô tiểu thư hơi chút mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nụ cười nhưng càng thêm tăng thêm vài phần mỹ mạo. Chẳng lẽ ta muốn mua dược liệu, Độc Cô tiểu thư cũng không bán cho sao? Ha ha ha. Lục Lâm Thiên hơi chút mỉm cười. Tất nhiên là không phải vậy, rất hoan nghênh thiếu gia đến a. Độc Cô tiểu thư cười làm lành một tiếng, lần nữa nói. Lục thiếu gia mua luyện chế đan dược dược liệu, chẳng lẽ Lục thiếu gia là linh giả? Cái này, vị thiếu gia này, dược liệu của ngài cần có rồi đây. Đúng lúc này, Vũ chấp sự mang theo hai bao nhỏ đựng vật giao cho Lục Lâm Thiên. Xin chào tiểu thư. Vũ chấp sự gặp Độc Cô Băng Lan, lập tức hành lễ nói. Thanh toán. Lục Lâm Thiên nhận dược liệu rồi giao cho Lục Tiểu Bạch. Thiếu gia, tổng cộng là 38 kim tệ. Vũ chấp sự nói. Vũ chấp sự, chỉ lấy của Lục thiếu gia 80%, về sau Lục thiếu gia chính là khách quý ở đây, ngươi nên tiếp đãi cẩn thận. Độc Cô Băng Lan nhẹ nói. Dạ, thưa tiểu thư. Vũ chấp sự tôn kính đáp, sau đó hướng Lục Lâm Thiên nói. Hóa ra Lục thiếu gia và tiểu thư là bằng hữu, vậy 30 kim tệ được rồi. Đa tạ Độc Cô tiểu thư. Lục Lâm Thiên nhìn hướng Độc Cô Băng Lan gật đầu cười, sau đó móc trong túi ra 30 kim tệ giao cho Vũ chấp sự, tiết kiệm được 8 kim tệ, đỡ tốn tiền của mình, Lục Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không khách khí. Lục thiếu gia, đây là lệnh bài khách quý của Thiên Bảo Môn, hãy cầm lấy, lần sau mà ngài cần mua dược liệu gì chỉ cần đưa lệnh bài này ra thì nhất định sẽ ưu đãi cho ngài, hơn nữa nếu thiếu gia có dược liệu gì muốn bán thì Thiên Bảo Môn sẽ lấy với giá cao nhất. Độc Cô Băng Lan tiểu thư từ trong tay lấy ra một cái ngọc bài, mặt trên có ghi ba chữ Thiên Bảo Môn, đưa cho Lục Lâm Thiên. Xin đa tạ lần nữa. Lục Lâm Thiên không khách khí, nhận lấy lệnh bài, đây cũng không phải là tính cách của mình. Về phần Độc Cô Băng Lan, tại sao lại đối với mình như vậy, mặc dù Lục Lâm Thiên trong lòng có một chút hoài nghi, nhưng cũng không có để ý tới. Có câu châm ngôn rất hay, cái gọi là vô sự ân cần, không phải loại gian xảo, thì cũng là đạo trích. Bây giờ trên thân mình không có cái gì là đáng giá để Độc Cô tiểu thư ăn trộm, vấn đề này, đối với Lục Lâm Thiên cũng không quan trọng, trong lòng nghĩ vậy, hắn liền nở một nụ cười tà. Cáo từ trước. Sau đó Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, đi ra ngoài, đi qua nha hoàn Thúy Ngọc, cũng khẽ gật đầu thi lễ, sau đó liền rời đi. Công tử, người lấy ở đâu ra kim tệ thế, làm sao người lại quen biết với Độc Cô tiểu thư nữa? Đi ra khỏi Thiên Bảo Môn. Lục Tiểu Bạch hướng Lục Lâm Thiên truy hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, mau trở về thôi, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào rằng ta mua dược tài. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu thư, người kia là ai, tựa như là không có chỗ gì đặc biệt, có phải là đã quá coi trọng không? Khi Lục Lâm Thiên đi rồi, trong đôi mắt Vũ chấp sự lộ ra vài tia sáng lấp lánh hướng tới Độc Cô Băng Lan nói.
Người này không đơn giản, người phái người đi điều tra kỹ càng lai lịch người này một chút. Độc Cô Băng Lan nói xong liền cùng nha hoàn Thúy Ngọc rời khỏi Thiên Bảo Môn. Đi qua vài con đường, Lục Lâm Thiên cùng Lục Tiểu Bạch đi thẳng về nhà, lặng lẽ theo cửa sau Lục ra mà vào, ra ngoài cho tới trưa, cũng không người nào biết, dù sao, một nô bộc cấp thấp cùng một củi mục thiếu gia, cũng không ai muốn để ý tới hai người này. Tiểu tử này, đúng là có chút bổn sự. Ở cửa sau, cách Lục Lâm Thiên một khoảng, lão bộc nhìn hai bao vật trong tay Lục Tiểu Bạch, thần sắc nhẹ nói thầm. Buổi chiều, Lục Lâm Thiên cùng Lục Tiểu Bạch cùng có mặt ở Lục gia, sau đó ngay lập tức trở về, mùa đông lạnh như này cũng không có nhiều việc để làm. Màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm chuẩn bị, ngay lập tức đến mật thất của phòng chứa củi Nam Thúc cũng đã sớm đến mật thất. Nam Thúc, dược liệu ngươi muốn, con đã mua đủ rồi. Nhìn thấy Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đắc ý cười. Ngươi mua hai phần để làm gì? Mở ra dược liệu, lão bộc Nam Thúc hướng Lục Lâm Thiên hỏi. Con sợ lần đầu luyện chế thất bại, nên mua hơn một phần, nếu thành công, cũng còn một phần dược liệu nữa để luyện chế thêm một khỏa đan dược. Lục Lâm Thiên nói, đan dược này hẳn đắt tiền hơn so với dược liệu nhiều lần, đến lúc đó mình đem đi bán, cũng có thể lợi nhuận một chút. Có ta ở đây, nếu ngươi luyện chế đan dược nhất phẩm thất bại như lời ngươi nói, vậy thì ngươi cũng thuộc loại bỏ đi rồi. Người lão bộc Nam Thúc chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cũng luyện tập khai sơn trưởng được mấy ngày, thi triển một chút, để ta xem thế nào. Vâng. Lục Lâm Thiên ngưng nụ cười, khai sơn trưởng mình cũng tu luyện mấy ngày, tự nhận là coi như có một chút thành tựu, hắn liền phân phối công lực, vận chuyển khẩu quyết, hai tay biến hóa một đường có chút huyền ảo của thủ ấn. Lập tức song trường, một đạo khí mơ hồ xuất hiện cuộn sóng, lay động. Suy, một tiếng động nhẹ vang lên, Lục Lâm Thiên tung một trường bổ vào tường đá trong mật thất, đột nhiên tường đá run lên, một mảng bụi bặm rơi xuống. Lục Lâm Thiên thấy chính mình còn có chút ít ngạc nhiên, không nghĩ tới trường của mình đánh ra lại có uy lực lớn đến vậy, nếu trường này đánh vào một con trâu, phỏng chừng mình có thể đánh bay nó ra ngoài. Coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu nhưng vẫn chưa đạt đến lực lượng mà Khai Sơn Trưởng có. Nhớ kỹ, Khai Sơn Trưởng có thể phá núi, càng đánh lực càng lớn, chân cùng hông phối hợp, vận dụng chân khí trong đan điền toàn lực đánh ra, như vậy mới có thể đạt được uy lực lớn nhất. Nam Thúc nói. Vâng, Nam Thúc. Lục Lâm Thiên gật đầu. Tốt rồi, bây giờ dạy ngươi luyện đan dược. Nam Thúc nói xong, ống tay áo nhẹ nhàng hất lên. Đột nhiên một đại đỉnh ba chân cao gần một thước bay ra. Phía trên đại đỉnh này tràn ngập màu xanh hồng, mang theo khí tức linh dược nồng đậm, xung quanh khắc vô số đồ án, đặc biệt nhất chính là đồ án một đầu hỏa long đang uốn mình xoay quanh đỉnh. Trên miệng hỏa long có một lỗ hổng lớn chừng miệng bát, trên đại đỉnh còn có một cái nắp hình tròn. Đại đỉnh mang theo khí tức rất cổ xưa. Đây gọi là hỏa long đỉnh, từ nay về sau tặng cho ngươi, hãy nhớ không thể để người ngoài nhìn thấy nó. Bằng không linh tướng, linh suất cũng không tha cho ngươi. Hỏa long đỉnh này có chút ảo diệu, đối với một người mới học luyện chế đan dược như ngươi sẽ giúp ích rất nhiều. Nam Thúc nói. Đa tạ Nam Thúc. Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi, bất kể thứ gì Nam Thúc bỏ ra đều là bảo bối. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn có một ý nghĩ, mình cố thu thập thật nhiều bảo bối trên người Nam Thúc, sau này hẳn sẽ rất có ích, cho dù cầm đi bán cũng có thể kiếm được bội tiền. Tất nhiên suy nghĩ này Lục Lâm Thiên không thể để Nam Thúc biết, bằng không Nam Thúc sẽ lột ra hắn. Nam Thúc, người có cho ta thì ta cũng không mang theo được a, vừa rồi người lấy nó ra như thế nào vậy? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói với Nam Thúc, hắn có chút nóng lòng đi đến bên cạnh hỏa long đỉnh, xoay người ôm thử một cái, đỉnh này nặng ít nhất 200 cân a. Biết rõ ngươi sẽ nói vậy mà. Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó móc ra một chiếc nhẫn ném cho hắn. Đây là chữ vật giới chỉ, nhỏ máu của ngươi lên rồi đeo lên ngón tay, nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể, khi ngươi cần chỉ cần điều động chân khí hoặc linh khí đều có thể mở được không gian bên trong để sử dụng. Nam Thúc nói xong liền tiếp lời. Vật này cũng không được để lộ trước mặt người ngoài, nếu đợi upsilon.ng phải người có lòng dạ bất chính thì chỉ rước lấy họa sát thân mà thôi. Chữ vật giới chỉ như thế này trên đại lục cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Tuy không phải vật vô cùng quý báu nhưng lại huyền ảo, có thể dung nhập vào trong cơ thể. Một cái, cho dù cả Lục gia cũng không đổi được. Giá trị như vậy sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, chỉ một chiếc nhẫn chữ vật mà giá trị còn hơn cả Lục gia.
trên người Nam Thúc quả nhiên toàn bảo vật a. Lục Lâm Thiên vội vàng nhận lấy giới chỉ chữ vật, cắt đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên giới chỉ, sau đó lập tức mang lên ngón vô danh, chỉ trong khoảnh khắc giới chỉ quả thật dung nhập vào ngón tay của hắn. Ngươi có thể dùng linh lực kiểm tra bên trong giới chỉ, sau này có vật gì quan trọng có thể thu vào trong đó, nhưng mà, phải nhớ, giới chỉ này không cất được vật sống. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên thi triển linh lực, ngay sau đó giới chỉ chữ vật xuất hiện trên ngón vô danh, đồng thời một không gian chữ vật gần 100 mét vuông xuất hiện trong đầu hắn. Bảo vật ạ, ta phát tài rồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, vận may của mình bộc phát rồi. Nếu không gặp được người như Nam Thúc thì mình làm sao có được bảo vật như thế này. Một cái chữ vật giới chỉ có giá trị hơn cả Lục gia, nghĩ đến trên tay mình mang theo gia sản còn hơn cả Lục gia, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi lâng lâng. Sững sờ cái gì, nghĩ rằng nó rất đáng tiền sao? Đúng là không có tiền đồ. Nam Thúc đảo cặp mắt trắng dã liếc Lục Lâm Thiên nói. Tại trấn Thanh Vân này Lục gia xem như có chút địa vị, nhưng trên đại lục Linh Vũ thì một cọng lông cũng không bằng. Ngươi mặc dù không phải đồ đệ của ta nhưng ánh mắt cũng phải cao một chút, đừng để lão tử mất mặt. Con biết rồi Nam Thúc. Lục Lâm Thiên đang lâng lâng thì bị lời của Nam Thúc dội cho một gáo nước lạnh. Xem ra mình cùng Nam Thúc quả là không cùng đẳng cấp, sau này có cơ hội nhất định phải ra ngoài nhìn xem sao. Được rồi, ngươi làm quen với Hỏa Long đỉnh trước đi, lát nữa sẽ chuẩn bị luyện đan dược. Nam Thúc nói, ý bảo Lục Lâm Thiên làm quen với đại đỉnh. Lục Lâm Thiên đến gần Hỏa Long đỉnh cẩn thận vuốt ve dò xét. Đại đỉnh này được chế tác vô cùng tinh mỹ, dường như là đồ vật có từ rất lâu đời, nhẹ nhàng vuốt ve, trong đỉnh liền phát ra những âm thanh ông ông rất nhỏ. Dùng linh khí của ngươi rót vào trong miệng Hỏa Long có thể xuất hiện ngọn lửa, ngươi thử xem. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy liền định thần, ngay sau đó một cỗ linh khí đột nhiên rót vào trong miệng Hỏa Long. Vù vù. Lập tức, trên Hỏa Long đỉnh có ngọn lửa xanh hồng phun ra. Chậm một chút, nếu đang luyện chế đan dược thì nhất định sẽ bị ngươi phá hủy hết rồi. Nam Thúc vội nói. Lần đầu tiên đã ngưng tụ ra ngọn lửa, cũng không tệ. Bây giờ bắt đầu, ta dạy ngươi luyện chế đan dược, hãy dùng tâm ghi nhớ. Lục Lâm Thiên cũng không ngờ mình vừa rót linh khí vào đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghe lời Nam Thúc nói hắn lập tức gật đầu. Nam Thúc lại tiếp tục giảng giải. Bây giờ ta dạy ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược, quán đính đan, có thể giúp vũ đồ đề cao một chút tu vi. Mở nắp đỉnh, đem tam tinh thảo, ngũ diệp liên bỏ vào Hỏa Long đỉnh, khống chế linh lực làm lửa nhỏ đi. Nên nhớ. Ngọn lửa quá nhỏ sẽ không thể luyện hóa, ngọn lửa quá lớn sẽ làm mất đi bản chất của dược liệu, bước này chỉ là đem tạp chất có trong dược liệu loại bỏ thôi. Không nên gấp, ổn định, khống chế linh lực bằng không, nếu linh lực tiêu hao hết thì cũng không thể luyện chế được đan dược. Lại cho một cây hoạt khí thảo, một phần ngưng lộ tán. Không có cách nào dùng mắt thường nhìn được tình huống bên trong đỉnh, ngươi hãy dùng linh lực của ngươi để cảm nhận. Nam Thúc tiếp tục nói. Lục Lâm Thiên bắt đầu dùng linh lực theo dõi tình hình bên trong Hỏa Long đỉnh, việc luyện chế đan dược khiến tâm tình hắn có chút phức tạp, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Dưới sự chỉ đạo của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên dần dần tiến vào trạng thái luyện chế, Nam Thúc đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Coi chừng, giữ vững. Nam Thúc đột nhiên quát. Nội tâm Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, hắn khống chế linh lực gặp bất ổn, ngọn lửa xung quanh Hỏa Long đỉnh đột nhiên bùng lên. Lục Lâm Thiên vội vàng khống chế ngọn lửa, trong lòng lại hoảng sợ không thôi, việc khống chế linh lực này nhìn qua thì đơn giản nhưng chỉ khi bắt đầu vận dụng mới biết khó khăn cỡ nào. Cảnh giác vào, ổn định lại bản thân. Nam Thúc tiếp tục nói. Trong mật thất, ngọn lửa từ Long Hỏa đỉnh ánh lên trên tường đá, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, nhiệt độ trong mật thất cũng vì vậy mà tăng cao, làm Lục Lâm Thiên bắt đầu vã mồ hôi. Một canh giờ sau. Lục Lâm Thiên cảm thấy linh khí trong đầu mình giảm đi một cách nhanh chóng, luyện chế đan dược quả là một công việc đốt linh lực. Mà lúc này, tất cả dược liệu đã được luyện chế thành linh dịch, Lục Lâm Thiên đã có cảm giác mình không thể cầm cự thêm nữa. Được rồi, nghỉ ngơi một chút trước. Đúng lúc Lục Lâm Thiên muốn nói mình không thể tiếp tục được nữa thì âm thanh của Nam Thúc đã vang bên tai hắn. Lục Lâm Thiên lập tức ngừng rót linh lực vào miệng Hỏa Long, hắn thở phì phò như vừa bị rút hết sức lực. Toàn thân đều không muốn nhúc nhích. Nhanh điều tức đi, bây giờ điều tức đối với linh lực của ngươi sẽ có lợi rất lớn.
Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên cũng không hề có chút khách khí. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên uể oải bò dậy, sau đó bắt đầu điều tức, khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, đột nhiên trong óc có một tia sáng ngời sáng lóa xuất hiện, sau đó linh lực tại từ từ khôi phục, âm dương linh vũ quyết mặc dù là tốc độ tu luyện bình thường rất chậm, nhưng không ảnh hưởng tới tốc độ khôi phục điều tức. Nhìn Lục Lâm Thiên nhắm mắt điều tức, trong thần sắc Nam Thúc lập tức thu hồi thần sắc nghiêm túc, lộ ra một ánh mắt hiền lành an ủi. Hai giờ sau đó, Lục Lâm Thiên từ từ mở mắt ra, toàn thân thấp thỏm, nhức mỏi, rồi cơn mệt mỏi cũng vụt biến mất, giờ hắn cảm thấy như mạnh như rồng như hổ, đồng thời linh lực trong người như nhiều hơn so với trước, tựa như là có sự tiến bộ lớn, toàn thân cũng chợt thoải mái hẳn lên. Điều tức được rồi, vậy tiếp tục đi. Nam Thúc nói. Dạ. Lục Lâm Thiên đáp, khoanh hai bàn tay, xương cốt và các đốt ngón tay tạo ra một loại tiếng vang rồi lắc đầu một cái, một lúc sau trong Hỏa Long đỉnh, một luồng linh khí theo cửa Hỏa Long thổi vào, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Bây giờ ngươi cần phải đem những dược lực này hội nhập thành đan. Hiện tại, ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu không đan dược này sẽ bị phá hủy. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên bắt đầu dùng linh lực dung hợp những thứ đã luyện hóa và linh dịch lại với nhau, sau đó khống chế ngọn lửa xanh hồng, còn linh dịch cũng từ từ dung hợp. Khống chế tốt, bước này là bước khó khăn nhất, các dược liệu ở trong ngươi cũng có chút tính kháng cự, một sai lầm có thể dẫn đến hủy hoại toàn bộ dược liệu. Lục Lâm Thiên không dám chủ quan một chút nào, đối với việc luyện chế đan dược thì hắn cũng đã sớm biết tác hại khi phạm phải sai lầm, nên hoàn toàn chú tâm, Nam Thúc lại tiếp tục chỉ đạo. Mặc dù có hơi luống cuống tay chân, nhưng cũng có thể đối phó được. Lại một giờ sau, Hỏa Long đỉnh bắt đầu có một số biến hóa, một ít linh dược khí tức bị khuếch tán ra, linh dược khí tức này rất là nồng nặc khiến cho tinh thần Lục Lâm Thiên khá là khó chịu. Keng! Nắp đỉnh mở ra, với một luồng khí linh dược nồng đậm khuếch tán ra, một đám lửa màu xanh hồng vây quanh một khỏa đan dược màu vàng. Thần sắc Nam Thúc hiện dáng vẻ tươi cười. Sau đó bắn ra một đường ánh sáng xung quanh viên đan dược màu vàng đó rồi thu về tay. Chăm chú nhìn viên đan dược và nói. Chất lượng của đan dược xem như tạm được, nhưng đây là lần đầu tiên chính tay ngươi luyện chế đan dược, nên có thể được coi là rất tốt. Đỡ lấy này, hãy ăn vào rồi tiếp tục điều tức, một khỏa đan dược quán đính đan có thể giúp ngươi đạt tới giai đoạn vũ đồ tam trọng. Lục Lâm Thiên nghe nói đan dược này chỉ tạm được mà thôi. Trong lòng còn có chút buồn bực vì không biết tại Nam Thúc lại coi nó là tạm được. Trong khi đó, đối với nhiều người, nó hầu như là hoàn hảo. Chỉ tăng lên được hai trọng. Lục Lâm Thiên sững sờ, âm dương linh vũ quyết, thật đúng là đốt tiền mà. Còn chưa hài lòng sao, người phải biết rằng người bình thường tu luyện mất khoảng một năm cũng là khó mà thành công. Nam Thúc nói, mặc dù là đốt tiền, nhưng lợi nhiều hơn hại. Lục Lâm Thiên vừa mới luyện chế thành công đan dược, trong lòng cũng có chút xúc động, sau này coi như mình đã là một linh giả chính thức. Bắt đầu từ ngày mai, người sẽ mất khoảng một tháng huấn luyện đặc biệt, người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ta đi trước, sau khi người điều tức xong hãy đi về. Nói xong, Nam Thúc liền rời đi. Huấn luyện đặc biệt, huấn luyện cái gì vậy? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, sau đó khoanh chân ngồi, há miệng ăn quán đính đan rồi bắt đầu điều tức. Khi vừa nuốt quán đính đan vào, nó đột nhiên biến thành một luồng nhiệt ấm tan vào trong toàn kinh mạch Lục Lâm Thiên, sau đó hóa thành một luồng chân khí chảy vào trong đan điền. Lục Lâm Thiên cảm thấy trong kinh mạch có chút ít chân khí di chuyển xuống, toàn thân vô cùng thoải mái. Nhưng kinh mạch với chân khí cũng xuất hiện cảm giác bành trướng, thỉnh thoảng lại đem đến chút đau đớn. Thời gian trì hoãn đã qua, Lục Lâm Thiên cảm giác linh khí trong mình được khôi phục cấp tốc, linh khí cùng thể chất của hắn đang dần phát triển. Đang không ngừng mở rộng mạnh mẽ và giữ vững được sức mạnh. Một lúc sau, tính toán thời gian không còn nhiều lắm, Lục Lâm Thiên cảm thấy một khỏa quán đính đan dược lực đã được luyện hóa hết trong cơ thể mình, bây giờ chân khí của hắn cũng phải thuộc tầng vũ đồ tam trọng. Thật đúng là nhanh quá. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, luyện hóa một khỏa quán đính đan lập tức tăng lên hai trọng, tốc độ như này quả là bía y thái, chẳng qua là đốt tiền một chút. Đề cao hai trọng ở cảnh giới vũ đồ cần một khỏa quán đính đan, còn vũ sĩ, thậm chí là vũ sư sợ là sẽ tiêu hao gấp mấy lần. Phải trở về thôi, chuẩn bị còn phải huấn luyện nữa. Lục Lâm Thiên nói, sau đó đứng dậy, rót linh khí vào chữ vật giới chỉ cùng với Hỏa Long đỉnh,
Đây điều này làm Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hết sức, đại lục linh vũ thật đúng là kỳ lạ, về sau, không chừng còn có càng thêm nhiều điều kỳ lạ sẽ xuất hiện. Thu dọn đồ đạc, Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất, tiến thẳng đến đình viện, quay lại gian phòng chờ đợi hừng đông. Trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên căn bản là cũng chẳng cần ngủ. Vào lúc hừng đông, Lục Tiểu Bạch là đến trong đình viện đúng giờ. Lục Lâm Thiên nghĩ về việc còn hơn một tháng là cuối năm, mọi người ở Lục gia phải tế tổ và quét dọn sạch sẽ toàn phần mộ của Lục gia, đặc biệt là tiền viện thì càng phải sạch sẽ, rực rỡ hẳn lên mới được. Có thể là bởi vì Lục Lâm Thiên là một vị thiếu gia, nên không phải vào trong tiền viện quét dọn, cũng chẳng có ai sai bảo, nên cảm thấy rất thoải mái. Sau khi Lục Tiểu Bạch rời đi, La Lan thì cũng về phòng giặt quần áo, Lục Lâm Thiên cũng không nói chuyện nhiều với những người khác, dù sao thì cũng chẳng ai thèm để ý tới hắn. Trong thời gian rảnh này, còn có một phần quán đính đan dược liệu, nên hắn quyết định luyện chế đan dược, rồi sau đó đem quán đính đan đi bán, rồi lại mua dược liệu về, tiếp tục luyện chế, chỉ có thế này, mới có thể duy trì chút kinh phí mua sắm dược liệu. Nếu không, đến cảnh giới vũ sĩ, vũ sư, mình chỉ sợ là không mua nổi linh dược nữa rồi, còn về phần yêu đan cùng linh đan bây giờ thì cũng không phải suy nghĩ. Trên người Lục Lâm Thiên chắc chỉ có Hỏa Long đỉnh còn đáng giá, hắn nghĩ thầm nếu bán đi, nhất định là có thể đổi lấy không ít yêu đan linh đan, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nếu mà Nam Thúc biết, không chừng sẽ giết hắn ngay lập tức, Lục Lâm Thiên trong lòng cũng thấy cảm khái không thôi. Sau đó, Lục Lâm Thiên lấy Hỏa Long đỉnh ở trong chữ vật giới chỉ ra, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế quán đính đan, cũng may gian phòng khá lớn, cũng không có vật gì khác, cũng đủ luyện chế đan dược. Lúc này, Lục Lâm Thiên khẩn trương hơn lần thứ nhất, nhưng lần trước là có Nam Thúc ở đây bên cạnh kiểm soát, lúc này thì hắn đành phải hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Hít sâu, Lục Lâm Thiên lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một phần quán đính đan dược, rót linh khí vào bên trong Hỏa Long đỉnh, sau đó bên trong Hỏa Long đỉnh nhanh chóng đã xuất hiện một ngọn lửa xanh hồng. Dựa theo trình tự hôm qua, Lục Lâm Thiên bắt đầu đem Tam Tinh Thảo, Ngũ Diệp Liên cho vào bên trong Hỏa Long đỉnh luyện hóa, không một chút chủ quan. Sau đó linh khí trong người Lục Lâm Thiên bắt đầu tiêu tan, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục đưa những dược liệu khác vào, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nóng lên, Lục Lâm Thiên lần nữa lại đổ mồ hôi đầm đìa. Khống chế được linh khí, trong quá trình luyện hóa dược liệu đã xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, làm Lục Lâm Thiên đổ mồ hôi lạnh, may mắn là vận khí tốt, xem như hữu kinh vô hiểm. 2 giờ sau khi luyện chế quán đính đan, cuối cùng Lục Lâm Thiên luyện hóa thành một dòng linh dịch, đồng thời Lục Lâm Thiên cảm thấy linh khí tiêu hao hầu như không còn, không thể kiên trì nữa, người cũng mệt mỏi chịu không nổi. Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức để khôi phục, trong não, linh khí lại từ từ khôi phục, sự mệt mỏi trong người cũng biến mất. Sau khi khôi phục linh khí, Lục Lâm Thiên cảm thấy tinh thần chấn động, linh khí tựa như là có sự tăng lên chút ít sau khi luyện chế đan dược. Khi linh khí được rót vào Hỏa Long đỉnh, thì ngọn lửa xanh hồng xuất hiện, lúc này đây, Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện linh dịch này thành đan dược. Đây cũng là bước khó khăn nhất, mỗi một loại dược liệu đều có chút ít kháng cự tính, đồng thời khi linh dược dung hợp rất có thể gây ra tính kháng cự, các loại linh dược phù hợp với các nhiệt độ khác nhau, nên cần linh lực khống chế, chẳng khác gì là dựa vào sự mạnh mẽ của linh hồn với sự khống chế cảm giác. Có câu sai một ly đi nghìn dặm, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, đan dược này cũng sẽ bị hủy, Lục Lâm Thiên bây giờ chẳng dám chủ quan chút nào. Không có Nam Thúc dẫn dắt, Lục Lâm Thiên phải hoàn toàn dựa vào chính bản thân mình. Ta nhất định làm được, nhất định. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, mình luôn luôn một mình đối mặt tất cả, nhất định mình sẽ thành công. Lục Lâm Thiên tiếp tục chìm đắm trong công việc luyện dược, tập trung đến mức không biết có người vào đình viện. Người đang đi vào có một dáng người Mỹ lệ mặc một bộ cẩm bào, hai chân thon dài, tóc đen nhánh phất phơ ở hai bên tai, nhìn chung cũng có chút khí chất. Với dáng người này, đây không phải ai khác, đó chính là Lục Vô Song. Cảm thấy Lục Lâm Thiên tự dưng biến mất, Lục Vô Song trở nên tò mò, trong lòng cũng là muốn giải thích vài điều. Bước nhẹ nhàng đi vào trong đình viện, Lục Vô Song thấy trong đình viện không có ai nên định rời đi, nhưng chợt cảm thấy một cỗ linh khí phát ra từ phòng bên, đồng thời trong đình viện tự hồ như có một cỗ hơi thở dao động. Lục Vô Song đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đôi mắt đẹp nghi hoặc. Chân khí trong cơ thể cũng là bắt đầu âm thầm ngưng tụ. Nhìn lại phương hướng, Lục Vô Song nhẹ nhàng đến bên ngoài cửa phòng Lục Lâm Thiên, một cỗ khí thức nồng nặc mùi linh dược, cùng một chút dao động hơi thở đang ở trong phòng truyền ra.
Hơi chút do dự, Lục Vô Song nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một chút, thần sắc đột nhiên thay đổi, bàn tay như trắng trẻo che đôi môi lại. Trước mắt nàng bây giờ là một cảnh tượng không thể tin nổi, người bị coi là củi mục thiếu gia của Lục gia, bây giờ đang luyện chế đan dược. Lục gia cũng có hai người là linh giả, Lục Vô Song cũng đã từng nhìn thấy qua linh giả luyện chế đan dược, nhìn bộ dáng Lục Lâm Thiên lúc này, Lục Vô Song cũng có thể nhận ra Lục Lâm Thiên cũng là một linh giả, bởi chỉ có thế mới có thể luyện chế đan dược. Chăm chú nhìn thủ ấn biến hóa trong tay Lục Lâm Thiên, từng đường linh khí đánh ra, Lục Vô Song hầu như không tin vào cảnh này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì chẳng ai lại nghĩ củi mục thiếu gia lại là một linh giả. Đệ ấy đúng là một linh giả, nhưng vì sao lại phải âm giấu giếm? Lục Vô Song ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra đệ ấy cũng không phải kẻ tầm thường, không ngờ lại đang ẩn nhẫn, không thể để đệ ấy phát hiện ra mình được. Lục Vô Song lộ ra vẻ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, trong đầu hiểu tại sao Lục Lâm Thiên phải ẩn nhẫn, nàng cũng tự nhiên hiểu dần sự việc. Cái tên này, thật chẳng chú ý chút nào, nếu mà người khác đã nhìn thấy, chắc hẳn có chút phiền toái đây. Lục Vô Song nhẹ nhàng nói, sau đó vào trong đình viện, lặng lẽ đứng ở cửa đình viện. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đang tập trung toàn bộ tinh thần luyện chế quán đính đan, không để ý là có người mới vào. Chỉ sợ là với chút kinh nghiệm linh giả, nếu Lục Lâm Thiên phát hiện ra Lục Vô Song, khiến tinh thần bất định, dẫn đến luyện đan thất bại, tiền mất tật mang. Hoặc có thể là kinh nghiệm linh giả còn ít, nên đã không biết thân phận linh giả của mình đã sớm bị bại lộ. Keng! 2 giờ sau, nắp đỉnh mở ra với một cỗ khí thức linh dược nồng nặc bay ra, một ngọn lửa xanh hồng vây hãm xuống, rồi đồng thời một viên linh đan màu vàng nhảy ra từ hỏa long đỉnh. Thành công, cuối cùng thành công rồi. Lục Lâm Thiên cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, Lục Lâm Thiên tỏ ra rất vui sướng, cuối cùng tự mình đã có thể luyện được chế đan dược. Xong rồi sao, đã thành công à? Lục Vô Song cảm thấy không có chút động tĩnh gì trong đình viện, nên tiếp tục thăm dò, nhìn chăm chú Lục Lâm Thiên, nàng thấy Lục Lâm Thiên đang mỉm cười cầm viên chế đan dược rồi nói thầm, rồi rời khỏi đình viện ngay sau đó. Thu hồi viên quán đính đan, Lục Lâm Thiên có chút kích động muốn ăn viên đan dược để luyện hóa, viên quán đính đan này nhất định có thể làm cho tu vi vũ giả của mình tăng lên. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết, nếu hắn đem quán đính đan này bán này đi, phỏng chừng cũng có thể bán được giá cao hơn rất nhiều so với số tiền bỏ ra mua dược liệu. Đến lúc đó mình có thể mua thêm 2 phần thậm chí là 3 phần, cứ như thế thì mình mới có thể duy trì được việc luyện chế đan dược. Sau đó hạ quyết tâm, dù sao thì trưa nay cũng không có chuyện gì, Lục Lâm Thiên dự định sẽ đi bán viên quán đính đan này, rồi lại mua chút ít dược liệu về. Thu hồi lại hỏa long đỉnh, Lục Lâm Thiên liền thu dọn, sau đó lập tức đi ra cửa phòng, rồi từ cửa sau của Lục ra, Lục Lâm Thiên tiếp tục đi vào phố. Tiểu thư đã điều tra được chút tư liệu về Lục Lâm Thiên. Độc Cô Băng Lan cùng nha hoàn Thúy Ngọc ngồi ở trong một chỗ được trang trí tinh mỹ trong phòng, thì Vũ chấp sự đi đến cúi đầu bẩm báo. Nói ta xem. Độc Cô Băng Lan nói. Vũ chấp sự nói. Theo người thăm dò tin tức của chúng ta, Lục Lâm Thiên này là con của lão tam của Lục gia với một nha hoàn làm ở Lục gia, về sau bị người vợ cả của cha mình hãm hại, nên với thân thể ấy hắn dường như không thể tu luyện thành đấu giả. Hiện tại, hắn làm việc như một người hầu cấp thấp tại Lục gia, lại còn thường xuyên bị Triệu thị ức hiếp, còn về phần lão tam Lục gia thì cũng không dám nhiều lời. Tóm lại, tên Lục Lâm Thiên này chẳng có gì đặc biệt. Là người của Triệu gia. Thúy Ngọc nha hoàn khẽ nói. Phải, chính là người của Triệu gia, Lục gia dường như là cũng không dám đắc tội, cho nên mẫu tử Lục Lâm Thiên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vũ chấp sự nói. Từ biểu hiện Lục Lâm Thiên ngày hôm đó, có thể đoán rằng Lục Lâm Thiên không phải là một người tầm thường. Người tầm thường tuyệt đối không có khí chất như vậy. Hơn nữa, mua dược liệu luyện đan, không phải do Lục gia đứng ra mua, tiểu thư, phải chú ý Lục Lâm Thiên nhiều một chút, nếu hắn tới mua dược liệu luyện chế đan dược một lần nữa, chứng tỏ cho dù hắn không phải là một linh giả thì sau lưng cũng nhất định có một linh giả tồn tại. Thúy Ngọc nói, Vũ chấp sự. Nếu sau này Lục thiếu gia tới mua dược liệu luyện đan thì chú ý nhiều hơn một chút, vừa lúc chúng ta đang cần dùng người. Độc Cô Băng Lan nói. Vâng, tiểu thư. Vũ chấp sự đáp sau đó lập tức lui ra khỏi phòng. Lần tiếp theo đến con đường chuyên buôn bán đan dược cùng binh khí và các loại tài liệu luyện đan, đánh giá xung quanh một chút,
Lục Lâm Thiên không hề do dự Tiên và Thiên Bảo Môn. Bây giờ hắn là khách quý của Thiên Bảo Môn rồi. Lục Lâm Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiết kiệm kim tệ tốt như vậy, hơn nữa Thiên Bảo Môn cũng mua đan dược. Bái kiến Lục thiếu gia, hôm nay người tới mua dược liệu nữa sao? Hai đại hán canh giữ trước cửa thấy Lục Lâm Thiên, biết Lục Lâm Thiên quen biết tiểu thư nhà mình thì càng thêm khách khí. Thuận tiện bán vài viên đan dược. Lục Lâm Thiên nói. Lục thiếu gia, bên này, xin mời. Một đại hán lập tức khách khí dẫn Lục Lâm Thiên tới bên cạnh quầy hàng hôm trước, Vũ chấp sự cũng ở trong đó. Lục Lâm Thiên, hôm nay người cần hỗ trợ chuyện gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Vũ chấp sự mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên móc ra quán đính đan đã chuẩn bị từ trước, nói với Vũ chấp sự. Ồ, quán đính đan. Hai mắt Vũ chấp sự sáng ngời, nhận lấy quán đính đan trong tay Lục Lâm Thiên cẩn thận xem xét, nói. Quán đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đan phương lại có rất ít người biết. Đây là đan dược gần tiếp cận nhị phẩm đan dược, có hiệu quả tăng cường chân khí của vũ giả, so với những đan dược khác tốt hơn rất nhiều. Trình độ luyện chế quán đính đan này cũng đạt đến thượng đẳng, không tệ, không tệ. Lục thiếu gia, người là bằng hữu của tiểu thư nhà chúng ta, bình thường Thiên Bảo Môn bán ra quán đính đan giá 50 kim tệ. Như vậy đi, chúng ta sẽ mua đan dược này 50 kim tệ. Vậy đa tạ Vũ chấp sự rồi, nhưng thế thì không hay lắm. Lục Lâm Thiên nói nhưng trong lòng thầm nghĩ có trời mới biết các ngươi có bán 50 kim tệ hay không, nhưng tính toán tài liệu luyện đan có 15 kim tệ, giờ bán 50 kim tệ là đã được món lợi kếch xù rồi à, sau này mình không lo thiếu kim tệ nữa. Ai kêu Lục thiếu gia là khách quý của Thiên Bảo Môn đây, hơn nữa quán đính đan cũng là vật khó tìm, sau này Lục thiếu gia nếu có quán đính đan cứ tiếp tục giao cho chúng ta. Thiên Bảo Môn chúng ta thu mua toàn bộ. Quán đính đan phẩm chất tốt thế này nếu bán ra cũng có thể thu được chút lợi nhuận, sẽ không lỗ vốn a. Vũ chấp sự nói. Không vấn đề gì, lần sau có ta nhất định sẽ giao cho Thiên Bảo Môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Giúp ta chuẩn bị 4 phần dược liệu hôm qua. Lục thiếu gia chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị. Vũ chấp sự vội vàng cung kính nói rồi lập tức đi về phía sau. Tại một căn phòng bên trong, Vũ chấp sự nói với Độc Cô Băng Lan. Tiểu thư, Lục thiếu gia lại tới, còn mang theo một viên quan đính đan, hơn nữa lại muốn mua dược liệu giống hôm qua, đoán chừng là tài liệu luyện chế quan đính đan. Quan đính đan. Độc Cô Băng Lan nhận lấy đan dược Vũ chấp sự đưa nhìn một hồi sau đó đưa cho Thúy Ngọc, nói. Thúy Ngọc, ngươi nhìn xem quan đính đan này. Quan đính đan này tuy là nhất phẩm đan dược nhưng đã gần đến cấp nhị phẩm. Người biết rõ đan phương của quán đính đan cũng tuyệt đối không phải linh giả bình thường, xem ra trên người vị Lục thiếu gia này có không ít bí mật a. Nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. Vũ chấp sự, sau này Lục thiếu gia chính là khách quý của Thiên Bảo Môn, người tự biết làm gì rồi chứ. Còn nữa, nói cho hắn biết, chuyện hắn đến Thiên Bảo Môn, Lục gia tuyệt đối sẽ không biết. Ta hiểu rồi thưa tiểu thư, ta sẽ lập tức đi thu xếp mọi việc. Vũ chấp sự cáo lui. Vội vàng đi chuẩn bị. Trong Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên đánh giá xung quanh một chút. Hắn phát hiện hôm nay trong Thiên Bảo Môn có đơn giá của một số đan dược nhất phẩm, tất cả đều trên dưới 40 kim tệ. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi âm thầm nghĩ, xem ra hôm nay Thiên Bảo Môn không hề lừa mình. Một lát sau Vũ chấp sự đi từ phía trong ra đưa cho Lục Lâm Thiên vài bọc nhỏ. Lục thiếu gia, dược liệu người cần đã chuẩn bị xong rồi, đây là 50 kim tệ. Người kiểm tra một chút. Dược liệu này bao nhiêu? Lục Lâm Thiên nói, trong lòng nhẩm tính, số dược liệu này khoảng tầm 60 kim tệ, trên người mình có 20 kim tệ cộng thêm 50 kim tệ vừa bán quán đính đan nữa là vừa đủ. Cái này không cần tính, sau này Lục thiếu gia muốn mua bất kỳ dược liệu gì ở Thiên Bảo Môn sẽ cộng gộp tính một lần, tính từng lần rất phiền toái, còn nữa, chúng ta vẫn chờ Lục thiếu gia mang thêm quán đính đan đến nữa mà. Vũ chấp sự cười nói. Như vậy chẳng lẽ không sợ ta quỵt nợ hay sao? Lục Lâm Thiên kỳ quái nói, trong lòng lại nghĩ Thiên Bảo Môn này đối với mình quá tốt đi. Lục thiếu gia không phải loại người như vậy. Vũ chấp sự cười nói. Được rồi, vậy cảm tạ. Có lợi mà không chiếm chính là đồ ngốc, Lục Lâm Thiên tất nhiên sẽ không khách khí. Lục thiếu gia đi thong thả. Vũ chấp sự nói, sau đó lập tức nhẹ giọng cười. Việc Lục thiếu gia đến Thiên Bảo Môn. Lục gia tuyệt đối sẽ không biết, người yên tâm đi.
Lục Lâm Thiên đang định rời đi thì nghe Vũ Chấp Sự nói vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, sau đó lập tức lảng tránh. Ta đi trước, cáo từ. Ra khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên đến một chỗ, sau khi xác định xung quanh không có người mới đem những vật trong tay thu vào giới chỉ chữ vật thần bí, sau đó lập tức quay về Lục gia. Trên đường đi, nghĩ đến lời nói của Vũ Chấp Sự, Lục Lâm Thiên bắt đầu cảnh giác. Mình ra vào Thiên Bảo Môn thường xuyên sẽ không tránh khỏi bị người Lục gia để ý, hơn nữa, Thiên Bảo Môn dường như cũng đang âm thầm điều tra mình. Thiên Bảo Môn. Trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ nói, sau đó lập tức tiến thẳng về Lục gia. Thân là một thiếu gia vô dụng, bà ngoại không đau, cậu không thương, bây giờ Lục Lâm Thiên cảm thấy thân phận này cũng không có gì tồi tệ, ít nhất bây giờ ở Lục gia cũng không bị đói chết, lại không có ai thèm để ý xem mình làm gì. Bằng không khi mình muốn làm một số chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Đêm đến, Lục Lâm Thiên lại đến mật thất trong kho củi, Nam Thúc đã sớm chờ ở đó. Nam Thúc, hôm nay huấn luyện cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi, hôm trước Nam Thúc đã nói từ hôm nay sẽ bắt đầu một tháng tu luyện. Rất đơn giản, huấn luyện đánh ngươi. Nam Thúc cười không có ý tốt nói. Cái gì, đánh con? Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống. Đây không phải chuyện gì tốt ha. Đương nhiên còn huấn luyện giác quan cùng năm thuộc tính trên người ngươi. Nếu ngươi có thể chịu được một tháng thì sau này cho dù có gặp phải người có thực lực mạnh hơn ngươi nhiều ngươi cũng có thể chạy thoát để giữ lấy mạng, bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Nam Thúc nghiêm mặt nói. Nam Thúc, người yên tâm, con chịu được, đến đây đi. Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc nói vậy thì nhất định có đạo lý riêng, vì cái mạng nhỏ của mình sau này. Phải kiên trì. Bây giờ, bắt đầu huấn luyện đánh ngươi, ta sẽ dùng thực lực nhất trọng vũ sĩ tấn công ngươi, khi nào ngươi kiên trì được một canh giờ thì coi như vượt qua kiểm tra. Nam Thúc nói. Không công bằng, con mới là tam trọng vũ đồ, khoảng cách quá lớn. Lục Lâm Thiên lập tức phản bác, bây giờ thực lực của mình là tam trọng vũ đồ làm sao có thể là đối thủ của nhất trọng vũ sĩ, đây rõ ràng là chờ bị đánh. Công bằng, khi có người muốn giết ngươi. Muốn mạng nhỏ của ngươi, ngươi có thể yêu cầu công bằng sao? Thần sắc Nam Thúc trầm xuống, vừa nói xong trong tay cũng biến hóa ra một thủ ấn, một quyền đầu đánh thẳng vào vai trái của Lục Lâm Thiên. Con còn chưa chuẩn bị xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, hoảng sợ lùi về phía sau, tuy đã là tam trọng vũ đồ nhưng khi phải chân chính phải đối chiến thì Lục Lâm Thiên vẫn không khác gì một tờ giấy trắng. Phanh! Lục Lâm Thiên còn chưa nói xong. Dù lui nhanh thế nào thì một chưởng của Nam Thúc vẫn như hình với bóng theo sát hắn không rời, chỉ trong chốc lát, một lực lượng khổng lồ đánh xuống vai khiến hắn ngã ngửa trên mặt đất, ngay lập tức cơn đau đớn truyền lên đại não, xương cốt đều như muốn vỡ ra từng mảnh. Vẫn chưa chịu dậy, Nam Thúc quát, cũng không hề khách khí, xoay người đá ra một cước mang theo tiếng xe gió, lực lượng một cước này tuyệt không thể khinh thường. Ôi mẹ ơi! Lục Lâm Thiên bị dọa sợ vội vàng bò về phía trước. Nếu một cước này rơi trúng người mình thì chỉ sợ xương cốt cũng bị đánh gãy mấy cái. Phanh! Tốc độ một cước này quá nhanh, Lục Lâm Thiên còn chưa kịp bò đi thì một cước này đã đá vào bụng hắn, lập tức hắn bị đá lên trên không một thước, xoay một vòng rồi ngã xuống mặt đất, huyết khí trong cơ thể sôi trào, yết hầu đã có vị ngọt. Nhớ kỹ, khi người khác muốn cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không nói chuyện công bằng, không nói quy củ, chỉ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nam Thúc lại lao xuống một lần nữa, quyền, trường, cước không ngừng đánh xuống. Mật thất này lại nhỏ, Lục Lâm Thiên không có cách nào tránh được nên lập tức xương sườn đã bị đánh gãy mấy cái. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Lâm Thiên bầm dập nằm trên mặt đất, căn bản là không có sức chống cự, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Ngồi dậy, bây giờ là thời cơ tốt nhất để cảm nhận năm thuộc tính trong âm dương thân thể, sau này ngươi tu luyện vũ kỹ có thể lấy được lợi ích rất lớn. Nam Thúc nói, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ bỏ dậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu theo sự chỉ đạo của Nam Thúc, cảm nhận năm thuộc tính trong cơ thể. Ngưng thần tĩnh khí, Lục Lâm Thiên từ từ điều tức, đồng thời, trong đầu cảm thụ được năm loại thuộc tính. Ban đầu, Lục Lâm Thiên chỉ cảm nhận được trong cơ thể mình có một mảng màu vàng nhẹ sáng bóng là thuộc tính thổ hệ, và khai sơn trưởng mà hắn đang luyện cũng là vũ khí thuộc tính thổ hệ. Buông lỏng, chậm rãi cảm nhận năm hệ thuộc tính. Đến khi ngươi làm quen được 5 loại thuộc tính sau đó, về sau tu luyện 5 loại đấu kỹ thuộc tính sẽ dễ dàng hơn. Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên buông lỏng toàn thân, cảm nhận trong cơ thể mình.
và cũng không biết mất bao lâu rồi, trong đầu hắn lần lượt xuất hiện theo thứ tự là một mảng màu xanh mang thuộc tính mộc, một mảng màu trắng sáng lóa thuộc tính phong xuất hiện đồng thời cùng một mảng màu vàng đất thuộc tính thổ. Lục Lâm Thiên trong lòng phấn khởi hẳn lên. Một lát sau, Lục Lâm Thiên lần nữa cảm nhận được có một mảng lam màu xanh sáng bóng cùng một mảng đỏ rực như lửa. Đó là thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa. Và sau đó, quanh thân Lục Lâm Thiên xuất hiện 5 loại 5 mảng thuộc tính vây xung quanh, trong đó, mảng thuộc tính thổ là dày đặc nhất. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cảm nhận được 5 hệ thuộc tính, Nam Thúc lộ ra mỉm cười. Toàn hệ vũ giả, linh vũ song tu, tên này về sau nhất định sẽ làm khiếp sợ cả đại lục linh vũ. Được rồi, tiếp tục. Khoảng chừng 2 giờ sau, Nam Thúc nói. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, cảm giác toàn thân đau nhức khó tả sau khi điều tức, máu như ứ đọng, mồ hôi như dừng lại ở trên da. Tiếp tục, khi nào ngươi có thể kiên trì được 1 giờ, thì coi như là thành công. Nam Thúc nói. Sau lần bị đánh trước, lần này Lục Lâm Thiên đã có kinh nghiệm. Khi Nam Thúc vừa mới nói xong, Lục Lâm Thiên cũng biết trình độ của mình không thể chạm tới người Nam Thúc được, nên phải tìm cách tránh né. Dường như là tránh né với Nam Thúc như là bất khả thi, mà nếu Lục Lâm Thiên muốn phản kích thì tốc độ cũng không nhanh bằng. Lục Lâm Thiên còn chưa kịp thi triển chiêu thì quyền trưởng của Nam Thúc đã dồn dập đến người. Cho đến canh năm, Lục Lâm Thiên đã nghỉ ngơi đến 2 lần. Toàn thân nơi nào cũng bị thương ngoại trừ mặt, Nam Thúc như là cố ý tránh mặt hắn, nếu không hắn hiện tại không biết trở thành cái dạng gì. Hôm nay cũng đủ rồi, ngày mai tiếp tục, đây là tẩy tủy đan do ta luyện chế, mỗi ngày dùng 1 viên để tắm rửa trong 2 giờ. Nam Thúc nói xong, rồi đưa cho Lục Lâm Thiên một cái bình ngọc. Lục Lâm Thiên nhận cái bình ngọc rồi mở ra thấy khoảng 30 viên đan dược màu xanh ở trong. Mùi thuốc trong bình tỏa ra. Lục Lâm Thiên tuy không biết đan dược này, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại đan dược này có vẻ mạnh hơn cả quán đính đan. Nam Thúc, loại đan dược này có vẻ thuộc loại cao cấp. Lục Lâm Thiên nói, đây là tam phẩm đan dược, người đừng lãng phí. Mỗi ngày ngâm người trong 2 giờ, 1 tháng sau, người có thể thay ra đổi thịt. Nam Thúc nói, tam phẩm đan dược này có vẻ rất đắt tiền. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nam Thúc. Lục Tiểu Bạch có thể trở thành một vũ giả được không? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng dự định huấn luyện cho Lục Tiểu Bạch một chút, để hỗ trợ mình về sau. Lục Tiểu Bạch, xương cốt có vẻ bình thường, có thể trở thành vũ giả, nhưng tiền đồ cũng không quá lớn. Nam Thúc nói, Nam Thúc, vậy xin người giúp Lục Tiểu Bạch hộ con, hắn đối với con rất tốt. Lục Lâm Thiên nói, đây là hỏa lang quyết, chắc Lục Tiểu Bạch thuộc tính hỏa, xương cốt không được tốt lắm. Hỏa lang quyết này chỉ đủ để cho hắn trở thành vũ giả mà thôi, còn về phần trình độ, thì phải phụ thuộc vào chính hắn. Nam Thúc nói, đồng thời đưa cho Lục Lâm Thiên một cái ngọc giản. Đa tạ Nam Thúc, Lục Lâm Thiên nhận lấy ngọc giản, Lục Tiểu Bạch có thể trở thành vũ giả là được rồi, về phần trình độ thì tính sau. Được rồi, người mau trở về rồi dùng tẩy tủy đan để tắm đi, nhớ kỹ, nhất định phải ngâm trong 3 giờ, thì về sau ngươi sẽ có lợi thế khá lớn. Nam Thúc nói, Nam Thúc, con đi trước đây. Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất, rồi quay lại trong đình viện. Âm dương chi thể được ta bồi dưỡng, về sau, hẳn sẽ làm khiếp sợ tất cả các lão quái trên đại lục linh vũ đây. Trong mật thất, sau khi Lục Lâm Thiên rời đi, Nam Thúc mỉm cười, trong lúc vui vẻ, đúng là mang theo vẻ đắc ý. Sau đó, Lục Lâm Thiên quay lại gian phòng của mình, sắc trời có chút sáng ửng hồng. Lập tức. Hắn lấy ra một cái chậu gỗ thật lớn, đổ đầy nước vào bồn, lấy trong bình ngọc ra một viên tẩy tủy đan ném vào trong chậu. Xuy xuy. Sau khi ném tẩy tủy đan vào, đột nhiên nước trong chậu gỗ lớn đã biến thành màu xanh, mùi thuốc nồng nặc, đồng thời trong chậu nước bắt đầu xuất hiện rất nhiều bọt khí nóng. Tam phẩm đan dược này dùng để ngâm tắm, nếu bán đi, giá tiền hẳn phải rất cao. Lục Lâm Thiên trong lòng hơi chút mỉm cười, đan dược này rất có lợi với mình. Cũng không thể đem bán. Sau đó, hắn liền lột sạch quần áo ra. Nhìn trên thân mình thấy máu ứ đọng thành một mảng, Lục Lâm Thiên cảm thấy đau lòng cho chính mình. Nam Thúc ra tay đúng là không khách khí a hát, nghĩ xong hắn liền nhảy vào trong chậu gỗ. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được dòng nước ấm ôn hòa thấm vào chỗ bị ứ máu trên da thịt, đột nhiên có một cảm giác tê dại bò khắp trên da hắn. Thật thoải mái. Lục Lâm Thiên nhắm hai mắt lại, hít một hơi sâu. Như là tắm suối nước nóng,
loại nước này còn có vô số nhiệt khí dễ chịu, tựa như là bò dọc theo lỗ chân lông đi vào trong cơ thể của mình. Những hơi nóng này đang làm dịu gân cốt trong cơ thể của mình, giống như là massage vậy. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên hưởng thụ sự dễ chịu từ tẩy thủy đan, đồng thời biết được tác dụng của đan dược này. Cứ như thế, Lục Lâm Thiên từ từ nhắm mắt hưởng thụ, nằm thẳng cẳng ở trong chậu gỗ, không nhúc nhích, để mặc cho hơi nóng chui vào thân thể của mình. Một đêm thật đúng là tra tấn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, bây giờ hắn có vẻ đang ngủ như có mộng đẹp. Lâm Thiên, có rời giường hay không? Sáng sớm, La Lan Thị ở trong phòng nhỏ gọi, sau đó lẩm bẩm nói. Hẳn là đang ngủ, đứa nhỏ này bây giờ có vẻ rất khác so với trước. Lúc Lục Lâm Thiên ngủ say, nên không biết, những vết thương trên người hắn bắt đầu nhẹ nhàng biến mất, cả mặt nước cũng là tràn ngập một mảng nhẹ nhàng sáng bóng, thật là huyền ảo. Bây giờ nếu mà có người nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn là sẽ mất hồn mất vía. Dùng tam phẩm đan dược để tắm giúp cho Lục Lâm Thiên tăng cường cốt cách với lục phủ ngũ tạng. Loại dược phẩm này, chắc hẳn các đại gia tộc cũng khó có thể kiếm được, về phần lục gia, cũng không có khả năng. Thời gian từ từ trôi qua, và trên người Lục Lâm Thiên sau khi hấp thu dược lực, bốc lên từ các lỗ chân lông một mùi tanh ngắt ghê tởm. Đồng thời một chậu toàn dung dịch màu xanh đen và cơ thể của Lục Lâm Thiên trông không khác gì hắn đang ngâm mình trong một cái ao phân. Cái gì thúi như vậy? Không biết đã ngủ bao lâu, quanh thân Lục Lâm Thiên phát ra một mùi hôi ngút trời, sau đó hắn từ từ mở hai mắt ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi lớn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nhìn một chậu tắm như ao phân, Lục Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Cọt kẹt! Công tử! Người đại tiện ở bồn tắm à? Cửa phòng đẩy ra, Lục Tiểu Bạch xuất hiện ở trong phòng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên với cái bồn tắm, lộ ra vẻ mặt khinh thường, hai tay che cái mũi, nhìn Lục Lâm Thiên với vẻ mặt rất ghê tởm. Nói nhảm, cái gì mà đại tiện? Đây là ta đang bài xuất tạp chất trong người, người có hiểu hay không? Lục Lâm Thiên lập tức giải thích, thùng nước này mình ngâm không nổi nữa rồi, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi chậu gỗ nói. Mau mang thùng nước này đi đổ đi. Rồi mang cho ta một thùng nước khác, ta muốn tắm rửa. Thúi như vậy, người tự đổ đi. Lục Tiểu Bạch nói sau đó chăm chú nhìn lên hạ thân của Lục Lâm Thiên, nhìn qua vài lượt, có chút nghi ngờ nói. Đồ chơi kia của ngươi so với ta lớn hơn một chút. Nhìn cái gì, đây là tiền vốn, ngươi có hôm mộ cũng không được, nhanh đi đổi nước đi, lát nữa ta cho ngươi thứ tốt. Lục Lâm Thiên lấy một chiếc áo quấn quanh hông mình sau đó nói. Thứ tốt. Người có cái gì tốt cho ta? Lục Tiểu Bạch thì thào nói nhưng vẫn lập tức đem nước đi đổi. Lục Lâm Thiên nhanh chóng tắm một lần nữa, đem mùi hôi thối trên người tẩy sạch sẽ. Công tử, người không lạnh à? Lục Tiểu Bạch hỏi, bây giờ là mùa đông đó nha, vừa rồi mình gánh nước cũng là nước lạnh. Cái này thì có gì mà lạnh? Lục Lâm Thiên nói, từ khi tu luyện âm dương linh vũ quyết, thân thể mình dường như nóng lạnh bất xâm. Tắm sạch một tầng hôi thối trên người xong Lục Lâm Thiên lập tức mặc quần áo vào, cảm nhận được sự thoải mái từ trên cơ thể, hắn cũng biết tạp chất ứ đọng trong người đã bị bài trừ không ít, cả làn da cũng trắng ra không ít, tựa như da trẻ con, co giãn đàn hồi vô cùng tốt, đây hẳn là tác dụng của tẩy thủy đan rồi. Lục Lâm Thiên mừng rỡ khép đôi mắt lại, cảm nhận tình huống chân khí trong cơ thể, lúc này, chân khí của mình dường như tăng lên không ít. Công tử, thứ tốt ngươi nói cho ta đâu? Lục Tiểu Bạch không khách khí hỏi. Không thể thiếu của ngươi được. Lục Lâm Thiên mở hai mắt, trên tay đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, nói. Đây là Hỏa Lang Quyết, sau khi ngươi tu luyện có thể trở thành vũ giả, sau này đi theo công tử ta sẽ khiến ngươi thay đổi cuộc đời. Ta trở thành vũ giả, công tử, ngươi nói đùa sao? Lục Tiểu Bạch trợn cặp mắt trắng dã liếc Lục Lâm Thiên, cái này căn bản không thể tin được. Trở thành vũ giả. Một người hầu cấp thấp như hắn làm sao có thể? Ai rảnh mà đi cùng ngươi nói giỡn, cầm lấy, nhỏ một giọt máu vào. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Nhìn thần sắc Lục Lâm Thiên nghiêm nghị, Lục Tiểu Bạch sửng sốt một chút sau đó lập tức tiếp nhận ngọc giản, cắn đầu ngón trỏ rồi nhỏ một giọt máu tươi lên ngọc giản. Suy! Từ trên ngọc giản ngay lập tức có một luồng sáng chui vào mi tâm Lục Tiểu Bạch, sau đó hóa thành một lượng tin tức khổng lồ nhập vào trong óc hắn. Dùng tâm ghi lại khẩu quyết chậm rãi tu luyện, có thể trở thành vũ giả hay không thì phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi rồi. Lục Lâm Thiên nói. Công tử,
Hỏa Lang Quyết này thật sự có thể khiến ta trở thành vũ giả sao? Sau một lát, Lục Tiểu Bạch ngơ ngác đứng trong phòng nói. Cái này phải xem bản thân ngươi. Lục Lâm Thiên đáp. Đa tạ công tử. Lục Tiểu Bạch lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu với Lục Lâm Thiên. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên cho ta, nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Đầu gối nam nhân là vàng, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Lục Lâm Thiên nói. Công tử, ngươi lấy Hỏa Lang Quyết ở đâu? Ngươi cho ta rồi thì ngươi phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã trở thành vũ giả rồi? Lục Tiểu Bạch đứng dậy nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tốt nhất là nên nhanh chóng trở thành vũ giả chính thức đi. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng ngẫm nghĩ, nếu Lục Tiểu Bạch trở thành vũ giả thì bên cạnh mình cũng coi như có người có thể sử dụng được. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, hắn đã sớm cảm nhận được công tử không giống như trước kia, mà bây giờ hắn đã chính thức khẳng định Lục Thiếu gia vẫn luôn chịu khi nhục, uất ức giờ đã khác xưa, đợi một thời gian nữa công tử nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Đến lúc đó mình sẽ đi theo bên cạnh công tử, có thể nghĩ, bên người công tử bây giờ trừ mình ra cũng không còn ai khác. Nghĩ vậy Lục Tiểu Bạch kích động rời khỏi đình viện, tìm một nơi kín đáo để luyện Hỏa Lang Quyết. Chờ sau khi mình luyện thành Hỏa Lang Quyết thì vận mệnh người hầu của mình cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó tiền đồ là vô hạn, tiểu thúy ở tiền viện cũng nhất định vừa ý mình. Bây giờ nên luyện chế quán đính đan rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ, có 4 phần tài liệu quán đính đan. Tự mình luyện chế, dùng 2 viên, bán 2 viên, như vậy ngoài việc có thể tự tăng cường thực lực bản thân ra thì còn có thể kiếm được kim tệ. Sau khi do dự một chút, Lục Lâm Thiên quyết định ra sau núi tìm một nơi luyện chế đan dược, trong đình viện này có chút không an toàn. Thu thập một chút, Lục Lâm Thiên vội vàng đến nơi kín đáo trong sơn cốc, xung quanh đều là đại thụ che trời, sau khi xác định nơi này an toàn Lục Lâm Thiên mới chuẩn bị luyện chế đan dược. Lấy ra Hỏa Long đỉnh và nguyên liệu luyện chế quán đính đan từ trong giới chỉ, Lục Lâm Thiên bắt đầu tĩnh tâm luyện đan. Trong tay đánh ra một thủ ấn, một cỗ linh lực vững vàng rót vào miệng Hỏa Long, ngọn lửa thực chất lập tức xuất hiện. Dược liệu lần lượt được cho vào Hỏa Long đỉnh, Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện đan, nghĩ đến một viên quán đính đan có giá trị 50 kim tệ, Lục Lâm Thiên không dám chủ quan chút nào. Ở một nơi kín đáo khác trên ngọn núi, một thân ảnh già nua xuất hiện ở đó. Vừa vặn quan sát hết thảy hoạt động của Lục Lâm Thiên bên dưới sơn cốc. Tiểu tử này, đến lúc luyện đan sẽ có sự chấn động, người cho rằng đến sau núi thì không ai biết sao. Trong lục gia cũng có một hai người thực lực coi như miễn cưỡng đó. Thân ảnh này đúng là Nam Thúc, trong tay Nam Thúc kết một thủ ấn, quanh thân một tầng hào quang như ẩn như hiện khuếch tán, lập tức bao phủ mấy đỉnh núi, sau đó mới mỉm cười rời đi. Đã có kinh nghiệm luyện chế ra quán đính đan. Khi bắt đầu luyện chế một lần nữa không thể nghi ngờ là rất thuận lợi. Sau khi đem tất cả dược liệu luyện hóa hết, Lục Lâm Thiên vẫn nghỉ ngơi một chút, chỉ là lần này luyện chế không có mất hết sức lực như lần trước. Cuối cùng là dung hợp quán đính đan, tiếp tục như thế, một canh giờ sau, một viên quán đính đan đã xuất hiện ở trong tay Lục Lâm Thiên. 50 kim tệ đến tay. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói. Tiếp tục. Sau khi điều tức xong một lần nữa, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện quán đính đan, chỉ là trên đời này luôn có cái gọi là bất trắc, mặc dù đối với việc luyện chế quán đính đan đã khá quen thuộc nhưng lúc này đây, chỉ cần một chút sai lầm cũng dẫn đến việc luyện chế đan dược gặp thất bại. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, Hỏa Long đỉnh chấn động kịch liệt, nóc bị lật tung, một cỗ mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Nhìn xem tất cả, tâm Lục Lâm Thiên đau muốn nhỏ máu, mặt cũng đen một mảnh. 50 kim tệ xong rồi. Lục Lâm Thiên đau lòng ai oán, cũng may Hỏa Long đỉnh không bị làm sao, bằng không hắn sẽ đau lòng đến chết mất. Nên đi chịu đánh rồi. Đau lòng thu thập mọi thứ, nhìn sắc trời đã không còn thời gian để luyện chế viên đan dược thứ 3 rồi. Sau một lần thất bại, Lục Lâm Thiên mới biết, dù mình có quen thuộc như thế nào thì cũng phải vô cùng cẩn thận, đây là một bài học rồi. Thu dọn một phen, Lục Lâm Thiên quay lại đình viện, cùng lúc La Lan thì cũng đang trở về đình viện. Thấy Lục Lâm Thiên vẻ mặt đầy bụi đất, La Lan thì không thể thiếu vài câu nhắc nhở. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại như muốn tuôn ra cảm xúc hạnh phúc, nghĩ thầm, mình nhất định tăng cường thực lực, chỉ như vậy mình mới có thể giúp mẫu thân mình thoát khỏi cái lục gia này. Màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên lại đi đến mật thất, đương nhiên là không thể thiếu những lần bị đánh. Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua,
Ban đêm Lục Lâm Thiên tới mật thất cùng Nam Thúc luyện tập, đồng thời cảm nhận trên người mình năm hệ thuộc tính. Đến ngày thứ ba, Lục Lâm Thiên dùng một quán đính đan, trình độ lần nữa vọt tới ngũ trọng vũ giả, còn có hai khỏa quán đính đan thì tiếp tục đem đi bán cho Thiên Bảo Môn, rồi lại lấy 6 phần dược liệu quán đính đan. Mỗi sáng sớm, Lục Lâm Thiên lại trở về phòng dùng tẩy tủy đan để tắm. Nhờ có tẩy tủy đan, Lục Lâm Thiên đã tăng cường gân cốt cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng. Buổi trưa hôm đó, Lục Lâm Thiên đến phía sau núi để luyện chế quán đính đan, qua thất bại qua lần thứ nhất, Lục Lâm Thiên không dám chủ quan. Luyện chế quán đính đan khá tốt, Lục Lâm Thiên cũng không còn mắc sai lầm nữa, thời gian luyện chế càng lúc càng nhanh, phẩm chất có vẻ cũng là càng ngày càng tốt. 15 ngày cứ thế trôi qua, buổi sáng Lục Lâm Thiên ngâm tắm trong nước, không còn bất kỳ tạp chất, dược lực hấp thụ sạch sẽ, còn màu nước thì trong suốt, khác hoàn toàn so với lần đầu. Lúc này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, thân thể của mình như đang tiến hành lột xác. Từ trong ra ngoài, thân thể của mình, bây giờ cũng sáng sủa hẳn lên, khá là hoàn mỹ. Trong vòng 15 ngày, Lục Lâm Thiên tổng cộng luyện chế ra 30 viên quán đính đan. Vào ngày thứ 9, sau khi vừa dùng một viên quán đính đan sau đó, Lục Lâm Thiên cũng đạt tới lục trọng vũ đồ, một viên quán đính đan có thể tăng cường 2 trọng chân khí. Về sau, cũng chỉ đủ dùng để tăng cường nhất trọng chân khí. Lục Lâm Thiên cũng bán đi 27 viên quán đính đan cho Thiên Bảo Môn. Việc Thiên Bảo Môn có quán đính đan cũng dần được truyền ra khắp trấn Thanh Vân. Quán đính đan là đan dược hảo hạng, bình thường linh giả mà không biết kỹ về phương thuốc luyện đan thì cũng khó mà luyện được, còn đối với vũ đồ thì tác dụng không hề nhỏ. Bởi vì khoảng 3 ngày 4 ngày, Lục Lâm Thiên mới đem vài viên quán đính đan bán cho Thiên Bảo Môn. Giá của quán đính đan ở bên ngoài lên đến 60 kim tệ một viên, lại còn cung không đủ cầu. Trong thời gian này, Lục Lâm Thiên mỗi ngày đều phải đi tìm một ít thức ăn cho tiểu kim xà. Tiểu kim xà không to lắm, nhưng sức ăn cũng không nhỏ, ăn xong rồi lại đi ngủ, tựa như là ngủ chưa bao giờ là đủ. Màn đêm lần nữa đến, Lục Lâm Thiên lần nữa thừa lúc bóng đêm để đến mật thất ở phòng chứa củi. Lục Lâm Thiên vừa mới đạp mạnh vào mật thất, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười quỷ dị, ném một hình nhân giả ở trong tay vào trong mật thất. Một tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy hình nhân nhanh chóng bị một đường quyền ấn đánh vỡ tan tành trên thạch bích của mật thất. Lão đầu tử, ta biết ngươi sẽ đánh lén, xem khai sơn trưởng của ta đây. Lục Lâm Thiên cười khẽ quát, trong tay chuẩn bị kết thủ ấn, một đường màu vàng nhạt ầm ầm đánh ra, trưởng ấn được đánh ra với một vòng khí kình. Tiểu tử, giở thủ đoạn à, ngươi lại còn non lắm. Nam Thúc nói lớn, đồng thời, một đường thân ảnh hiện ra, rồi một đường quyền ấn lần nữa đánh ra, làm dao động cả không khí trong mật thất, sau đó hung hăng đánh về hướng phía Lục Lâm Thiên. Một tiếng nổ phát ra sau đó, khiến Lục Lâm Thiên loạng choạng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Ồ! Nam Thúc trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên, với một quyền oanh kích được đánh ra, Lục Lâm Thiên chắc cũng phải thuộc lục trọng tầng thứ vũ đồ đích thực thì mới có thể tiếp được chiêu này. Quyền này là dùng vũ sĩ nhất trọng đích thực lực, mặc dù chưa thành thục nhưng có thể thi triển được chiêu thức này để đỡ chiêu của Nam Thúc thì thực lực cũng có thể lợi hại hơn vũ sĩ vài phần. Lục Lâm Thiên có thể tiếp được, quả là làm cho người ta giật mình. Lão đầu tử, ta e rằng người ra quyền quá sớm rồi. Ta không tin rằng hôm nay ta không đánh được ngươi. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, chủ động triển khai công kích. Lục Lâm Thiên vừa khai triển chiêu thức và nói chơi vài câu để cho Nam Thúc luống cuống chân tay một chút. Trải qua nửa tháng, bây giờ Lục Lâm Thiên cũng có chút vui thú với việc huấn luyện, chỉ cần có thể đánh được Nam Thúc một chút, cũng đã là thành công. Về phần bị đánh, Lục Lâm Thiên cũng dần thấy đó là thói quen, dù sao thì mỗi ngày có tẩy tủy đan cho mình ngâm tắm, nên mình cũng là càng lúc càng không biết đau đớn. Trước kia, một quyền của Nam Thúc làm cho Lục Lâm Thiên đau thấu vào tận tâm, nhưng bây giờ thì chỉ có vẻ hơi nhói đau một chút. Khai Sơn Trưởng. Thừa lúc có cơ hội, Lục Lâm Thiên xoay người chìm khí, sau đó ầm ầm đánh ra một trưởng ấn. Tiểu tử, ngươi còn không phải đối thủ của ta đâu. Người lão bộc Nam Thúc khẽ mỉm cười nói, vung quyền ấn từ trong tay ra. Thanh Linh Khải Giáp, phòng ngự. Lục Lâm Thiên cười tà một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện những lân phiến tạo thành áo giáp dày đặc vàng sậm, trên áo giáp có nhẹ nhàng tầng thứ nhất vầng sáng. Nam Thúc đánh một quyền vào bờ vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đồng thời cảm thấy đau, nhưng cắn răng chịu đựng,
rồi đánh một chưởng hung vào trên lưng Nam Thúc. Ầm. Lục Lâm Thiên cảm thấy như là đang đánh vào một hòn đá lớn, tay bắt đầu run lên, lực bị phản lại khiến Lục Lâm Thiên chao đảo, loạng choạng ngã đặt mông xuống đất. Tiểu tử, học hành có vẻ như chưa kỹ, chẳng qua, cũng chỉ muốn xem trình độ của ngươi có khá lên hay không thôi. Lão Bộc Nam Thúc cười nói, với ánh mắt tán thưởng. Trong nửa tháng này, Lục Lâm Thiên hiểu hằng ngày luyện tập kỹ năng cùng với tăng cường thể chất, đều có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự tiến bộ này chắc Lục Lâm Thiên hiểu rõ nhất. Hừ, thúc chơi xấu, thúc dùng vũ sĩ nhất trọng lực phòng ngự, ta coi như không có khả năng chống đỡ a hát. Lục Lâm Thiên nhanh chóng vỗ mông rồi đứng dậy với cánh tay đau nhức. Công bằng mà nói, trong khi đối chiến, thường có rất nhiều sự tình phát sinh, giải quyết được hay không đều phải nhờ chính bản thân ngươi. Sắc mặt Nam Thúc hiện lên những dấu vết sững sờ, nếu vừa mới mình không sử dụng vũ đồ nhất trọng phòng ngự, nhất định mình cũng không lành lặn như bây giờ. Thúc nói có lý, đến đây. Lục Lâm Thiên uất ức nói, thực lực không bằng Nam Thúc, thật là uất ức mà. Sau đó không khỏi phân trần, dù sao mình chính là người tìm cách tấn công, thì sợ gì bị trúng chưởng lần nữa. Tới tốt lắm. Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó thả người đón đánh, những vết quyền trên người Lục Lâm Thiên có vẻ không nặng lắm, nên không ảnh hưởng lớn tới Lục Lâm Thiên. Bây giờ thân thể Lục Lâm Thiên được bảo vệ bởi vũ kỹ thanh linh khải giáp, cho nên mặc dù là bị trúng chưởng nhưng cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da mà thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức 5 loại thuộc tính quang trạch quay xung quanh người mình. Có 5 loại màu thuộc tính sáng lóa, trong đó màu vàng nhạt là màu lóa nhất, theo như Nam Thúc nói, Lục Lâm Thiên tối cường thuộc tính hệ thổ. Nghỉ ngơi xong, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục cùng Nam Thúc luyện công cho đến lúc trời gần sáng. Lúc này ánh mắt Nam Thúc mới có vẻ hài lòng, rồi cho Lục Lâm Thiên về đình viện ngâm tắm. Buổi trưa, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục đến sau núi luyện chế đan dược. 17 ngày trước, Lục Lâm Thiên chỉ có thể luyện chế duy nhất một lần thành công. Bây giờ, trong một buổi chiều, Lục Lâm Thiên cũng có thể luyện chế ra 3 viên quán đính đan, điều này làm cho trong lòng Lục Lâm Thiên cao hứng không ngừng. Ngày thứ 18, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Nam Thúc, sau khi Lục Lâm Thiên trụ được trong một canh giờ, trên người chỉ bị bầm dập một chút, đắc ý nói. Lão đầu tử, một canh giờ trôi qua rồi nha, còn có tính là vượt qua kiểm tra rồi không? Hừ, Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó không chút khách khí nói. Ngày mai tăng cường huấn luyện. Lục Lâm Thiên nghe xong lập tức co quắp trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, thực lực không bằng người nên đành phải nín nhịn a. Canh năm. Lục Lâm Thiên kéo thân hình mệt mỏi nhưng trong lòng mừng rỡ về tới phòng. Dựa theo dự tính của Nam Thúc, một tháng sau mình mới có thể kiên trì trong một canh giờ, mà chỉ 18 ngày mình đã hoàn thành kiểm tra, xem ra mình vẫn là một kẻ có tài a. Đổ một thùng nước tắm, cho tẩy tủy đan vào, Lục Lâm Thiên lập tức ngâm mình trong nước, cảm thấy dòng nước ấm ôn hòa bao phủ lên những vết bầm tím trên người, ngay sau đó cảm giác tê dại, thoải mái lập tức bao trùm toàn thân. Thật thoải mái. Lục Lâm Thiên nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi hít sâu một hơi. Dược lực của tẩy tủy đan theo từng lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể mình, xoa dịu tất cả cơ bắp cùng gân cốt. Lục Lâm Thiên như đang hưởng thụ nhắm hai mắt lại, nằm luôn trong thùng nước không nhúc nhích, thả lỏng thân thể, trong sự thoải mái, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ. Lâm Thiên. Sáng sớm, La Lan Thị đứng trước phòng nhỏ gọi Lục Lâm Thiên hai tiếng, không thấy nhi tử trả lời chỉ mỉm cười đi ra ngoài đình viện. Một lát sau, bên ngoài đình viện xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi đi đến, đây đúng là Lục Vô Song. Hôm nay Lục Vô Song mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, bó sát người, làm nổi bật lên dáng người lung linh, thêm một phần cao nhã, lại thêm vài phần vũ mị. Trước ngực đường cong uốn lượn, eo nhỏ chân dài, dáng người cao gầy, phối hợp với ngũ quan tinh mỹ, đôi mắt to trong veo như nước, cả người phủ lên một khí chất điềm đạm, ôn nhu. Bước chân nhẹ nhàng. Trong tay Lục Vô Song lúc này cũng mang theo một cái giỏ, nóng hổi, mùi hương thơm lừng xông vào mũi, hẳn là một bữa sáng ngon lành. Lâm Thiên. Lục Vô Song đi vào đình viện, gọi hai tiếng, thấy không có người đáp thì lập tức buông giỏ thức ăn, đi đến bên ngoài phòng Lục Lâm Thiên. Cốc cốc, Lâm Thiên. Nhẹ gõ cửa, Lục Vô Song hô hai tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ sớm như vậy đã đi ra ngoài rồi sao? Lục Lâm Thiên đã quá mệt mỏi,
nằm trong thùng gỗ căn bản bản là không biết có người đến ngoài phòng mình, trong lòng cũng tin tưởng không có ai tùy tiện đến đình viện nên mới hồn nhiên không biết gì. Nếu Lục Lâm Thiên cảnh giác thì với tu vi hiện tại của hắn, có người đến gần như vậy hắn cũng sớm biết rồi. Lâm Thiên, gọi một lần nữa, thần sắc Lục Vô Song không khỏi có chút thất vọng, vốn định mang bữa sáng đến cho Lục Lâm Thiên nhưng bây giờ người không ở đây, trong lòng nổi lên chút ngẩn ngơ. Từ lần trước tại Hoa Viên, nàng giật mình chợt nhận ra đường đệ nàng vẫn quen thuộc từ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả nụ cười vui vẻ trên mặt cũng thay đổi. Trong lòng Lục Vô Song không khỏi âm thầm nổi lên sự hiếu kỳ với đường đệ này, cách một thời gian ngắn lại muốn đến xem sao. Xoẹt xoẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, trong lúc bất chi bất giác Lục Vô Song đã đi vào trong phòng. Ngay lập tức trước mặt Lục Vô Song xuất hiện một bức tranh Mỹ Nam ngâm trong bồn tắm, từng tấc da thịt lồ lộ trước mắt nàng không thiếu thứ gì. Lúc này Lục Lâm Thiên nghe được tiếng cửa mở cũng tỉnh lại, mở hai mắt bắt gặp ngay Lục Vô Song trong phòng, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng vào thân thể mình. Ta gọi ngươi ăn điểm tâm nhưng không thấy ngươi đáp nên mới. Lục Vô Song cũng không hét lớn, khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên trợn mắt nhìn mình thì phục hồi lại tinh thần, chưa nói hết câu hai má đã hồng rực lên, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ta bị nhìn lén rồi. Lục Lâm Thiên cũng sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nhảy ra khỏi thùng nước mặc quần áo, do dự một chút sau đó đi về hướng phòng nhỏ. Ăn điểm tâm a. Cảm thấy Lục Lâm Thiên tới, Lục Vô Song nhẹ nhàng nói một câu nhưng lúc này nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. À, Lục Lâm Thiên cũng có chút xấu hổ, mặc dù đã sống qua một kiếp nhưng việc xấu hổ như vậy vẫn không tránh khỏi. Sau khi ngồi xuống thì cắm đầu vào ăn, mỹ vị trong miệng cũng như biến sang mùi vị khác. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không mở miệng. Lục Lâm Thiên thỉnh thoảng liếc trộm Lục Vô Song. Nàng vẫn cúi đầu, xấu hổ cúi đầu ăn, đoán chừng trong lòng cũng không yên. Vô Song tỷ, ta đã ăn xong rồi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên phá vỡ sự xấu hổ giữa hai người. Ta cũng đã ăn xong, để ta thu thập. Lục Vô Song cúi đầu đứng lên, bắt đầu dọn đồ trên bàn. Vậy ta còn có việc, đi trước. Sự xấu hổ vẫn còn khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, thừa cơ nói đi trước, cười khẽ một cái. Trong lòng thầm nghĩ kỳ thật cũng không có gì, không phải chỉ bị nhìn một chút thôi sao? Ta vậy mà, làm sao bây giờ? Nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên, hai gò má của Lục Vô Song đỏ lên, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một màn này. Sau khi rời khỏi đình viện Lục Lâm Thiên lại đến sau núi một lần nữa, nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là luyện chế quán đính đan. Lần trước luyện chế gặp phải thất bại một lần. Từ đó về sau Lục Lâm Thiên chưa từng gặp thất bại nữa, bây giờ hắn có thể dùng một lần để luyện chế xong một viên quán đính đan, không phải chia thời gian nghỉ ngơi nữa. Hôm nay, một ngày thời gian đã nhanh chóng qua đi, khi đến tối Lục Lâm Thiên đã đạt được thành quả vượt xa thường ngày, luyện chế được 4 viên quán đính đan, điều này làm tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt. Trong quá trình luyện chế đan dược Lục Lâm Thiên còn phát hiện, mình khống chế linh lực ngày càng nhuần nhuyễn, đồng thời, linh lực cũng càng thêm cô đọng. Sau khi rời khỏi sơn cốc, Lục Lâm Thiên lại chuẩn bị đến mật thất chịu đánh, trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn trở nên vô cùng phong phú, Lục Lâm Thiên cảm thấy thích thú, loại cơ hội như vậy người khác cầu cũng không được. Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi qua, điều đáng nói là thời gian này Lục Tiểu Bạch rất ít khi đến tìm Lục Lâm Thiên, đoán chừng thời gian rảnh Lục Tiểu Bạch đều đi tìm chỗ lén luyện Hỏa Lang Quyết. Tại ngày thứ 9, Lục Tiểu Bạch đến tìm Lục Lâm Thiên một lần. Khi đó Lục Tiểu Bạch đã thành công tu luyện Hỏa Lang Quyết, nhưng khoảng cách đạt đến vũ giả chính thức vẫn còn khá xa. Trong thời gian kế tiếp, Lục Lâm Thiên đến Thiên Bảo Môn 3 lượt nữa, mỗi lần đều bán ra hơn 10 viên quán đính đan. Hiện giờ quán đính đan ở Thiên Bảo Môn vẫn là cung không đủ cầu, một vài đệ tử trong thế hệ trẻ của gia tộc sau khi mua về phục dụng thấy hiệu quả tốt nên thường xuyên đến mua. Buổi chiều ngày thứ 13, Sơn Cốc ở sau núi đã trở thành nơi Lục Lâm Thiên thường xuyên luyện đan. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi dưới đất, lúc này trên mặt Lục Lâm Thiên toát ra sự vui mừng. Hôm nay chính là ngày mình đột phá lên vũ sĩ, tu vi hiện tại của mình bây giờ đã là vũ đồ và linh đồ cửu trọng đỉnh phong. Hôm nay, Lục Lâm Thiên chuẩn bị đột phá cả linh vũ, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này rất tự tin, phía sau núi này sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Từ từ hít một hơi, Lục Lâm Thiên từ lấy ra một cái bình ngọc,
sau rồi móc ra một viên quán đính đan, trong lòng biết, nếu như mình thật sự muốn đột phá, thì sớm hay muộn mình cũng đột phá đến linh giả tầng thứ nhất. Nhìn viên quán đính đan trong tay, Lục Lâm Thiên hơi chút mỉm cười, bây giờ việc luyện chế quán đính đan đối với mình cũng chẳng có gì đáng kể, hít hà một hơi, không có chút nào chần chừ, Lục Lâm Thiên ném viên quán đính đan vào trong miệng. Viên quán đính đan vừa được đưa vào miệng, đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm thấy một dòng năng lượng ấm áp theo trong cơ thể của mình tách ra. Ngay lập tức, Lục Lâm Thiên liền vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Loại năng lượng này, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm quen ngay từ đầu, năng lượng đó có thể làm cho mình đột phá lên 2 trọng, nhưng về sau, cũng chỉ đủ để tăng cường 1 trọng, lần sau nữa thì cũng chỉ có thể đủ tăng cường 0.5 trọng. Tăng thêm một viên quán đính đan là có thể từ vũ đồ nhất trọng đột phá đến 0.9 trọng. Tổng cộng Lục Lâm Thiên đã sử dụng 7 viên quán đính đan, đáng giá 350 kim tệ. Khá tốt, bây giờ mình đã cách kiếm được kim tệ, bằng không thì giờ chắc phải thảm hại rồi. 350 kim tệ, tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ, 350 kim tệ, là đủ để có thể để cho một thanh niên trẻ tuổi theo vũ đồ đột phá đến vũ sĩ, phỏng chừng mỗi gia tộc đều cam lòng để tất cả thanh thiếu niên đột phá bằng được đến vũ sĩ. Thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại. Lục Lâm Thiên chồng chéo hai tay tạo thành một thủ ấn, hít thở dần dần các chân khí trong cơ thể, rồi bắt đầu luyện hóa năng lượng viên quán đính đan. Ở một chỗ phía trước ngọn núi, Nam Thúc đang chăm chú nhìn Lục Lâm Thiên, lẩm bẩm nói. Thời gian còn 1 tháng, lại muốn đột phá vũ sĩ lần nữa, âm dương chi thể, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu rồi, 3 giờ, hoặc là 4 giờ, xung quanh đang yên tĩnh. Bỗng nhiên không khí trở lên dao động, từng gợn sóng khí theo không khí mà hòa vào xung quanh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cảm nhận được sau một hồi luyện hóa quán đính đan, năng lượng dần chuyển hóa thành chân khí, những chân khí chạy xung quanh Lục Lâm Thiên với tốc độ mà mắt thường khó mà nhìn thấy được, đồng thời khí ở đan điền cũng thay đổi khá kỳ diệu. Năng lượng của viên quán đính đan đang không ngừng biến thành chân khí chạy đều khắp kinh mạch Lục Lâm Thiên, và rồi đi đến đan điền. Cuối cùng, Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy được đan điền của mình đã đạt đến trạng thái no đủ, đồng thời toàn thân cũng tràn đầy chân khí. Nhưng năng lượng của viên quán đính đan vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, nên Lục Lâm Thiên vẫn phải tiếp tục luyện hóa. Và khi đến lúc luyện hóa chuẩn bị kết thúc, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện, chân khí trong cơ thể cũng đã đạt trạng thái đỉnh điểm. Sau đó, Lục Lâm Thiên bắt đầu run lên, chân khí trong cơ thể bị bành trướng, làm cho kinh mạch của hắn run lên. Đồng thời xuất hiện một cơn đau đớn kịch liệt, làm cho Lục Lâm Thiên đau nhức không ngừng. Theo những lần trước, Lục Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, biến hóa thủ ấn trong tay, thúc giục âm dương linh vũ quyết, cơ thể bị bành trướng giống như là đang chịu một lực hút điên cuồng trong người. Rồi sau đó những chân khí mạnh mẽ tiến về đan điền và nhanh chóng bị co rút lại. Đột nhiên, đan điền của Lục Lâm Thiên bị mở rộng ra, làm cho hắn đau đớn toát mồ hôi lạnh. Lục Lâm Thiên tiếp tục cố chịu đựng. Biết rõ đây chính là bắt đầu đột phá, đồng thời, khống chế được kinh mạch làm tất cả chân khí co rút lại, sau đó nén chân khí vào. Thịch, một âm thanh không rõ tiếng vang lên từ trong đan điền, đồng thời, Lục Lâm Thiên bắt đầu cảm thấy toàn thân thoải mái không ngừng, một lượng chân khí khổng lồ ầm ầm điều hòa trong đan điền Lục Lâm Thiên. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên mỉm cười, cuối cùng mình cũng đã đột phá đến vũ sĩ nhất trọng. Vậy là đã đột phá sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên lần nữa cong lên, cảm thụ được linh lực xoay quanh trong đầu mình hồi lâu, rồi bắt đầu trở lên dao động. Sau đó, Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn trong tay, những linh khí đang sôi sục trong đầu bắt đầu biến hóa, tựa như đang ngưng tụ lại. Sau một lát, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng linh lực trong đầu và không gian xung quanh bắt đầu dao động một cách huyền ảo khó tả. Bây giờ, tựa như là không gian xung quanh đang rót một loại năng lượng vô hình vào trong óc. Đồng thời Lục Lâm Thiên có thể cảm thấy năng lượng vô hình này là từ trời đất truyền cho hắn. Dưới tác dụng của năng lượng này, linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên đang lại được gia tăng nhanh chóng. Tại thời điểm này, Lục Lâm Thiên cảm nhận được đầu của mình bắt đầu có chút mê muội. Vào lúc này, các giác quan của Lục Lâm Thiên trong vô hình như đang thay đổi hoàn toàn. Suy, một hồi thanh vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, lập tức một số linh lực xuất hiện rồi vây quanh thân Lục Lâm Thiên. Rồi vụt tắt trong phút chốc. Một lát sau, Lục Lâm Thiên cảm giác được linh lực trong đầu mình đang mở rộng thêm mấy lần, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Vù! Lục Lâm Thiên lập tức thở ra một ngụm chọc khí từ trong người,
cảm thấy dư thừa chân khí, linh khí trong cơ thể, Lục Lâm Thiên khóe miệng mỉm cười. Đột phá, thật đúng là quá nhanh. Xa xa trên ngọn núi, Nam Thúc hơi chút mỉm cười, sau đó biến mất ngay lập tức, lúc đó Lục Lâm Thiên căn bản là cũng không biết đến sự xuất hiện Nam Thúc. Lục Lâm Thiên tiếp tục khoanh chân ngồi, nhắm hai mắt lại, chìm thần tĩnh khí, để ý thấy khí hải trong đan điền cũng là có phần mở rộng hơn, đồng thời có một mảng khí sáng bóng đang xoay tròn trong đan điền. Và tiếp theo, Lục Lâm Thiên phát hiện trong đầu mình, cũng là có cũng xuất hiện một mảng khí như ở đan điền. So với trước kia thì linh lực có thể nói là dồi dào hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, trong lòng Lục Lâm Thiên khẽ động, tâm trí khống chế được chân khí trong cơ thể, một đường chân khí màu vàng đất nhanh chóng ngưng tụ tại lòng bàn tay phải, và đồng thời, ở lòng bàn tay trái, linh lực ngưng tụ thành một tia màu đỏ của lửa. Cuối cùng cũng đột phá. Lục Lâm Thiên hơi chút mỉm cười, ở giữa hai mắt hắn xuất hiện một tia sáng, rồi sau đó dần dần tiêu tán. Lão đầu tử, đêm nay, xem ngươi còn có lời gì để nói không? Lục Lâm Thiên nhìn sắc trời, cười ta một tiếng, sau đó thu dọn một phen, rồi rời khỏi phía sau núi. Ban đêm, tại mật thất ở phòng chứa củi, có một già một trẻ đứng nhìn nhau chuẩn bị giao chiến dưới ngọn đèn dầu lờ mờ. Thời gian chỉ còn một tháng, việc Lục Lâm Thiên tiến bộ nhanh chóng như vậy cũng là trái với dự tính của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên khai triển khai sơn trưởng trong tay. Bây giờ, Lục Lâm Thiên cũng đã thành thạo hơn nhiều, nhất trưởng nhất chiêu, đều rất rõ nét, đồng thời, kiểm soát cũng hoàn toàn tốt hơn. Lão đầu tử, người cẩn thận. Lục Lâm Thiên nói một tiếng, nhún thân nhảy qua, thân hình lực lưỡng di chuyển uốn éo theo một đường vòng cung. Nam Thúc xuất chiêu, Lục Lâm Thiên né được, rồi khai triển khai sơn trưởng, trong tay mang theo một quả cầu gió xoáy lao thẳng tới phía Nam Thúc. Bây giờ, Nam Thúc cũng bắt đầu lộ ra vẻ tán thưởng, rồi đi về bên trái một bước, biến hóa thủ ấn, và một đường quyền ấn ầm ầm chém ra. Thanh Linh Khải Giáp, lão đầu tử, đến đây đi. Lục Lâm Thiên hơi chút mỉm cười, ngay lập tức quanh thân xuất hiện lân phiến áo giáp màu vàng nhạt, đỡ trực tiếp một quyền của Nam Thúc, rồi một trưởng ấn trong tay đánh ra. Hiện tại, khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên phình ra, đồng thời khai sơn trưởng phát ra âm thanh như là tiếng khí kình gào thét ghê gớm. Đột nhiên, Nam Thúc đánh một quyền ấn vào trên bờ vai Lục Lâm Thiên, khiến cho Lục Lâm Thiên hơi trùng xuống, vì Nam Thúc nhắm đánh chúng vào vết thương lần trước. Nhưng ngay lập tức, Thanh Linh Khải Giáp liền làm cho quyền ấn của Nam Thúc tan mất, bây giờ thực lực Lục Lâm Thiên cũng thuộc vũ sĩ nhất trọng, nên sức phòng ngự của Thanh Linh Khải Giáp cũng mạnh hơn không ít, còn vảy của lân phiến áo giáp cũng dày đặc hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đột phá vũ sĩ mà ta lại không biết sao? Ánh mắt Nam Thúc trong lộ ra vẻ trêu tức, rồi thân hình di chuyển né khai sơn trưởng, sau đó khai sơn trưởng liền hóa thành tàn ảnh rồi vụt biến mất. Đột nhiên, Nam Thúc đã đánh một quyền ấn vào bàn tay Lục Lâm Thiên trong nháy mắt, khiến cho hai trưởng va vào nhau, từ trong mật thất phát ra một âm thanh khá nhỏ và kỳ lạ. Trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên bị đánh bay, loạng choạng lui về phía sau. Lão đầu tử, người bị mắc lừa rồi. Đồng thời, không biết từ lúc nào, Lục Lâm Thiên đã đưa tay trái lên và dùng linh lực ngưng tụ thành ngọn lửa trên lòng bàn tay, sau đó hắn ném về phía Nam Thúc.